chương 821, kết quả trận chiến giữa cường giả nhân tộc và yêu tộc dần dần lan truyền, không những cao tầng của tất cả đại thánh thổ biết được, mà ngay cả đệ tử nội môn bình thường cũng biết. Trận chiến này, giới tu luyện Bắc Cương xem như triệt để nguyên khí đại thương, tất cả đại thánh thổ đều tổn thất thảm trọng, nghe nói trưởng giáo tứ tượng thánh thổ chủ đạo trận đại chiến này, thiếu chút nữa đã vẫn lạc tại đại mộng trạch. Còn may là thiên mộng yêu hoàng đã bị đế phi, và đám cường giả thất huyền tổ sư kiềm chế, bằng không e rằng tu sĩ nhân tộc đến đại mộng trạch đã bị toàn diệt rồi. Sau khi thất huyền đạo nhân đánh một trận với thiên mộng yêu hoàng, liền mất tích. Nhưng nghe nói thiên mộng yêu hoàng đã quay trở về đại mộng trạch rồi, e rằng thánh thổ tiếp theo mà nàng sẽ đối phó, sẽ chính là thiên đế sơn chúng ta rồi. Tin tức thiên mộng yêu hoàng quay trở về đại mộng trạch, mấy ngày gần đây đã chuyển đến thiên đế sơn, đối với những tu sĩ nhân loại vốn dĩ sợ hãi yêu tộc mà nói, quả thực như một tấm mua đổi mạng, khiến tất cả mọi người lại càng thêm thấp thỏm lo âu đường tộc bị diệt, tiếp đó quang minh thánh thổ lại bị san thành bình địa. Quả thực không còn người nào có thể ngăn trở thiên mộng yêu hoàng, và đại quân yêu thú nữa, nếu như chúng muốn diệt thiên đế Sơn, e rằng trong một đêm, thiên đế Sơn sẽ biến thành một mảnh đất khô cằn, thi cốt chất thành núi. Ngày hôm sau, trưởng giáo chân nhân của thiên đế Sơn, cuối cùng cũng tuyên bố triệu hồi đệ tử ở bên ngoài thiên đế Sơn trở về, ba ngày sau sẽ rời đến thế giới trung thổ. Không những chỉ thiên đế Sơn, mà những thánh thổ khác tại bắc cương cũng đều làm ra quyết định như vậy đây là quyết định bất đắc dĩ trở thành kẻ tha hương trốn đến thế giới trung thổ bằng không thì chỉ còn một con đường chết mà thôi trong bách thảo viên những dưỡng tâm sư trẻ tuổi đều dừng hoạt động thu thập huyền dược trong dược điền chỉnh lý y thư dược điển tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ lưỡng cho một cuộc đi xa sau khi rời khỏi nơi này e rằng phải mất hơn vạn năm nữa mới có thể xây dựng được một thánh địa dưỡng tâm sư khác như bách thảo viên ngự thiến thiến cầm một quyển dược kinh cổ xưa khẽ thở dài bỏ dược kinh vào trong nhẫn chữ vật mà ninh tiểu xuyên đưa cho nàng trong lòng nàng có trăm ngàn mối lo rất không muốn rời khỏi nơi này ngự thiến thiến đưa mắt nhìn ninh tiểu xuyên nói tiểu xuyên ngươi đã giao thủ cùng yêu thú chẳng lẽ bọn chúng thật sự cường đại như vậy sao ngay cả một tòa thánh thổ cũng không thể ngăn cản nổi ninh tiểu xuyên khoanh tay trước ngực nói không nên nghĩ nhiều làm gì cho dù đại quân yêu thú thực sự đến đi nữa không phải vẫn còn có ta hay sao? Ừm. Thiến thiến, e rằng ta phải rời đi một thời gian ngắn. Ngươi và các vị sư huynh đệ cứ đi thế giới trung thổ đi. Tại sao? Ngự thiến thiến mở mắt tròn xoe, khó hiểu hỏi. Ninh tiểu xuyên khẽ vuốt đầu nàng, nói. Ta phải quay trở về Ngọc Lam đế quốc để tham gia gia và mẫu hậu ngươi. Dù sao thì lần này cũng phải đi thế giới trung thổ. Rất khó quay trở lại Ngọc Lam đế quốc. E rằng sau này cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại bọn họ nữa. Tất nhiên Ninh Tiểu Xuyên không thể nói cho Ngự Thiến Thiến biết là mình muốn đến Quy hư, bằng không thì Ngự Thiến Thiến nhất định sẽ ngăn cản hắn. "Thật ư? Đã lâu rồi ta cũng không được gặp mẫu hậu và hoàng huynh, ta cũng muốn trở về một chuyến." Ngự Thiến Thiến nói. "Không được, quá nguy hiểm. Ngươi phải cùng rời đi với đội ngũ, chuyện tại Ngọc Lam đế quốc cứ giao cho ta đi." Ninh Tiểu Xuyên nói. "Thế nhưng." Ngự Thiến Thiến do dự nói. "Không nhưng nhị gì cả." Ninh Tiểu Xuyên lại nói. Thiến thiến à, có thanh tước vương trông chừng Ngọc Lam đế quốc, Ngọc Lam đế quốc sẽ không bị yêu thú công kích đâu, ngươi cứ yên tâm đi. Nếu như có cơ hội, tương lại ngươi vẫn có thể gặp lại mẫu hậu và hoàng huynh. Được rồi, ta nghe lời ngươi. Ngự thiến thiến khẽ gật đầu. Mặc dù thiên đế Sơn muốn rời đến thế giới trung thổ, thế nhưng vẫn phái một lượng lớn tu sĩ thế hệ trước đến quy hư, cố gắng cứu viện thần nữ thiên đế. Mặc dù tất cả mọi người đều cảm thấy khả năng thiên đế thần nữ còn sống không lớn, Thế nhưng, chỉ cần còn một tia hy vọng thì nhất định phải tìm nàng trở về. Ba ngày sau, tu sĩ thiên đế sơn tạo thành một đại quân quy mô lớn, xuất phát tiến về thế giới trung thổ. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên vẫn một mình ở lại, hắn nhìn thoáng tòa sơn môn cổ xưa sau lưng, sau đó liền lập tức chuẩn bị tiến đến Quy Hư. Quy Hư ở cực bắc của Bắc Cương, tiếp cận Bắc Hải, là một mảnh địa phương hoang vu rét lạnh không gì sánh được. Trước khi đến Quy Hư, phải đi qua Trảm Thiên Hoang Lĩnh và Ngọc Lam Đế Quốc. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên cũng muốn về thăm Gia Gia và nhị bá một chuyến. Ninh Tiểu Xuyên, một đạo lưu quang màu trắng, từ trong mây mù đi ra, hóa thành hình dáng một nữ ni tuyệt sắc. Bảo Châu Địa Tạng đứng bên cạnh dòng suối nhỏ, tay cầm một viên Phật Châu màu vàng, hàng lông mày kẻ đen thon dài, đôi mắt như thu thủy, da thịt trắng nõn nà như tuyết, tinh tế mà tỉ mỉ, Phật y trắng mốt bay phất phới theo gió, phần áo trước ngực căng đầy, tạo thành một vòng cung đầy mỹ cảm. Dưới tà áo của Phật y để lộ, phô bày đôi chân thon dài, đôi mắt câu hồn của nàng dừng lại trên người Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy Bảo Châu địa tạng, lập tức đi tới nghênh đón, nói, không phải ngươi cùng rời đi với mọi người sao? Ta vẫn luôn đợi ngươi. Bảo Châu địa tạng đáp. Ninh Tiểu Xuyên có chút ngạc nhiên, hỏi, đợi ta làm gì? Cùng ta tu luyện hoan hỷ thiền kinh, lĩnh ngộ đại đạo tu luyện. Bảo Châu địa tạng chắp tay trước ngực, tựa như một Phật giả thần thánh, lời nói vô cùng nghiêm túc. Ninh Tiểu Xuyên cười nói, Ngươi là thánh nữ của Cửu Thiên cát, với thiên tư và mỹ mạo của ngươi, nam tử truy cầu ngươi nhiều không kể xiết, tại sao hết lần này đến lần khác lại muốn lựa chọn ta?" Bảo Châu Địa Tạng nói. "Chẳng lẽ ngươi lại cự tuyệt ta?" Rất khó cự tuyệt. Ninh Tiểu Xuyên đánh giá Bảo Châu Địa Tạng từ trên xuống dưới một lượt, tuyệt đại giai nhân như Bảo Châu Địa Tạng, quả thực thế gian hiếm thấy. Nếu như có thể song tu cùng nàng, thì tuyệt đối là một sự tình mỹ diệu không gì sánh được. "Đừng nói là Ninh Tiểu Xuyên, đổi lại là bất kỳ nam tử nào." gặp được chuyện tốt như vậy, e rằng cũng rất khó có thể cự tuyệt. Bảo Châu Địa Tạng khẽ nhách đôi môi đỏ mọng, đôi mắt hàm tình, cười nói. Vậy là ngươi đáp ứng. Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu, nói. Cũng rất khó đáp ứng. Vì sao? Bảo Châu Địa Tạng có chút khó hiểu. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ta muốn đi quy hư một chuyến. Ta đi cùng ngươi. Bảo Châu Địa Tạng nói. Ninh Tiểu Xuyên nghiêm túc nói. Quy hư không phải chuyện đùa, ngay cả ta cũng không có lòng tin có thể sống sót rời khỏi quy hư. Ta có nguyên nhân không thể không đi, nhưng ngươi thì lại không cần phải theo ta cùng mạo hiểm làm gì. Bảo Châu Địa Tạng đáp. Với ta mà nói, ngươi đã là Phật Dương Thể mà ta xác định, dù ngươi muốn đi đâu, ta đều sẽ đi cùng ngươi. Nếu bây giờ ngươi còn chưa muốn song tu với ta, ta có thể đợi, đợi đến ngày ngươi quyết định. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi còn do dự gì nữa? Loại sự tình vừa có thể để thăng tu vi bản thân, lại có thể ôm được người đẹp về nhà, không phải bao giờ cũng gặp. Nếu ngươi không đồng ý, ta có thể đồng ý thay ngươi." Nhạc Minh Tùng đi tới trước mặt Bảo Châu Địa Tạng, cười tủm tỉm nói, sau đó cúi đầu một cái rất phong độ, nói: "Kẻ hèn này chính là sư đệ của Ninh Tiểu Xuyên, Nhạc Minh Tùng, bái kiến Cửu Thiên Thánh Nữ. Nếu như Thánh Nữ Điện Hạ thật sự muốn tìm Phật dương thể, vậy thì không nhất định phải tìm Ninh Tiểu Xuyên, thể chất của tại hạ cũng thuộc hàng đỉnh cấp, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu của Thánh Nữ Điện Hạ. Đặc biệt là lúc trời tối, thể chất của ta sẽ càng trở nên cường đại hơn." có tinh lực và lực lượng dùng không bao giờ cạn kiệt. Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn Nhạc Minh Tùng một cái, nói: "Tại sao ngươi vẫn chưa rời đi?" Nhạc Minh Tùng thấy Bảo Châu Địa Tạng căn bản không thèm nhìn hắn, lập tức mất hứng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xoay người nhìn Ninh Tiểu Xuyên, đáp: "Không phải ngươi muốn đi quy hư sao? Ta vừa hắn cũng muốn đi tìm một loại tài liệu luyện khí, không bằng chúng ta cùng đồng hành đi." Bảo Châu Địa Tạng lập tức trầm mặt, lạnh lùng nói: ta và ninh tiểu xuyên một mình giao lưu tâm đắc tu luyện người đồng hành cùng chúng ta e rằng không thích hợp không thích hợp không thích hợp chỗ nào nhạc minh tùng vẫn hồn nhiên không cảm nhận được địch ý trên người bảo châu địa tạng nói thánh nữ điện hạ yên tâm nếu các ngươi muốn tu luyện hoan hỷ thiền kinh ta nhất định sẽ tránh đi ngay tuyệt đối không nhìn lén ninh tiểu xuyên hiểu rõ ta nhất ta là người rất có nguyên tắc ninh tiểu xuyên lắc đầu nói với bảo châu địa tạng không cần để ý đến hắn chúng ta đi thôi Dứt lời, Ninh Tiểu Xuyên liền gọi xong đầu thạch thú từ trong huyền thú dám ra, hóa thành một đầu thạch thú có sải cánh rộng hơn trăm mét. Hắn và Bảo Châu Địa Tạng ngồi trên lưng thạch thú, một đường bay thẳng tới Quy Hư. Bảo Châu Địa Tạng ngồi xếp bằng trên lưng thạch thú, sau lưng xuất hiện một vầng Phật quang chói mắt, đôi mắt xinh đẹp dừng lại trên người Ninh Tiểu Xuyên, nói: "Ninh Tiểu Xuyên, nếu ngươi nghĩ thông suốt thì hãy nói cho ta biết, ta tùy thời có thể cùng ngươi tu luyện Hoan Hỉ Thiền Kinh." Nghe nói vậy, Ninh Tiểu Xuyên liền đỏ mặt, thế nhưng bảo châu địa tạng thì vẫn rất chấn định, bình thản. Trên đầu nàng bắt đầu mọc ra những sợi tóc dài đen nhánh, không lâu sau thì tóc đã dài đến ba thước, càng thêm có hương vị nữ nhân. Xinh đẹp động lòng người, quả là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Thánh nữ điện hạ quả thật xinh đẹp động lòng người như vậy, Ninh Tiểu Xuyên à, ngươi đáp ứng đi. Nếu ngươi không đáp ứng thì ta sẽ cạnh tranh công bằng với ngươi. Nhạc Minh Tùng cưỡi tam đầu hoàng sư, dùng thần sắc chỉ tiết rèn sắt không thành thép để nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên căn bản không để ý đến nhạc minh tùng, hắn ngồi xếp bằng cách bảo châu địa tạng không xa, bắt đầu tu luyện. Hắn lấy ra một thanh chiến kiếm trí tôn khí hạ phẩm, do răng của hỏa giao vương tạo thành, chuẩn bị luyện hóa, tu luyện thanh thanh chiến kiếm cụ tượng thần thông thứ 19. Tu vi của hắn đã đạt tới thiên nhân cảnh tầng thứ 8, ngưng tụ ra đạo thai, có lẽ thật sự có khả năng dung luyện thêm một thanh chiến kiếm cụ tượng thần thông sau khi hấp thu binh hồn và tinh khí trí tôn khí hạ phẩm, Ninh Tiểu Xuyên có thể rõ ràng cảm giác được tu vi của mình lại tăng lên một ít. Thế nhưng vẫn chưa đạt tới thiên nhân cảnh tầng thứ 8 hậu kỳ. Khoảng thời gian tiếp theo, Ninh Tiểu Xuyên lại bắt đầu nghiên cứu dược kinh và y điển, mở rộng kiến thức của mình. Cho đến tận ngày thứ 9, song đầu thạch thú cuối cùng cũng bay đến một mảnh địa vực quen thuộc. Lãnh thổ Ngọc Lam Đế Quốc, Ninh Tiểu Xuyên thu hồi dược kinh và y điển lại. Trước tiên dự định sẽ trở về kiếm các hậu để vấn An Gia Gia và Nhị Bá, trong lòng có chút kích động. Đã lâu hắn chưa trở về, nên trong lòng rất nhớ tới hai người đấy. Ta muốn đi cùng ngươi. Bảo Châu Địa Tạng đứng dậy, mái tóc dài trôi bồng bềnh, từ thái động lòng người, tựa như một vị tiên tử đứng trong mây. Ngươi đi theo làm cái gì? Ta chỉ đi gặp mấy vị thân nhân, sẽ quay lại sớm thôi. Ngươi cứ ở trên sông đầu thạch thú chờ ta, sau khi quay lại, chúng ta sẽ cùng đến quy hư. Ninh Tiểu Xuyên nói. Bảo Châu Địa Tạng nói. Nếu như đã tới Ngọc Lam Đế Quốc, ta tất nhiên cũng phải tặng gia gia của ngươi một kiện lễ vật, đây chính là tâm ý của hậu bối đối với trưởng bối. Sau khi Ngọc Lam đại đế chết, huynh trưởng ngự kim đô của ngự thiến thiến nhờ vào huyết thống hoàng thất thuần khiết, mà kế thừa đại vị, trở thành Ngọc Lam đế quân. Mấy năm trước, Ma Môn cùng tất cả đại tông phái vây công Hoàng Thành, đánh cho Hoàng Thành chia năm xẻ bảy, hư hại nghiêm trọng, thế nhưng, trải qua mấy năm tu kiến và khôi phục, Hoàng Thành đã trở nên rực rỡ phồn hoa, náo nhiệt sôi động hiện nay, tất cả nền văn minh của nhân loại tại Bắc Cương đều lọt vào sự công kích của đại quân yêu thú, thế nhưng Ngọc Lam đế quốc có thanh tước vương che chở, lại tựa như một chốn thế ngoại đảo nguyên ngăn cách với thế gian, cho nên không có chút bầu không khí tận thế chút nào. Kiếm các hầu tất nhiên cũng quay trở lại hoàng thành, trở thành đệ nhất đại hầu phụ ở Ngọc Lam đế quốc, uy trấn thiên hạ, vô số tu sĩ trong thiên hạ đến đầu nhập, vô số gia tộc đến phụ thuộc, cường thịnh huy hoàng hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử hiện nay kiếm các hầu phủ đang nghênh đón một ngày chưa từng có từ trước tới nay trời còn chưa sáng mà tất cả người hầu trong phủ từ đầu bếp cho đến chăn ngựa nha hoàn tất cả đều bận rộn công việc không chỉ có vậy ngay cả những thiếu gia thiên tài và đại lão gia quyền cao chức trọng trong hầu phủ cũng đều thay một bộ đồ mới đứng chờ ngoài cửa lớn của hầu phủ từ sớm tựa như đang nghênh đón một vị đại nhân vật nào đó hôm nay là ngày mấy tại sao nhị gia vẫn còn ở trong quân đội chưa trở về ta vừa mới nhìn thấy nhị gia ở tiền viện ông ta đang đi tới nơi mà lão hầu gia thường tu luyện không biết nghe nói một vài đại nhân vật trong hầu phủ đều đã trở về rồi ta đến hầu phủ đã ba năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy phô trương như vậy chẳng lẽ hôm nay bệ hạ muốn tới hầu phủ không rõ lắm dù sao thì tại ngọc lam đế quốc này nhân vật có thể khiến cho kiếm các hầu phủ chúng ta lao sư động chúng như thế ngoại trừ bệ hạ đoán chừng cũng chỉ có thái hậu mà thôi trong hầu phủ nha hoàn và hạ nhân đều không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì chỉ biết là tối hôm qua lão hầu gia đã đích thân ra lệnh triều hồi toàn bộ đệ tử trẻ tuổi trong hầu phủ trở về để nghênh đón một vị đại nhân vật sau khi nghe tin tức này không những là đệ tử trẻ tuổi trong hầu phủ thậm chí ngay cả những võ giả thế hệ trước trong hầu phủ cũng đều đi suốt đêm trở về hầu phủ sáng hôm nay lúc tảo triều một vị đệ tử của kiếm các hầu phủ đảm nhiệm chức vị đô thống trong quân đội không cẩn thận nói ra ngoài lập tức khiến cho triều đình đều chấn động sau khi tảo triều đám vương gia, hầu gia trong triều đình đều lần lượt mang theo một lượng lớn lễ vật đến kiếm các hầu phủ bái phỏng, chen chúc nhau giống như muốn đạp nát cả cửa lớn của kiếm các hầu phủ. Kiếm các hầu phủ hiện nay chính là đệ nhất hầu phủ tại Ngọc Lam Đế quốc, lão hầu gia cũng là đệ nhất cường giả tại Ngọc Lam Đế quốc. Lúc bình thường, quyền quý và quan lại đến kiếm các hầu phủ bái phỏng không ít, thế nhưng lại chưa bao giờ nhiều như hôm nay. Thiên tượng hầu, bái phỏng kiếm các hầu phủ. Khổng tước minh vương, bái phỏng lão hầu gia thần long vương mang theo vương phi bái phỏng kiếm các hầu phủ không lâu sau ngọc lam đế quân và thái hậu cũng tự mình giá lâm kiếm các hầu phủ lại lần nữa tạo nên chấn động lớn tin tức dần lan truyền còn chưa tới chính ngọ thì dư luận đã xôn xao trong hoàng thành tất cả tu sĩ đều nhao nhao nghị luận không ngừng suy đoán tất cả đại vương hầu trong triều đình sau khi tảo triều đến kiếm các hầu phủ còn ra lệnh cho hạ nhân mang theo hậu lễ lần lượt đưa tới kiếm các hầu phủ nghe nói đại quản gia của kiếm các hầu phủ Sáng hôm nay thu lễ vật mà bại cả tay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lão hầu gia lại đột phá cảnh giới? Không rõ lắm. Nghe Ninh Cảnh Đô thống của Kiếm Các Hầu Phủ nói lúc tảo chiều, thì rất có thể một vị thiên tài của Kiếm Các Hầu Phủ sắp quay trở về. Cái gì? Vị thiên tài của Kiếm Các Hầu Phủ sắp quay trở về Ngọc Lam Đế Quốc? Chẳng lẽ là Ninh Tiểu Xuyên? Ngoại trừ hắn ra thì còn có thể là ai? Nghe nói Ninh Tiểu Xuyên đã trở thành đệ tử hạch tâm của Thiên Đế Sơn là đại nhân vật tại toàn bộ Bắc Cương, nhất định là Tu Vi đã đạt tới thiên nhân cảnh. Loại nhân vật này, quả thực tựa như thiếu niên thần linh, thành tựu tương lai không thể hạn lượng, có thể gặp hắn một lần, cũng là một loại vinh quang vô thượng rồi. Trước cổng chính của kiếm các hầu phủ đã sớm người đông nghìn nghịt, tất cả đều là tu sĩ đệ tử trong phủ của các đại vương hầu, vây chặt kiếm các hầu phủ như nêm cối. Lão hầu ra, hôm nay Ninh Tiểu Xuyên thật sự sẽ trở về sao? mẫu hậu của ngự thiến thiến là thái hậu đương triều đứng bên cạnh lão hầu gia lại hỏi thăm lần nữa hôm nay lão hầu gia đặc biệt vui vẻ cười nói ngày hôm qua tiểu xuyên đã đưa tin cho ta nói với ta là hắn sắp trở về tuyệt đối không phải giả chẳng qua hắn cũng nói là thiến thiến sẽ không trở về cùng hắn ngọc lam đế quân nói thế cục bắc cương bây giờ rất không ổn nghe nói yêu thú các tộc thập phần ngang ngược phát động công kích với tất cả nền văn minh nhân loại Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tu vi võ đạo của Thiến Thiến không bằng Tiểu Xuyên, ở lại thánh thổ vẫn an toàn hơn. Lần này Tiểu Xuyên trở về, có lẽ sẽ mang về một vài tin tức mới. Bây giờ, có không ít con dân của Ngọc Lam Đế Quốc đang tu luyện tại Thiên Đế Sơn, cho nên tu sĩ của Ngọc Lam Đế Quốc cũng biết nhiều thông tin hơn ngoại giới một chút. Thế nhưng, tin tức tại Ngọc Lam Đế Quốc vẫn rất bế tắc, có nhiều khi tin tức chuyển tới Ngọc Lam Đế Quốc, thì đã là chuyện xảy ra cách đây một năm, thậm chí là ba, năm năm nói cách khác tin tức về bắc cương mà ngọc lam đế quốc nghe được hiện nay rất có thể đã xảy ra cách đây ba năm năm rồi giữa trưa một đạo lưu quang từ trên trời bay xuống xuất hiện ngoài cửa lớn kiếm các hầu phủ ngưng tụ thành một nam tử trẻ tuổi tuấn tú kiên nghị nam tử trẻ tuổi này tất nhiên là ninh tiểu xuyên ninh tiểu xuyên cũng bị đám tu sĩ vây bên ngoài kiếm các hầu phủ dọa cho hoảng sợ không khỏi thầm nghĩ tại sao lại nhiều người như vậy hắn đã sớm thông báo cho lão hầu ra triệu hồi những tài tuấn trẻ tuổi trở về thực ra chính là muốn nhân cơ hội trở về một lần bỏ ra chút thời gian chỉ điểm cho đệ tử trẻ tuổi của hầu phủ thuận tiện giúp bọn họ tăng cường đẳng cấp thiên phú thế nhưng không ngờ tất cả tu sĩ vương hầu phủ đệ đều tới ninh tiểu xuyên thoáng lộ ra nụ cười khổ đi về phía lão hầu gia và thái hậu khom người cúi đầu nói tiểu xuyên bái kiến gia gia bái kiến thái hậu lão hầu gia lập tức đi tới phía trước đỡ lấy ninh tiểu xuyên có chút trách cứ nói tiểu xuyên bây giờ ngươi đã không còn là tiểu hài tử nữa mà là đại nhân vật trong thánh thổ. Đại nhân vật thì nên có sự uy nghiêm của đại nhân vật, sau này, nhìn thấy chúng ta thì không cần phải thi lễ nữa. Thái hậu cũng nói, tiểu xuyên, thân phận và địa vị của ngươi bây giờ còn cao hơn Ngọc Lam đế quân, tu vi thông thiên, không cần thi lễ với chúng ta, ngược lại phải là chúng ta thi lễ với ngươi. Ninh tiểu xuyên cười nói, bất luận tu vi của ta cao đến đâu, thì ta vĩnh viễn vẫn là cháu trai của Gia Gia Gia, vĩnh viễn là phò mà của thiến thiến công chúa, chẳng lẽ không đúng sao? Nghe Ninh Tiểu Xuyên nói vậy, Lão Hầu Gia và Thái Hậu đều hết sức vui mừng. Tốt, tốt, người đâu, bày yến, kiếm các hầu phủ chúng ta phải bày yến hội suốt 9 ngày 9 đêm. Lão Hầu Gia hạ lệnh một tiếng, liền có một đoàn quản sự của hầu phủ đi khua chương gõ chống xử lý. Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu, nói, ra ra, ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. E rằng không nán lại được bao lâu, nói không chừng đêm nay sẽ rời đi. Vội như vậy sao? Lão hầu Gia thốt lên, Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói. Bắc Cương đã xảy ra một hồi kiếp nạn trước nay chưa từng có. Đợi lát nữa chúng ta sẽ từ từ nói chuyện này. Bây giờ ta có một kiện lễ vật muốn tặng cho kiếm các hầu phủ. Không, chính xác là toàn bộ tu sĩ của Ngọc Lam đế quốc. Lễ vật gì? Tất cả mọi người đều hiếu kỳ không gì sánh được. Rất trở mong với lễ vật mà Ninh Tiểu Xuyên sắp lấy ra. Ta muốn tặng cho Ngọc Lam đế quốc một đầu long mạch. Ninh Tiểu Xuyên lấy ngọc tỷ ra, một tay nâng ngọc tỷ trực tiếp bay lên hư không cao vạn mét soạt ngọc tỷ tản mát hào quang màu trắng hào quang càng lúc càng trói lọi khí thức lớn mạnh cuối cùng hào quang của ngọc tỷ thậm chí còn áp đảo cả hào quang thái dương một đầu địa mạch từ ngọc tỷ chậm rãi bay ra giống như một dòng linh hà khổng lồ dài tám vạn dặm lơ lửng trên hư không phát tán khí thức đại địa nồng đậm thiên đế sân phải rời đến thế giới thánh thổ tất nhiên cũng muốn lấy địa mạch theo Thế nhưng, muốn lấy địa mạch thì phải sử dụng Đại Thần Thông, phải tiêu hao một lượng lớn Huyền Thạch Thiên phẩm, cho nên Thiên Đế Sơn chỉ lấy đi địa mạch quan trọng nhất, còn những địa mạch khác thì đều bỏ qua. Lúc Ninh Tiểu Xuyên rời đi, hắn đã dò xét ra trong lòng đất vẫn còn sót lại một số địa mạch, vì vậy mới sử dụng Ngọc Tỷ, lấy đi đầu địa mạch dài nhất, đem về Ngọc Lam Đế Quốc. Đầu địa mạch này thuộc cấp bậc chuẩn chủ mạch, dài đến 8 vạn dặm, trầm tích trong đất gần trăm vạn năm, quả thực là một báu vật vô giá. Phải biết rằng, nền văn minh ngũ phẩm cao cấp như thiên su đại đế quốc, cũng chỉ có long mạch dài mấy ngàn dặm, trầm tích trong lòng đất được 10 vạn năm mà thôi, căn bản không thể so sánh với đầu địa mạch của Ninh Tiểu Xuyên. Về phần long mạch trước kia của Ngọc Lam đế quốc, thì chỉ dài mấy trăm dặm, trầm tích trong lòng đất 2, 3 vạn năm mà thôi. Địa mạch nghe ta hiệu lệnh, trầm tích dưới mặt đất, uẩn dưỡng lòng đất, khiến cỏ cây tươi tốt, vạn vật sinh sôi. Thanh âm của Ninh Tiểu Xuyên truyền khắp thiên địa, từng lời nói đều như lôi điện chấn vang, đại khí huy hoàng, dường như áp đảo toàn bộ chúng sinh. Đầu địa mạch dài 8 vạn dặm phóng xuống mặt đất, giống như một dòng sống lớn từ trên 9 tầng trời rơi xuống, chìm xuống lòng đất Ngọc Lam Đế Quốc, như thần long, như thiên hà. Toàn bộ tu sĩ của Ngọc Lam Đế Quốc đều khiếp sợ, rõ ràng cảm giác được mật độ huyền khí trong không khí tăng lên gấp 5 lần. Nếu như nói, trước kia tất cả đại hầu phủ, tông môn, đạo tràng mới có thể trở thành linh địa tu luyện. Vậy thì hiện tại, bất kỳ nơi nào của Ngọc Lam Đế quốc cũng đều là một vùng linh địa tu luyện. Địa mạch chìm vào lòng đất, không ngừng ẩn dưỡng đại địa, khiến toàn bộ Ngọc Lam Đế quốc đều trở thành một mảnh bảo thổ. Đất đai trước kia chỉ có thể gieo chống ruộng lúa, bây giờ lại có thể mọc ra huyền dược. Nếu như nói, tòa núi lớn trước kia chỉ có thể mọc ra một gốc huyền dược. Vậy thì bây giờ, tòa núi lớn đó đã có thể mọc ra một ngàn gốc huyền dược, một vạn gốc huyền dược. Theo thời gian trôi qua, phẩm cấp bùn đất sẽ càng lúc càng cao, tương lai thậm chí còn sinh trưởng không ít thông linh kỳ dược dòng sông bình thường trước kia cũng biến thành linh hà mỗi một giọt nước sông đều trở thành linh tuyền uống nó một thời gian dài có thể cải biến thể chất nhân loại kéo dài tuổi thọ toàn bộ ngọc lam đế quốc đều phát sinh biến hóa long trời lở đất hai bên đường mọc lên linh chi bảo sâm thụ ô giống như khắp nơi đều là thiên tài địa bảo ngắt hái không bao giờ hết dùng không bao giờ cạn nói đùa địa mạch đã trầm tích trong lòng đất gần trăm vạn năm có thể so với long mạch của một tòa thánh thổ nhỏ. Đem long mạch của thánh thổ đặt trong lòng đất nền văn minh ngũ phẩm sơ cấp, ảnh hưởng mà nó tạo thành tuyệt đối không thể xem thường. Có thể tưởng tượng được, chỉ trong vài chục năm, Ngọc Lam đế quốc nhất định sẽ sinh ra không ít thiên nhân tôn giả, trở thành nền văn minh ngũ phẩm trung cấp. Mấy trăm năm sau, thậm chí còn có khả năng sinh ra chân nhân. Ngọc Lam đế quốc cũng rất có thể từ một nền văn minh ngũ phẩm sơ cấp, phát triển thành nền văn minh ngũ phẩm cao cấp sau khi cố định long mạch trong lòng đất ngọc lam đế quốc ninh tiểu xuyên lại trợ giúp những thiên tài trẻ tuổi của kiếm các hầu phủ tăng cường thể chất truyền thụ cho bọn họ võ kinh thượng đẳng dẫn dắt bọn hắn tiến vào cánh cửa tu luyện chân chính tất cả những điều ninh tiểu xuyên làm thật ra chính là muốn chôn một mầm giống tại đại hoang bắc cương nếu như toàn bộ nhân loại bắc cương thật sự bị yêu thú đồ diệt thì ít nhất trong đại hoang vẫn còn sót lại một nền văn minh nhân loại dần dần phát triển lớn mạnh trở thành niềm hy vọng của nhân loại bắc cương Ngọc Lam đế quốc giống như một đốm lửa nhỏ, tương lai rất có thể sẽ tạo thành xu thể lửa cháy lan ra khắp đồng. Sau đó, Ninh Tiểu Xuyên lại cùng đàm luận thế cục hiện nay với đám người lão hầu gia, Thái hậu, Ngọc Lam đế quân. Sau khi hắn đem tin tức mới nhất nói cho bọn họ, biết tin thánh thổ bị diệt, tất cả mọi người đều sinh ra sợ hãi sâu sắc đối với yêu thú. Lúc bọn họ biết được tất cả đại thánh thổ đều đã lần lượt rút lui khỏi Bắc Cương, rời đến thế giới trung thổ, tất cả mọi người đều trầm mặc, cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Ninh Tiểu Xuyên cũng không ở lại kiếm các hầu phủ quá lâu, lúc trời vừa tối, hắn liền rời khỏi hầu phủ, lại đi cùng với Bảo Châu Địa Tạng. Bởi vì Ninh Tiểu Xuyên ngăn cản, nên Bảo Châu Địa Tạng không tới kiếm các hầu phủ, cũng không gặp được lão hầu ra. Nàng ngược lại không hề tức giận, vẫn giữ bộ dạng tâm bình khí hòa, trong lòng biết rõ, bởi vì Ninh Tiểu Xuyên hiện nay còn chưa có ý định song tu cùng nàng. Bảo Châu Địa Tạng ngồi xếp bằng trên lưng song đầu thạch thú, nhìn xuống mặt đất rộng lớn bên dưới, nói, Ninh Tiểu xuyên, ta rất ngạc nhiên. Toàn bộ nền văn minh nhân loại Bắc Cương đều lọt vào yêu thú công kích, tại sao nền văn minh nhân loại này lại có thể may mắn thoát khỏi? Ninh Tiểu xuyên cười đáp, trong nhân tộc không phải tất cả mọi người đều phản đối khai chiến với yêu thú. Trong yêu thú cũng không phải toàn bộ yêu thú đều muốn chém tận giết tuyệt nhân loại. Bảo Châu địa tạng khẽ gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Xem ra người có quen biết với một vị chúa tể yêu thú trong Đại Hoang. Tu vi của song đầu thạch thú đã đạt tới thiên nhân cảnh tầng thứ sáu thân hình như một tòa núi đá nhỏ. Sau khi răng cánh, liền giống như một đầu hồng hoang dị điều khổng lồ, bay qua bầu trời Ngọc Lam đế quốc, sau đó tiến vào đại hoang, biến mất trong núi non trùng điệp. Quy hư ở tận cùng phía bắc của Bắc Cương, đối diện với Bắc Hải, chính là một trong hai đại cấm địa của Bắc Cương. Bờ Bắc Hải không biết kéo dài mấy vạn dặm. Ở đó có một vùng nước lớn, có thung lũng đáy, bởi vì không có đáy cho nên mới được gọi là Quy hư. Độ hung hiểm của Quy hư vượt xa Táng Thần Sơn và Đại Mộng Trạch thậm chí không chỉ từng có một vị thứ thần vẫn lạc trong quy hư tạo nên một quy hư hung danh tuyệt thế đây là cấm địa đối với sinh mệnh nghe nói bên ngoài quy hư là một mảnh mồ mộ địa chôn cất binh khí mai táng vô số chiến binh viễn cổ thậm chí có những thần binh cổ xưa cấp bậc trí tôn hoàng khí thứ thần khí chính bởi vì nguyên nhân này cho nên mặc dù quy hư hung hiểm dị thường nhưng vẫn có vô số sinh linh nối tiếp nhau xâm nhập quy hư tìm kiếm thần binh lợi khí ninh tiểu xuyên đi đến quy hư không những muốn tìm thuyết linh hư mà còn muốn tìm binh tủy để nâng cấp ma kiếm muốn khiến ma kiếm nhanh chóng đạt tới cấp bậc trí tôn khí thì phải dùng tới binh tủy để tẩy luyện ma kiếm nếu như ma kiếm không đạt tới cấp bậc trí tôn khí thì sẽ trở ngại tốc độ tu luyện của ninh tiểu xuyên khiến ninh tiểu xuyên vĩnh viễn không thể đạt tới chân nhân cảnh bởi vì ninh tiểu xuyên là một kiếm tu mà diệt thế đạo thai và ma kiếm hòa hợp một thể nếu ma kiếm không thể thông linh đạo thai không thể hóa thành nguyên thần vậy thì càng vô phương tu luyện ra chân nguyên toàn bộ thiên hư đại lục chỉ có quy hư mới có thể tìm được binh tủy lạnh quá nơi này là nơi nào tiểu hồng từ trong vạt áo của ninh tiểu xuyên bay ra hóa thành hình người trở thành một tiểu nữ hài trắng trẻo bàn tay nhỏ nhắn khẽ rụi rụi mắt bộ dạng vẫn còn buồn ngủ lúc ở thiên đế sơn tiểu hồng đã chìm vào giấc ngủ say đến tận bây giờ mới tỉnh lại ninh tiểu xuyên nhìn thoáng qua nàng phát hiện tu vi của nàng lại tinh tiến một bước dài ít nhất đã đạt tới trình độ thiên nhân cảnh tầng thứ 8. Thật không hổ là thần long ấu thú, chỉ một giấc ngủ say thì Tu Vi đã tăng thêm một cảnh giới. Chúng ta sắp tới quy hư rồi. Ninh Tiểu Xuyên đáp. Quy hư. Tiểu Hồng mở mắt trừng trừng, nhìn xuống dưới mặt đất. Chỉ thấy toàn bộ mặt đất đều bị tuyết trắng bao trùm, khắp nơi đều là một màu trắng xóa, gió lạnh thổi phần phật, tựa như tiến vào một thế giới băng tuyết. Tại vùng cực bắc của thiên hư đại lục, quanh năm bị băng tuyết bao trùm, một năm bốn mùa đều có tuyết rơi lớp tuyết mỏng nhất trên mặt đất cũng dày tới 3 mét. Nếu là người bình thường, đi tới nơi này, không đến một canh giờ thì đã chết cóng rồi. Phốc, thanh âm gió lạnh gào thét thập phần chói tai, tựa như một đầu cự thú đang rít gào. Cách xong đầu thạch thú ngoài 200 dặm, có một vòng xoáy lạnh khổng lồ, cao tới mấy chục vạn trượng, cuốn đi từng tòa núi tuyết, nghiền nát tất cả thành mảnh vụn. Chạy mau, đó là thí thần phong từ quy hư thổi ra, một khi bị cuốn vào vòng xoáy, cho dù là cửu thiên tôn giả cũng sẽ táng mạng. Nhạc Minh Tùng đứng sau lưng tam đầu hoàng sư, đột nhiên cầm một sợi xích sắt, đánh lên mông tam đầu hoàng sư một cái. Tam đầu hoàng sư cũng phát giác nguy hiểm, lập tức quay đầu bỏ chạy. Tốc độ di chuyển của vòng xoáy đó cực nhanh, vượt qua tốc độ phi hành của song đầu thạch thú. Tiếng gió gào thét càng ngày càng mãnh liệt, tựa như văng lên bên tai người ta, đám người Ninh Tiểu Xuyên ngồi trên lưng song đầu thạch thú, dường như cũng sắp bị thổi bay mất. Ninh Tiểu Xuyên lập tức thu hồi song đầu thạch thú vào trong huyền thú giám, sau đó hợp thể với Tiểu Hồng, triển khai long rực kéo bảo châu địa tạng cấp tốc bay đi nửa canh giờ sau vòng xoáy cực lớn kia mới dần tán đi ninh tiểu xuyên bảo châu địa tạng tiểu hồng đứng trên đỉnh một tòa núi tuyết nhìn khu vực vừa bị vòng xoáy đi qua chỉ thấy toàn bộ mặt đất đều bị cày tung núi tuyết sụp đổ khắp nơi chẳng chịt vết nứt còn chưa tiến vào quy hư đã gặp phải thứ hung hiểm đáng sợ như thế xem ra quy hư còn đáng sợ hơn cả trong truyền thuyết trong mắt bảo châu địa tạng lộ vẻ ngưng trọng nhưng vẫn không hề có ý lùi bước nhạc minh tùng ngồi trên lưng tam đầu hoàng sư nói ta biết một nơi cách đây không bao xa phàm là sinh linh muốn tiến vào quy hư gần như đều sẽ tới nơi đó để thám thính tin tức trước tiên còn có nơi như vậy sao ninh tiểu xuyên hỏi ninh tiểu xuyên vốn tưởng rằng một nơi như quy hư gần như đã ngăn cách tuyệt đối là cấm địa sinh mệnh không ngờ vẫn còn sinh linh khác lại đi tới nơi này nhạc minh tùng cười đáp mặc dù quy hư hung hiểm nhưng lại thần bí không gì sánh được ẩn tàng rất nhiều đại bí mật viễn cổ vô số sinh linh đều không tiếc mạo hiểm tính mạng để tới quy hư tìm kiếm vận may hơn nữa danh khí của quy hư cũng rất lớn không những sinh linh tại bắc cương mà ngay cả thế giới trung thổ tây phương phật giới đông di nam man thậm chí sinh linh hải ngoại cũng đều đến đây ngươi phải biết rằng trên thế giới này người không sợ chết không phải là ít ninh tiểu xuyên có chút nghi hoặc lích nhìn nhạc minh tùng nói làm sao ngươi biết rõ như vậy ngươi đã từng tới quy hư đã từng đi qua một lần, chẳng qua cũng chỉ đi một vòng ở bên ngoài mà thôi, lần đó thiếu chút nữa đã bỏ mạng, còn may là ta phúc lớn mạng lớn mới có thể tránh được một kiếp. Nhạc Minh Tùng trả lời có chút quái dị. "Dẫn đường đi, trước tiên chúng ta tới chỗ mà ngươi nói đã." Ninh Tiểu Xuyên nói. "Được, nơi đó cách lối vào Quy Hư rất gần, được gọi là Cấm Địa Bí Phủ." Nhạc Minh Tùng cười hắc hắc, ngồi trên lưng Tam Đầu Hoàng Sư, dẫn đầu bay vào trong gió tuyết. Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa gọi ra Song Đầu Thạch Thú sau đó cùng bảo châu địa tạng và tiểu hồng ngồi trên lưng song đầu thạch thú bay theo nhạc minh tùng hướng đến cấm địa bí phủ như lời hắn nói phi hành trong gió tuyết khoảng tám nghìn dặm tam đầu hoàng sư dừng lại trước một vách núi cao ngất nhạc minh tùng từ trên lưng tam đầu hoàng sư nhảy xuống nhìn vách đá đối diện nói đại môn của cấm địa bí phủ nằm ở đối diện phía trên vách đá dựng đứng này bên dưới vách đá là một hố sâu rộng mấy chục thước nhìn xuống thì quả thực giống như một vực sâu không đáy loáng thoáng có thể nghe thấy bên dưới đáy vực truyền đến tiếng gào thét kỳ quái, tựa như tiếng gió quét vào đá, hoặc là tiếng gào của cổ thú, chấn nhức màng nhĩ người nghe, khiến người ta có cảm giác trái tim đang run rẩy. Trên khoảng không giữa vực sâu, trôi nổi một cái cầu treo rộng chừng một mét, nối liền với vách đá phía đối diện. ầm ầm ầm, vách đá chấn động, vô số khối băng cực lớn từ trên vách đá dựng đứng rơi xuống, rơi xuống vực sâu. Trên vách đá dựng đứng, có một cánh lửa lớn cao tới 7 mét đang chậm rãi mở ra trong cửa lớn có hai sinh linh mặc chiến giáp liệt diễm. Hình thái bề ngoài thoạt nhìn giống nhân loại, nhưng trên người lại tản mắt ra yêu khí cường hoành. Rất hiển nhiên, bọn chúng không phải nhân loại, mà là yêu thú đã hóa thành hình người. Nhìn thấy hai sinh linh yêu thú này, Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng gần như đồng thời vận chuyển huyết dịch trong cơ thể, nghiêm chỉnh đề phòng, tùy thời có thể ra tay. Nhạc Minh Tùng nói, chúng chính là sứ giả tiếp dẫn cấm địa bí phủ, các ngươi không nên xem chúng là địch nhân. Ninh Tiểu Xuyên hỏi, có ý gì? Nhạc Minh Tùng nói, cấm địa bí phủ là một nơi đối xử công bằng với bất kỳ chủng tộc sinh linh nào. Hơn nữa, các ngươi phải nhớ kỹ, trong cấm địa bí phủ này, cấm tranh đấu, bằng không sẽ bị cấm địa bí phủ đánh chết. Thì ra là thế. Ninh Tiểu Xuyên dần thu hồi khí thế trên người, thế nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác, cảm thấy cấm địa bí phủ này quả thật là một nơi tương đối quỷ dị. Nhạc Minh Tùng nộp 300 viên huyền thạch địa phẩm cho sứ giả tiếp dẫn, sau đó lại giao lưu với hai sứ giả tiếp dẫn vài câu, liền quay trở về, Ninh Tiểu Xuyên hỏi, "Có thể tiến vào không?" Nhạc Minh Tùng khẽ gật đầu, nói, "Mỗi lần tiến vào Cấm Địa Bí Phủ, mỗi người đều phải giao nạp 100 Huyền Thạch địa phẩm. Hơn nữa, đây chỉ mới là điều kiện cơ bản nhất để tiến vào bí phủ. Nếu ngươi muốn mua sắm những vật phẩm khác trong bí phủ, thì còn phải tốn thêm Huyền Thạch. Tiến vào Cấm Địa Bí Phủ còn phải tốn hao thêm Huyền Thạch." Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên hỏi, Nhạc Minh Tùng cười hắc hắc, nói, tiến vào cấm địa bí phủ tất nhiên phải tốn hao rất nhiều huyền thạch rồi ví dụ như ngươi muốn đến quy hư nhất định phải mua địa đồ của quy hư tu sĩ từ trong quy hư trở ra sẽ mang theo một ít kỳ chân dị bảo nếu như ngươi nhìn chúng một kiện cổ bảo cũng phải tốn huyền thạch để mua ninh tiểu xuyên chợt trở nên hứng thú hỏi trong cấm địa bí phủ còn có thể mua được địa đồ của quy hư đương nhiên là có thể mua được nhưng giá cả cũng rất đắt đỏ cho dù chỉ là địa đồ xung quanh quy hư mấy trăm dặm cũng phải bỏ ra một cái giá trên trời rồi." Nhạc Minh Tùng nói. Nhạc Minh Tùng lại thấp giọng nói, "Hơn nữa, ta vừa mới nghe ngóng từ chỗ hai vị sứ giả tiếp dẫn, mấy ngày gần đây có rất nhiều tu sĩ nhân loại và sinh linh yêu tộc đến Cấm Địa Bí Phủ, rất có thể là đều muốn xâm nhập quy hư, tìm kiếm tung tích thần nữ điện hạ. Võ Đạo Tâm Cung của Tử Kim Hoàng chủ xuất thế, kinh động rất nhiều sinh linh, nghe nói ngay cả đại yêu ở hải ngoại cũng đến Cấm Địa Bí Phủ." Hai vị sứ giả tiếp dẫn đều là cường giả yêu tộc, tu vi cực kỳ thâm hậu, thế nhưng bọn chúng lại dường như không hề có bất kỳ địch ý nào. Với đám người Ninh Tiểu Xuyên, Cấm Địa Bí Phủ quả thật là một nơi kỳ quái, dường như căn bản không thuộc sự quản hạt của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Hai vị sứ giả tiếp dẫn dẫn Ninh Tiểu Xuyên, Nhạc Minh Tùng, Bảo Châu Địa Tạng và Tiểu Hồng đến cánh cửa lớn trên vách đá, sau đó liền biến mất, cũng không biết là đã đi đâu. Ẩm ẩm ẩm. Cửa lớn lại lần nữa đóng kín, trong bóng tối, xuất hiện một bậc thang đá thông xuống dưới ninh tiểu xuyên dẫn đầu bước lên bậc thang đi xuống một cái thông đạo rắc rối phức tạp nằm dưới lòng đất thông đạo dưới lòng đất có rất nhiều gian thạch ốc mỗi gian thạch ốc đều có ít nhất một sinh linh không chỉ có tu sĩ nhân tộc mà sinh linh yêu tộc thiên kỳ bách quái cũng không thiếu thế nhưng yêu tộc và nhân tộc trong bí phủ lại không hề tranh đấu với nhau người mới vừa tới cấm địa bí phủ ư có định tiến vào quy hư không trong một gian thạch ốc rộng rãi có một lão giả gầy như que củi đi ra, cười tủm tỉm hỏi Ninh Tiểu Xuyên. Lão giả này có mái tóc màu xanh lá, làn da trên người giống như vỏ cây, hai chân là do vô số dễ cây quấn lại mà thành, tựa như cắm dễ xuống đất. Thụ yêu, Ninh Tiểu Xuyên thốt lên. Lão giả kia lắc đầu, cười nói. Thực ra lão hủ cũng là nhân tộc, thuộc thụ nhân nhất tộc. Thụ nhân tộc thực sự tồn tại, đây là một loại nhân tộc cao cấp. Thế nhưng, tại Bắc Cương rất ít khi nhìn thấy tung tích của thụ nhân, cho nên ninh tiểu xuyên mới cho rằng hắn là thụ yêu thì ra là tiền bối thụ nhân tộc ngài có gì chỉ giáo ninh tiểu xuyên hỏi lão thụ nhân nheo mắt đánh giá ninh tiểu xuyên một phen thần bí nói ở chỗ lão phu có một quyển địa đồ quy hư các ngươi có hứng thú mua không trong lòng ninh tiểu xuyên khẽ động hỏi quyển địa đồ của tiền bối ghi chép về địa vực nào trong quy hư lão thụ nhân thấy có hy vọng lập tức mừng rỡ nói hiện tại chúng ta đang ở phía nam quy hư Cấm địa bí phủ lại phân chia phía Nam Quy Hư thành 180 khu vực. Quyển địa đồ của Lão Hù ghi chép 82 các nơi hung hiểm, đánh dấu 82 nơi sản sinh các loại bảo vật. Địa đồ ghi chép 82 khu vực. Ninh Tiểu Xuyên thập phần lạ lẫm đối với Quy Hư, cho nên mới đưa mắt nhìn Nhạc Minh Tùng. Nhạc Minh Tùng khẽ gật đầu, nói. Bên ngoài Quy Hư quả thực chia là 180 khu vực, mỗi khu vực đều rộng chừng vạn dặm, dài từ một vạn dặm đến không quá 10 vạn dặm. Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhíu mày, nói chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể hoạt động được vài dặm trong quy hư chứ không thể tiến vào nơi sâu hơn sao ninh tiểu xuyên nhớ rõ trong truyền thuyết kể rằng quy hư rộng lớn không gì sánh được không ai biết nó rốt cuộc sâu đến mức nào thần thoại ghi lại trên điển tịch kể rằng quy hư sâu mấy ngàn vạn dặm hơn nữa đó còn chưa phải là điểm cuối cùng của quy hư có thể nói một dặm so với mấy ngàn dặm quả thực nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn lão thụ nhân thấy ninh tiểu xuyên nói vậy liền khuyên nhủ Người trẻ tuổi, ngươi có điều không biết đấy thôi, dù chỉ hoạt động trong phạm vi một vạn dặm xung quanh quy hư, cũng đã hung hiểm không gì sánh được. Người trẻ tuổi có tu vi như ngươi, đi vào 10 người, có lẽ cũng chỉ còn 5 người sống sót trở về, thế nhưng đó là dưới tình huống có chuẩn bị đầy đủ, thì mới có tỷ lệ sống sót cao như vậy. Nếu xâm nhập vào sâu hơn một vạn dặm, đi 10 người thì e rằng cả 10 người đều sẽ chết trong đó. Nhạc Minh Tùng khẽ gật đầu, nói, hắn nói không sai, bây giờ người đến quy hư, Phần lớn đều chỉ thám hiểm tại 180 khu vực bên ngoài. Đừng thấy đây chỉ là bên ngoài quy hư mà lầm, có một vài khu vực hung hiểm trong đó, cho dù chân nhân tiến vào thì tỷ lệ tử vong vẫn rất cao. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, cho tới lúc này, hắn mới có được nhận thức trực quan về sự hung hiểm của quy hư. Ninh Tiểu Xuyên nhìn lão thụ nhân, hỏi: "Chỗ của Tiền Bối thật sự chỉ có địa đồ 82 khu vực?" Lão thụ nhân lại đánh giá Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa, hỏi: "Trên người ngươi có bao nhiêu huyền thạch?" Ngươi hỏi chuyện này làm gì?" Ninh Tiểu Xuyên thắc mắc. "Lão thụ nhân nói, trên người của ngươi có càng nhiều huyền thạch thì địa đồ ở chỗ lão phu cũng càng nhiều hơn, thì ra hắn đang lo lắng Ninh Tiểu Xuyên không mua nổi địa đồ, cho nên mới nói với Ninh Tiểu Xuyên là chỉ có địa đồ 82 khu vực. 82 khu vực này trong 180 khu vực có mức độ nguy hiểm thấp nhất, cũng là khu vực mà sinh linh các tộc thường tiến vào. Cho nên, địa đồ của 82 khu vực này cũng có giá rẻ nhất." Ninh Tiểu Xuyên nói ta muốn tìm binh tủy, không biết xung quanh quy hư, khu vực nào có thể tìm được nó. Ngươi muốn tìm binh tủy. Lão thụ nhân giật mình kinh hãi, thốt lên. Bình tủy là bảo vật hiếm có, sau khi huyền khí và trí tôn khí bị hủy diệt, tinh khí chiến binh phát tán ra, hội tụ cùng một chỗ, trải qua ngàn vạn năm trầm tích mới hóa thành một ít binh tủy. Ở bên ngoài quy hư, cũng chỉ có khu thứ 9 mới có người từng tìm thấy nó. Ninh Tiểu Xuyên thầm mừng rỡ, nói, được, ta muốn mua địa đồ của khu thứ 9. Lão thụ nhân nói, người trẻ tuổi, đừng trách lão hù không nhắc nhở các ngươi, khu thứ 9 là khu vực kinh khủng nhất xung quanh Quy Hư, hễ sinh linh nào tiến vào, thì đều không còn mấy kẻ có thể sống sót mà đi ra. Người rốt cuộc có địa đồ khu thứ 9 hay không? Ninh Tiểu Xuyên nói, có. Ninh Tiểu Xuyên nói, ra giá đi. Lão thụ nhân thấy Ninh Tiểu Xuyên tâm ý đã quyết, liền không khuyên nhủ nữa, nói, khu thứ 9 trong 180 khu, có mức độ nguy hiểm cao nhất. Chính vì nguyên nhân đó cho nên rất ít sinh linh dám tiến vào khu thứ 9, phần lớn bảo vật trong khu thứ 9 đều chưa được khai thác. Cho nên, địa đồ của khu thứ 9 cũng đắt đỏ nhất. Tất cả mọi người đều là nhân tộc, vì vậy lão hủ bán tiện nghi cho các ngươi, 10 vạn huyền thạch địa phẩm. Cái gì? Lão già, ngươi muốn cướp huyền thạch sao? Nhạc Minh tùng một tay nắm lấy tóc của lão thụ nhân, nhấc lão ta lên khỏi mặt đất. Lão thụ nhân hét lên đau đớn, nói: Buông tay, buông tay ra! Truy cập haleyi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lão hủ ra giá như vậy là đã rất công đạo rồi, nếu các ngươi đi nơi khác mua, ít nhất giá cũng tăng lên gấp mấy lần." Ninh Tiểu Xuyên nói. Buông hắn ra đi. Trước tiên chúng ta đi nơi khác hỏi một chút, nếu như giá cả cao quá, chúng ta quay trở lại mua cũng không muộn. Nhạc Minh Tùng cũng thấy có lý, liền buông tay ra, ném lão thụ nhân xuống đất, thiếu chút nữa khiến lão ta gãy tay gãy chân. Bên trong cấm địa bí phủ có rất nhiều gian thạch ốc, có thạch ốc đang bán địa đồ, có thạch ốc đang bán khoáng thạch khai thác được từ quy hư, có thạch ốc bán thông linh kỳ thu hoạch được trong quy hư. Còn có một số gian thạch ốc thì bán tàn binh đoạn khí, giá cả đều cực kỳ đắt đỏ. Đám người Ninh Tiểu Xuyên đi hỏi thăm giá một vòng, quả nhiên địa đồ của khu thứ 9 là giá trên trời, thấp nhất cũng là 25 vạn huyền thạch địa phẩm. Cuối cùng, bọn hắn lại quay trở về gian thạch ốc của lão thụ nhân kia, bỏ ra 10 vạn huyền thạch địa phẩm, mua địa đồ khu thứ 9 lão thụ nhân vừa cười tủm tỉm vừa đếm huyền thạch, nói. Người trẻ tuổi, không ngờ các ngươi còn trẻ mà lại giàu có như vậy, hẳn là truyền nhân thánh thổ phải không? Đúng rồi, không phải các ngươi muốn đi khu thứ 9 sao? Bên trong cấm địa bí phủ vừa vặn có một đội sinh linh yêu tộc, cũng muốn đi khu thứ 9, các ngươi muốn đi cùng hay không? Yêu tộc, Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, nói. Không cần, chúng ta tự đi là được rồi. Nói đùa, nhân tộc đồng hành với yêu tộc, nhất định phải đề phòng đối phương mọi lúc mọi nơi như vậy không phải là rất mệt mỏi sao? Được rồi, nếu các ngươi có thể tìm được bảo vật chân chính ở khu thứ 9, có thể đưa tới chỗ lão hù xem xét, hoặc có thể bán cho lão hù, lão hù ra giá từ trước tới nay đều rất công đạo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi còn có thể sống sót trở về. Lão thụ nhân nhìn đám người ninh tiểu xuyên rời đi, khẽ lắc đầu. Hắn cũng không cho rằng đám người ninh tiểu xuyên có thể sống sót rời khỏi khu thứ 9. Trong mắt hắn, đám người ninh tiểu xuyên tiến vào quy hư, quả thực chẳng khác gì đi chịu chết, đi ra khỏi gian thạch ốc của lão thụ nhân, Ninh Tiểu Xuyên liền bắt gặp một đám sinh linh yêu tộc đi tới, trong đó có chừng hơn 10 vị cường giả yêu thú, người dẫn đầu là một nữ tử tóc trắng tuyệt mỹ. Mặc dù nàng đã tận lực thu liễm khí tức, thế nhưng trên người vẫn tự phát ra một luồng khí thế, giống như nữ hoàng duy ngã độc tôn. Các sinh linh yêu thú khác đều giống như người hầu của nàng, cúi người thật thấp, cẩn thận theo sau nàng. Sau khi nhìn thấy nữ tử yêu tộc này, Nhạc Minh Tùng lập tức biến sắc, thấp giọng nói. Thạch cơ yêu hậu. Cái gì? Người nói nàng ta chính là thạch cơ yêu hậu. Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng cũng thoáng đổi sắc. Trong trận chiến ở Quang Minh Thánh Thổ, chân thân của thạch cơ yêu hậu chỉ xuất hiện một lần. Lúc đó, Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng đều không có mặt, cho nên cũng không nhận ra thạch cơ yêu hậu. Thế nhưng, nhạc Minh Tùng lại tận mắt nhìn thấy thạch cơ yêu hậu thi triển ra vô thượng thần thông, lấy đi một đầu chủ địa mạch của Quang Minh Thánh Thổ tu vi thâm bất khả chắc, chính là một tồn tại vô cùng đáng sợ trong yêu tộc. Một vị yêu hậu lại đến cấm địa bí phủ. Ninh Tiểu Xuyên, Bảo Châu Địa Tạng, Nhạc Minh Tùng, Tiểu Hồng đều lập tức thối lui trở về gian thạch ốc của lão thụ nhân kia. Trong gian thạch ốc có trận pháp thủ hộ, cũng không phải lo lắng bị thạch cơ yêu hậu phát giác được khí thức nhân loại. Các ngươi còn muốn mua sắm gì nữa sao? Lão thụ nhân nhìn thấy mấy người Ninh Tiểu Xuyên quay lại, lập tức nở nụ cười niềm nở, giống như gặp được một đám thần tài. Câm miệng, Nhạc Minh Tùng xông lên, xô ngã lão thụ nhân xuống đất, bịt mồm đối phương lại. Thạch Cơ yêu hậu đi tới bên ngoài gian thạch ốc thì dừng bước, nhìn thoáng qua gian thạch ốc đóng chặt, trong mắt chợt lộ một tia nghi hoặc. "Yêu hậu, ngài phát hiện gì sao?" Một vị lão yêu đi sau Thạch Cơ yêu hậu lên tiếng hỏi thăm. "Không có gì, có thể là gặp một vị bằng hữu nhân loại." Thạch Cơ yêu hậu khẽ nhách môi, trong đôi mắt chợt lộ hào quang thâm thúy, ý vị thâm trường nói: "Nhân loại, đám sinh linh yêu tộc theo, sau Thạch Cơ yêu hậu đều lập tức trở nên đằng đằng sát khí. Trong đó, một đại hán toàn thân là đá màu đỏ thẫm, cầm một cái thạch chùy đi tới bên ngoài cửa gian Thạch ốc, hét: "Thuộc hạ nguyện ý thay yêu hậu, chém giết tên nhân loại kia." Nó giơ cao thạch chùy, tựa như muốn đánh nát cửa, xông vào cường thế chấn sát nhân loại ở bên trong. Nguy rồi, không ngờ cảm giác của Thạch Cơ yêu hậu lại nhẹ như vậy, cuối cùng vẫn bị nàng nhận ra. Ninh Tiểu Xuyên lập tức lấy ra nửa thanh tinh La Kích, nắm chặt trong tay. Một khi cửa đá bị công phá, hắn sẽ lập tức phát động công kích. Mặc dù Thạch Cơ yêu hậu và những sinh linh yêu tộc kia đều cường đại không gì sánh được, thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại không hề sợ hãi chút nào, ánh mắt thập phần kiên định. Cho dù chết trận thì cũng không thể ngồi yên chờ chết. Đại hán toàn thân đều là đá đỏ thấm này, mặc dù chỉ là người hầu của Thạch Cơ yêu hậu, thế nhưng lại tản mát yêu khí cường đại không gì sánh được, hiển nhiên không phải tiểu yêu bình thường. Có thể đi theo bên cạnh Thạch Cơ yêu hậu, há có thể là yêu thú bình thường? chiến trùy nó cầm trong tay có thể phóng ra hỏa diễm đỏ thẫm mỗi tảng đá trên người phát ra thanh âm lách cách tựa như muốn phát động công kích về phía gian thạch ốc trong thạch ốc thân thể ninh tiểu xuyên cũng biến thành hai màu trắng đen tay cầm tinh la kích tùy thời chuẩn bị ra tay thạch cơ yêu hậu các ngươi thật to gan nơi này là cấm địa bí phủ cấm tranh đấu giết chóc chẳng lẽ các ngươi dám không để bí phủ quân chủ vào mắt cuối thông đạo dưới lòng đất có một đám tu sĩ nhân loại đi tới trong đó, người dẫn đầu là một lão già áo xanh và một lão già áo tím. Người vừa mới dân dạy thạch cơ yêu hậu, chính là lão già áo xanh. Theo sau hai lão già này là một đám tu sĩ nhân loại tu vi cường hoành, vừa có cường giả thế hệ trước, vừa có thiên kiêu trẻ tuổi. Đại hán toàn thân đều là đá đỏ thẫm kia nhách miệng cười, lạnh lùng nói. Bất đem bí phủ quân chủ ra dọa chúng ta đi, tại Bắc Cương này, yêu hậu chúng ta không sợ bất kỳ kẻ nào. Nếu các ngươi dám xen vào việc của người khác, vậy thì chém cả các ngươi luôn thạch cơ yêu hậu khẽ phất tay ra hiệu cho đại hán kia lùi xuống đôi mắt thạch cơ yêu hậu yêu mị động lòng người hàng lông mi thon dài da thịt trắng nõn như tuyết nàng nhìn chằm chằm nhóm tu sĩ kia nói thì ra là tu sĩ nhân loại của tứ tượng thánh thổ và thiên đế sơn trong cấm địa bí phủ này bổn hậu nể mặt cấm địa quân chủ nên không giết các ngươi thế nhưng nếu rời khỏi cấm địa bí phủ e rằng không còn kẻ nào bảo trụ tính mạng các ngươi nữa đâu lão già áo tím tên là cam vệ chính là một vị thái thượng trưởng lão của Thiên Đế Sơn, còn là cường giả tuyệt đỉnh xếp hạng trước người tại Thiên Đế Sơn, đã thành danh hơn ngàn năm, uy chấn Bắc Cương. Lão giả áo xanh tên là Thái Thanh Hư, chính là thái thượng trưởng lão của tứ tượng thánh thổ, có cùng cấp bậc với cam vệ. Lão giả áo tím cam vệ nói, Thạch cơ, lão phu kính ngươi là yêu hậu thống lĩnh ức vạn sinh linh, không muốn tranh luận với ngươi. Thế nhưng, nếu ngươi cho rằng tu sĩ nhân tộc chúng ta thật sự dễ giết như vậy, e rằng ngươi đã lầm to rồi. Ồ, thật sao? Mái tóc trắng trên đầu Thạch Cơ yêu hậu không gió tự lay động, đôi mắt yêu dị quét nhìn Cam Vệ và Thái Thanh hư, một luồng khí lưu vô hình liền ép lên thân thể hai người. Cam Vệ và Thái Thanh hư là cường giả nhân loại tung hoành khắp Bắc Cương, thế nhưng, sau khi bị Thạch Cơ yêu hậu liếc nhìn một cái, trái tim của hai người đều đập mạnh, thiếu chút nữa là bị nghiền nát. Một luồng cảm giác đau đớn kịch liệt từ trái tim truyền khắp toàn thân, tựa như muốn xé rách toàn bộ thân thể bọn hắn. Chúng ta đi. Thạch cơ yêu hậu nhách miệng cười, thoáng nhìn qua cam vệ và thái thanh hư, sau đó liền dẫn đám sinh linh yêu tộc tiến sâu vào trong cấm địa bí phủ. Nhìn thấy thạch cơ yêu hậu và sinh linh yêu tộc rời đi, đám tu sĩ nhân loại kia mới thở phào một hơi. Thái sư thúc, ngài làm sao vậy? Tử hàm yên đỡ lấy vị lão giả áo tím, ân cần hỏi thăm. Sắc mặt lão giả áo tím vô cùng tái nhợt, trên mặt không chút huyết sắc, khẽ lắc đầu với tử hàm yên. Đột nhiên toàn thân hắn chấn động, miệng thổ ra một ngụm tinh huyết, lão già áo xanh còn bị thương nặng hơn lão già áo tím vài phần huyết mạch toàn thân căng phồng tựa như muốn bạo thể mà vong lão già áo xanh lập tức ăn vào một viên nhân cấp đan vận chuyện chân nguyên trong huyết dịch ti yêu khí trong người mới được luyện hóa sắc mặt cũng dần trở lại như cũ lão già áo tím có chút chật vật nhìn về phía thạch cơ yêu hậu rời đi trong lòng vẫn còn sợ hãi nói tu vi của thạch cơ yêu hậu thật quá đáng sợ chỉ mới liếc nhìn chúng ta một cái thiếu chút nữa đã khiến trái tim của chúng ta bạo liệt rồi nếu để nàng ta tiếp tục tu luyện, sau này nói không chừng còn đáng sợ hơn cả Thiên Mộng Yêu Hoàng." Lão giả áo xanh cũng khẽ gật đầu, nói: "Vì tìm lại võ đạo tâm cung của Tử Kim Hoàng chủ, không ngờ Thiên Mộng Yêu Hoàng lại điều động nàng ta đến Quy hư. Nhất định chúng ta phải tìm thấy hậu nhân Thiên Đế trước nàng ta, bằng không thì e rằng đại sự không ổn." Tứ Tượng Thần tử đứng sau lưng lão giả áo xanh, nói: "Sư thúc, bây giờ chúng ta đi Quy hư." Đôi mắt tăng thương của lão giả áo xanh lộ ra thần sắc trầm tư, nói: "Thạch Cơ yêu hậu đã giá Lâm Cấm Địa Bí phủ, nhất định còn có rất nhiều cường giả yêu tộc đi theo nàng ta. Nếu chúng ta cùng tiến vào Quy Hư, chắc chắn sẽ bị yêu tộc chú ý, đến lúc đó, e rằng tất cả mọi người sẽ bỏ mạng trong Quy Hư mất thôi." Lão giả áo tím nói: "Đúng vậy, bây giờ chỉ có một biện pháp, đó là ta và Thanh Hư đạo hữu cùng tiếp tục lưu lại Cấm Địa Bí phủ, kiềm chế Thạch Cơ yêu hậu." Hàm Yên, ngươi và tứ tượng thần tử đi quy hư trước. Các ngươi đều là tu sĩ trẻ tuổi của nhân loại, thạch cơ yêu hậu căn bản không để các ngươi vào mắt, có lẽ sẽ không tự mình ra tay giết các ngươi. Tử Hàm Yên lưng mang một thanh cổ kiếm màu tím, thân hình mềm mại uyển chuyển, kỳ ảo như nước, trên người lượn lờ hào quang màu tím. Từ sau khi Tử Hàm Yên thức tỉnh huyết mạch thần linh, trên người liền có một luồng khí tức thần bí, khí chất cũng càng trở nên hư ảo hơn, giống như tiên nữ lâm trần từ xa nhìn lại nàng giống như một gốc kỳ hoa nở rộ trắng ngoãn không tì vết thần thánh mà hư ảo nàng thoáng nhìn qua tứ tượng thần tử nói thái sư thúc ta có thể một mình tiến vào quy hư nhất định sẽ tìm được thần nữ điện hạ tứ tượng thần tử chính là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của tứ tượng thánh thổ không chỉ thiên phú cao tuyệt mà hơn nữa còn anh tuấn tiêu sái có thể xem là một nam tử hoàn mỹ nói tử sư muội quy hư quá nguy hiểm hãy để ta đi cùng ngươi như vậy cũng tiện chiếu ứng lẫn nhau hơn Thật ra, tử hàm yên muốn tiến vào quy hư trước, là bởi vì tứ tượng thần tử quá ân cần với nàng, hơn nữa còn biểu lộ lòng ái mộ với nàng. Một nam tử ưu tú như tứ tượng thần tử, chủ động truy cầu một nữ tử, e rằng rất ít nữ tử cự tuyệt hắn. Thế nhưng, trong lòng tử hàm yên đã có ninh tiểu xuyên, tất nhiên sẽ không để mắt tới nam tử khác. Nam tử khác càng đối xử tốt với nàng, càng xung xoay nàng, nàng lại càng cảm thấy phản cảm. Lão già áo tím tất nhiên, cũng có thể nhìn ra được tứ tượng thần tử có hảo cảm với tử Hàm Yên, vì vậy mới có ý hợp tác bọn họ, nói. Hàm Yên, Quy Hư không phải là nơi bình thường, tiến vào Quy Hư có tỷ lệ tử vong rất cao. Tu vi của tứ tượng thần tử hơn ngươi, có hắn đồng hành với ngươi, Thái Sư Thúc cũng yên tâm hơn nhiều. Tử Hàm Yên lại muốn cự tuyệt lần nữa. Thái Sư Thúc, lão giả áo tím nói, không cần nói nữa, cứ quyết định như vậy đi. Tứ tượng thần tử, lão phu tạm thời giao tử Hàm Yên cho ngươi chiếu cố, ngươi nhất định phải bảo vệ nàng thật tốt." Trên mặt Tứ Tượng Thần tử lộ vẻ mừng rỡ, vội đáp, "Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ chiếu cố tốt cho tử sư muội, sẽ không để nàng chịu bất kỳ tổn thất nào." "Tử sư muội, chúng ta lên đường thôi." Tử Hàm Yên cũng không tiện cự tuyệt nữa, liền rời khỏi Cấm Địa Bí phủ trước. Tứ Tượng Thần tử theo sát sau lưng Tử Hàm Yên, lúc nhìn thoáng qua bóng lưng yểu điệu tịnh lệ phía trước, trong đầu không nhịn được hiện ra hình ảnh lần đầu tiên hắn gặp Tử Hàm Yên quả thực tựa như một vị thần nữ từ trong tranh bước ra, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Tứ Tượng Thần tử đã gặp không ít nữ tử mỹ lệ, thế nhưng, người xinh đẹp, cao quý thuần khiết như Tử Hàm Yên thì vẫn là lần đầu. Lúc đó, hắn đã thầm hạ quyết tâm, nhất định phải khiến cho nàng trở thành nữ nhân của mình. Bây giờ, cuối cùng cũng có cơ hội ở cùng một chỗ với nàng, trong lòng Tứ Tượng Thần tử hiển nhiên kích động không gì sánh được, lập tức đuổi theo, nói: "Tử sư muội, Quy hư hung hiểm, nguy cơ tứ phía." ta có một tấm bùa hộ mệnh do cường giả vạn cổ cảnh luyện chế, bây giờ ta sẽ tặng nó cho muội. Tứ tượng thần tử lấy ra một khối ngọc phù màu trắng lớn bằng ngón tay, bề mặt ngọc phù khắc đầy phù văn, mặc dù còn chưa phát động, thế nhưng có thể nhìn ra được khối ngọc phù này tuyệt đối là bảo phù hiếm có. Tử Hàm Yên không hề nhìn ngọc phù trong tay tứ tượng thần tử, nói: "Bùa hộ mệnh chân quý như vậy, thần tử điện hạ cứ giữ lại để bản thân sử dụng đi." Dứt lời, Tử Hàm Yên liền hóa thành một đạo lưu quang màu tím, phóng ra khỏi đại môn cấm địa bí phủ, bay về phía Quy hư. Tứ Tượng thần tử lập tức đuổi theo, nói: "Chỉ là một cái mùa hộ mệnh mà thôi, tử sư muội cứ nhận lấy đi, ta là thần tử của Tứ Tượng Thánh thổ, muốn có gì mà không được. Cho dù tặng muội cái mùa hộ mệnh này, thì trên người ta vẫn còn bảo vật hộ thân khác." Lúc Tứ Tượng thần tử và Tử Hàm Yên rời khỏi Cấm địa bí phủ không lâu, Ninh Tiểu Xuyên, Bảo Châu Địa Tạng, Nhạc Minh Tùng, Tiểu Hồng cũng rời khỏi Cấm địa bí phủ, tiến về phía Quy hư. Không ngờ Hàm Yên cũng đến Quy hư, tốt quá rồi. Lúc trước, mặc dù Ninh Tiểu Xuyên ẩn thân trong thạch ốc, thế nhưng hắn lại có thể cảm giác được chuyện phát sinh bên ngoài thạch ốc. Cho nên, sau khi Tử Hàm Yên và Tứ Tượng Thần Tử rời khỏi cấm địa bí phủ, hắn liền lập tức đuổi theo. Tử Hàm Yên đang không biết làm thế nào để thoát khỏi sự dây dưa của Tứ Tượng Thần Tử, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ trong gió tuyết đi tới. Sau khi nhìn rõ dung mạo của người đó, trên gương mặt tuyệt lệ mà lạnh lùng của nàng, chợt lộ ra nụ cười. Tử sư muội, đã lâu không gặp, tại sao ngươi lại tới quy hư? Nhạc Minh Tùng từ xa đã chào hỏi Tử Hàm Yên. Thế nhưng, ánh mắt của Tử Hàm Yên lại dừng lại ở trên người Ninh Tiểu Xuyên, tựa như căn bản không nghe thấy câu chào hỏi của Nhạc Minh Tùng. Ninh Tiểu Xuyên thấy Tử Hàm Yên, trong lòng cũng thập phần kích động, thốt lên. Hàm Yên, tại sao ngươi lại tới quy hư? Nơi này rất nguy hiểm. Ta biết nguy hiểm, thế nhưng, ta có nguyên nhân không thể không đến. Ngược lại, tại sao ngươi lại tới nơi này? trong mắt tử hàm yên nhu tình như nước thanh âm trong trẻo dễ nghe nhìn ninh tiểu xuyên không chớp mắt ninh tiểu xuyên cười nói ta cũng có lý do không thể không đến nếu như đều tiến vào quy hư vậy thì chúng ta hãy cùng kết bạn mà đi ngươi thấy thế nào đương nhiên là được tử hàm yên mỉm cười dịu dàng ánh mắt tràn ngập gợn sóng xinh đẹp không sao diễn tả được nhìn thấy tử hàm yên và ninh tiểu xuyên cười nói tự nhiên trong mắt tứ tượng thần tử chợt lóe lên một tia hàn ý trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc hắn là ai ta và tử sư muội cùng tiến vào quy hư tử sư muội vẫn luôn cự tuyệt thế nhưng hắn muốn kết bạn đồng hành với tử sư muội thì nàng ta lại vui vẻ đáp ứng chẳng lẽ trong mắt tử sư muội ta còn không bằng hắn tứ tượng thần tử dù sao cũng là đệ nhất nhân của tứ tượng thánh thổ là hạng người tâm cao khí ngạo tất nhiên sẽ không để ninh tiểu xuyên vào mắt hắn căn bản không cho rằng tử hàm yên lại vì ninh tiểu xuyên mà cự tuyệt hắn hắn là thần tử Tương lai rất có khả năng sẽ kế thừa vị trí trưởng giáo của Tứ Tượng Thánh Thổ. Nếu như Tử Hàm Yên trở thành nữ nhân của hắn, tương lai sẽ trở thành trưởng giáo phu nhân. Mặc dù Tứ Tượng Thần Tử nhìn Ninh Tiểu Xuyên thập phần không thuận mắt, thế nhưng vẫn bảo trì phong độ của mình, cố ý đi tới bên cạnh Tử Hàm Yên, cười nói: "Tử sư muội, vậy vị tu sĩ này là ai? Là bằng hữu của muội sao? Tốt nhất muội nên khuyên nhủ bọn họ, Quy hư không phải là nơi mà bất cứ kẻ nào cũng có thể tiến vào." nếu tu vi không đủ mà tiến vào thì chỉ có một con đường chết tiểu tử ngươi nói ai không đủ tu vi xem thường chúng ta phải không nhạc minh tùng nghe thấy tứ tượng thần tử nói vậy trong lòng thập phần không thoải mái tứ tượng thần tử chắp tay trước ngực khí định thần nhàn nói tại sao các hạ lại kích động như vậy những gì ta nói đều là sự thật quy hư hung hiểm vượt qua sự tưởng tượng của các ngươi nếu như tu vi võ đạo không đủ thâm hậu xâm nhập vào quy hư chính là chịu chết ta cũng chỉ muốn tốt cho các ngươi mà thôi ninh tiểu xuyên cũng cảm thấy có chút không vui cảm thấy tứ tượng thần tử nói chuyện quá ngông cuồng dường như không hoan nghênh bọn hắn lắm tên này cũng quá kiêu ngạo rồi cũng đâu có trêu chọc gì hắn tử hàm yên nói tiểu xuyên vị này là thần tử của tứ tượng thánh thổ huyền thiên cơ nhân kiệt đỉnh cấp thế hệ trẻ bắc cương cũng là người cùng chúng ta tiến vào quy hư để tìm kiếm thần nữ điện hạ tứ tượng thần tử thập phần tự hào thân phận của bản thân ngực ướn cao bộ dạng kẻ bể trên căn bản không để đám người Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng vào mắt. Thì ra là thần tử của Tứ Tượng Thánh Thổ, đã nghe đại danh. Ninh Tiểu Xuyên nói, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, nên Ninh Tiểu Xuyên rất khiêm tốn, xem như cấp thể diện cho đối phương. Tứ Tượng thần tử dùng khóe mắt liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên, khinh miệt nói, các ngươi cũng là đệ tử Thiên Đế Sơn sao? Nói cho các ngươi biết, bổn thần tử và Tử sư muội tiến vào Quy hư, còn có nhiệm vụ trọng yếu trên người, không thể vướng bận. Nếu các người muốn tiến vào quy hư để tìm kiếm bảo vật, thì tốt nhất nên đi một mình, không nên đi theo chúng ta, bổn thần tử cũng không muốn phải bảo hộ kẻ yếu. Trong mắt Tứ Tượng thần tử, đám người Ninh Tiểu Xuyên tối đa chỉ là đệ tử nội môn của Thiên Đế Sơn, nhất định là muốn đến quy hư để thử vận may, tìm kiếm di bảo viễn cổ. Hắn cảm thấy, đám người Ninh Tiểu Xuyên chính là muốn lôi kéo làm quen, nhờ hắn và Tử Hàm Yên bảo hộ. Nhân vật nhỏ như vậy, Tứ Tượng thần tử đã từng gặp rất nhiều. Nghe thấy tứ tư tượng thần tử nói vậy, nhạc minh tùng nghệt mặt ra, tức giận mắng. Ai cần ngươi bảo hộ? Đừng tưởng thần tử thì giỏi lắm, nhạc gia ngươi còn chưa muốn cùng tiến vào quy hư với ngươi đâu, đắc chí cái cọng lông à. Tử sư muội, ngươi đi cùng chúng ta vào quy hư đi. Người khác đã nhìn chúng ta không thuận mắt thì chúng ta cũng không cần phải đồng hành với hắn. Ánh mắt tứ tư tượng thần tử chợt trở, trở nên lạnh lẽo, trầm giọng nói. Ngươi dám nói chuyện với bổn thần tử như vậy, nếu không phải nề mặt tử sư muội, bổn thần tử đã phế ngươi ngay tại chỗ rồi. Con bà nó, ngươi cho rằng ngươi lại cái củ hành gì? Nhạc Minh Tùng vuốt tròm râu trên môi, nói: "Ninh huynh, tử sư muội, chúng ta đi thôi, mặc kệ hắn." Ninh Tiểu Xuyên, Nhạc Minh Tùng, Tử Hàm Yên, Bảo Châu Địa Tạng, Tiểu Hồng liền xoay người tiến về phía Quy Hư, để lại tứ tượng thần tử đứng ngẩn ra tại chỗ. Không ngờ lại không có người nào muốn đồng hành với hắn. Tứ tượng thần tử ở tứ tượng thánh thổ vẫn luôn cao cao tại thượng, chưa từng bị người khác phớt lờ như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra một trận lửa giận. Ầm ầm ầm. Bỗng nhiên, từ phái cấm địa bí phủ cuốn tới một trận yêu vân màu đen cuồn cuộn, ập thẳng về phía Quy Hư. Tứ tượng thần tử nhìn thấy mảnh yêu vân vọt tới, trên mặt chợt lộ vẻ mừng rỡ, cười lạnh một tiếng, nói: "Các ngươi dám không để bổn thần tử vào mắt, bây giờ thì hay rồi, đợi cường giả dạ yêu tộc đuổi giết tới, xem các ngươi có chịu cầu xin ta hay không." Đực cười, cho dù các ngươi có quỳ xuống đất cầu khẩn thì bổn thần tử cũng chưa chắc đã ra tay cứu các ngươi. Ninh Tiểu Xuyên tiến đến lối vào của Quy Hư, chợt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một trận yêu vân quay cuồng và yêu khí chấn động cường đại từ trong mây truyền tới. Nguy rồi, cường giả yêu tộc đang đuổi theo. Cổ kiếm màu tím trên lưng Tử Hàm Yên rung động, phát ra tiếng kiếm minh vô cùng sắc bén. Vụt vụt vụt, ba sinh linh yêu tộc với thân hình khổng lồ từ trong yêu vân lao tới. Sinh linh yêu tộc thứ nhất tên là Hỏa Si, thân hình cao tới 30 mét thân thể được từng khối đá đỏ bao trùm, trong tay cầm chiến trùy cự thạch. Chính là đại hán lúc trước đi theo thạch cơ yêu hậu, chẳng qua, bây giờ nó đã hoàn toàn bộc lộ yêu thể, giống như một vị cự nhân, ngăn trước mặt đám người ninh tiểu xuyên, cản đường đám người bọn họ tiến vào quy hư. Sinh linh yêu tộc thứ hai tên là lệ khâu, hình thái giống như cự mãng, dài đến hơn 200 m thân thể thô to như vạc nước, toàn thân lưu động đường vân màu bạc. Vị sinh linh yêu tộc thứ ba tên là anh chiêu, từ trong tầng mây bay ra, tựa như thiên mã lướt mây, Thế nhưng, nếu cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện, mặc dù thân hình của nó giống như thiên mã, nhưng trên đầu lại là gương mặt nhân loại. Ba sinh linh yêu tộc này đều là cường giả dưới trướng thạch cơ yêu hậu, trong đó, chiến lực của hỏa si vương là mạnh nhất, trong tay hắn cầm chiến trùy, quét mắt nhìn đám người ninh tiểu xuyên ở bên dưới, sau đó ánh mắt dừng lại trên người ninh tiểu xuyên, nói, nhân loại, bổn vương phụng lệnh của yêu hậu, mời ngươi trở về cấm địa bí phủ. Ninh tiểu xuyên nói, ngươi đang nói ta sao? Đúng vậy, hỏa si vương đáp. Nhạc Minh Tùng nhỏ giọng trêu ghẹo. Ninh Huynh, mị lực của ngươi thật không nhỏ không ngờ lại được thạch cơ yêu hậu coi trọng. E rằng thạch cơ yêu hậu, không chỉ đơn giản là sai các ngươi tới bắt ta thôi phải không? Ninh Tiểu Xuyên nhìn hai đầu yêu tộc khác, cảm thấy sát khí từ trên người hai đầu yêu tộc này phát tán ra. Hỏa si vương nói, yêu hậu có lệnh, mang ngươi trở về cấm địa bí phủ, còn những nhân loại khác thì giết chết toàn bộ, một tên cũng không chừa. Lệ khâu vương, anh chiêu vương, bây giờ chúng ta cùng động thủ, ngoại trừ nam tử nhân loại mà yêu hậu cần, những nhân loại khác thì cứ thẳng tay mà diệt trừ. Hỏa si vương hét lớn một tiếng, hỏa diễm đỏ thẫm trong cơ thể phóng ra, chiến trùy trong tay đánh thẳng xuống từ hàm yên. Chiến trùy bị hỏa diễm bao trùm, đường kính chừng 10 mét, giống như một khối hỏa thạch nặng mấy ngàn vạn cân. Cộng thêm tu vi cường đại của hỏa si vương, lực lượng một chùy này tuyệt đối có thể san bằng một tòa núi lớn. Sau khi tử hàm yên thức tỉnh huyết mạch thần linh, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cộng thêm sự huyền diệu của tử Hà Kinh, cảnh giới của nàng đã đuổi kịp đám người ninh tiểu xuyên, bảo châu địa tạng, đạt tới thiên nhân cảnh tầng thứ bảy đỉnh phong, bước vào hàng ngũ cường giả thế hệ trẻ. Nàng thức tỉnh huyết mạch thần linh không lâu, đã có thể nghịch thiên tu luyện đến thiên nhân cảnh tầng thứ bảy đỉnh phong đã là, rất tài ba rồi, tương lai, có lẽ tốc độ tu luyện sẽ còn nhanh hơn. Soạt, cổ kiếm màu tím trên lưng tử hàm yên rời vỏ, phát ra một tiếng long ngâm, hóa thành một đầu long ảnh màu tím cực lớn, nện mạnh lên cự trùy hỏa diễm. Phanh! Cự trùy hỏa diễm chỉ thoáng lay động một chút, vẫn tiếp tục công kích về phía tử hàm yên. Tứ tượng thần tử đứng ở đằng xa, nhìn chăm chăm tử hàm yên bị lọt vào công kích, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hắn cảm thấy tử hàm yên nhất định sẽ phải cầu xin hắn giúp đỡ. Tu vi của hỏa si vương cường đại đến mức nào? Căn bản không phải là tồn tại mà tử hàm yên có thể chống lại. Ngoại trừ cầu xin mình giúp đỡ ra, nàng còn biện pháp nào khác? công kích của hỏa si vương càng ngày càng nhanh chóng mãnh liệt chiến lực dồi dào mỗi một kích đều có thể tạo thành lực phá hoại cực lớn từ hàm yên hóa thành một đạo tử quang lướt tới bên cạnh ninh tiểu xuyên tránh thoát lần công kích thứ sáu của hỏa si vương chiến chùy đỏ thấm hung hăng nện xuống đất ầm 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 mặt đất bị chiến chùy đánh thành một cái rãnh sâu dài hơn 10 mét một luồng sóng khí từ trung tâm cái hố khổng lồ tràn ra chấn động mặt đất xung quanh đều sụp đổ hỏa si vương một kích không trúng lại lần nữa huy động chiến trùy công kích về phía tử hàm yên ầm um. bề mặt chiến trùy hỏa diễm càng trở nên sung mãn ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh cực lớn đánh thẳng về phía đỉnh đầu ninh tiểu xuyên và tử hàm yên vụt trong cơ thể ninh tiểu xuyên cũng phóng ra một đạo hỏa diễm lòng bàn tay ngưng tụ thành diệt thế hỏa liên nghênh đón chiến trùy công kích tới diệt thế hỏa liên vừa tiếp xúc với chiến trùy lập tức nổ tung bộc phát lực lượng chấn động khổng lồ hỏa si vương bị sóng lửa đẩy lui xa mấy chục thước ngã ngửa ra đất, nện cho mặt đất thoáng run rẩy. Nhân loại nhỏ bé như vậy, lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy sao? Hỏa si vương từ dưới đất bò lên, tay nắm chặt chiến trùy, lại lần nữa muốn phát động công kích với đám người ninh tiểu xuyên. Thế nhưng, lúc nó vừa nhấc chiến trùy lên, thì mới phát hiện chiến trùy đã sớm bị diệt thế hỏa liên phá hủy, chỉ còn lại một đoạn chuôi chiến trùy. Thật cường đại, khó trách yêu hậu lại dặn dò chúng ta không nên khinh địch. Hỏa si vương ném chuôi chiến trùy đi, tay không tắc sắt lao tới công kích Ninh Tiểu Xuyên và Tử Hàm Yên. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên đã thể hiện ra chiến lực cường đại, thế nhưng Hỏa Si Vương lại không hề sợ hãi chút nào. Phải biết rằng, tu vi của Hỏa Si Vương đã đạt tới Thiên Nhân cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, chính là một trong những thú vương cường đại nhất dưới trướng Thạch Cơ yêu hậu. Hơn nữa, trong cơ thể của nó có huyết dịch yêu ma viễn cổ, thể chất cường hoành, lực phòng ngự rất mạnh mẽ, dưới chân nhân, gần như không có người nào có thể phá vỡ được phòng ngự của nó. Cũng giống như vừa rồi, mặc dù diệt thế hỏa liên có thể phá hủy được chiến trùy của nó, nhưng lại không khiến yêu thể của nó bị tổn thương chút nào. Trừ phi là chân nhân ra tay, bằng không thì nó tuyệt đối đứng ở thế bất bại. Lúc này, người kinh ngạc nhất, không ai khác ngoài tứ tượng thần tử. Hắn hiển nhiên đã từng nghe qua đại danh của hỏa si vương, chính là một vị vương giả tiếng tăm lừng lẫy trong yêu tộc. Vốn tưởng, rằng tử hàm yên và máy tên đệ tử nội môn của thiên đế Sơn kia không phải là đối thủ của hỏa si vương, chắc chắn sẽ nhanh chóng cầu cứu hắn. Thế nhưng, một tên đệ tử nội môn của Thiên Đế Sơn, không ngờ lại có chiến lực sánh ngang với vương giả trong yêu tộc như Hỏa Si Vương, thậm chí còn cường đại hơn Hỏa Si Vương vài phần. Chuyện được đọc bởi kênh Halley's Audio. Thế hệ trẻ của Thiên Đế Sơn, sao có thể có người mạnh như thế được? Chẳng lẽ hắn chính là tên linh tử của Thiên Đế Sơn? Tứ Tượng Thần Tử đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt thoáng ngưng tụ. Tin tức linh tử của Thiên Đế Sơn đánh bại Thánh tử của Thiên Đế Sơn đã sớm truyền khắp Bắc Cương. Thánh tử của Thiên Đế Sơn đã chết tại Quang Minh Thánh Thổ, như vậy thì người có chiến lực cường đại nhất trong thế hệ trẻ của Thiên Đế Sơn, chỉ còn lại vị linh tử kia mà thôi. Cho dù là linh tử của Thiên Đế Sơn thì đã sao? Nếu dám đoạt nữ nhân với bổn thần tử, bổn thần tử nhất định sẽ lấy mạng của ngươi." Trong lòng Tứ Tượng thần tử thầm nghĩ, sau lưng linh tử của Thiên Đế Sơn có chỗ dựa là Phượng Hoàng, chuyện này từ lâu đã không còn là bí mật, gần như không người nào dám công khai đối phó với hắn. Thế nhưng nếu như linh tử của thiên đế sơn chết trong quy hư e rằng phượng hoàng cũng không có khả năng đến quy hư để truy xét nguyên nhân cái chết của hắn trong mắt tứ tượng thần tử chợt hiện một tia sát ý, quy hư chính là cơ hội tốt nhất để diệt trừ ninh tiểu xuyên sau khi ninh tiểu xuyên chết rồi tử sư mội há còn không nhào vào lòng hắn ngay lúc tứ tượng thần tử đang suy nghĩ làm cách nào để đối phó với ninh tiểu xuyên thì trên đỉnh đầu hắn chợt truyền đến một tiếng thú giống đó là thú vương yêu tộc là âm thanh do anh chiêu vương phát ra anh chiêu vương có thân hình tựa như thiên mã, trên đầu là một cái mặt người, miệng thổ ra thiểm điện, công kích về phía tứ tượng thần tử. Tu vi của anh chiêu vương cũng là thiên nhân cảnh tầng thứ 9, nếu so với hỏa si vương thì yếu hơn hai bậc, chỉ là thiên nhân cảnh tầng thứ 9 sơ kỳ. Thiểm điện từ trong miệng anh chiêu vương phóng ra, hóa thành một dòng điện hà khổng lồ. Cảnh tượng trước mặt tựa như là một dòng sông do thiểm điện hội tụ mà thành, từ trên trời cuồn cuộn chảy xuống, hoàn toàn nuốt chửng tứ tượng thần tử chỉ là một tên thú vương cũng dám đối địch với bổn thần tử, thật đúng là không biết sống chết. Tứ tượng thần tử phất ống tay áo một cái, thi triển ra thần thông tụ lý càn khôn. Một đám mây bốn màu từ trong ống tay áo của hắn phóng ra, không ngờ thu hết toàn bộ ngàn vạn thiểm điện, mà anh chiêu vương thổ ra vào trong ống tay áo hắn. Soạt, tứ tượng thần tử lại phất tay một cái, ngàn vạn đạo thiểm điện vạn vẹo cùng một chỗ, hóa thành một cột trụ thiểm điện, từ trong ống tay áo phóng ra, đánh lên bụng anh chiêu vương cột trụ thiểm điện đánh lên bụng anh chiêu vương tạo thành một cái lỗ máu bằng chén cơm anh chiêu vương hét thảm một tiếng từ trên trời rơi xuống từ một hướng khác hỏa si vương cũng phát ra một tiếng hét thảm phòng ngự của nó bị ninh tiểu xuyên phá vỡ thân hình xích thạch bị một thanh đoàn kích thanh đồng xuyên thủng thân hình cao hơn 30 mét của hỏa si vương nặng nề ngã xuống đất lúc này đã hấp hối yêu khí trên người dần dần tản đi thú vương thiên nhân cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong chiến lực cũng không có gì ghê gớm Ninh Tiểu Xuyên cầm tinh la kích, nhìn hỏa si vương ngã gục trên mặt đất. Trên mũi của tinh la kích đã bị yêu huyết nhộn đỏ, máu tươi không ngừng chảy giọt xuống đất. Tử hàm yên đi tới trước mặt hỏa si vương, dùng một đầu ngón tay điểm xuống yêu huyết trên miệng vết thương của hỏa si vương. Lực lượng của giọt yêu huyết này xung đột với lực lượng trong cơ thể nàng, không ngừng va chạm, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt. Giọt yêu huyết này, không ngờ lại phát tán ra từng trận ma vụ màu đen. Nó quả nhiên có huyết mạch yêu ma viễn cổ. Tử hàm yên nói, Tử Hàm Yên vận chuyển thần lực trong cơ thể, bắt đầu tinh lọc yêu huyết trên đầu ngón tay. Nếu như là hậu đại của yêu ma viễn cổ, vậy thì quá tốt rồi. Ninh Tiểu Xuyên thoáng lộ vẻ mừng rỡ. Soạt, Ninh Tiểu Xuyên đập vỡ đầu Hỏa Si Vương, móc ra một khối yêu thai hỏa diễm lớn bằng đầu người, thu vào trong vòng càn khôn, cẩn thận cất giữ. Đây chính là yêu thai của thú vương thiên nhân cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, có thể gọi là báu vật vô giá, nếu như luyện chế khối yêu thai này thành nhân cấp đan, giao cho tu sĩ thiên nhân cảnh tầng thứ bảy phục dụng nhất định có thể khiến cho tu sĩ đó ngưng tụ ra đạo thai trong thời gian cực ngắn đạt tới tu vi thiên nhân cảnh tầng thứ tám ninh tiểu xuyên tất nhiên từng nghĩ chuyện giao khối yêu thai này cho tử hàm yên luyện hóa để nàng trùng kích thiên nhân cảnh tầng thứ tám thế nhưng tử hàm yên tu luyện tử hà kinh nguyên khí trong cơ thể thập phần tinh thuần mang theo thần lực tương lai có thể tu luyện ra tử hà đạo thai nếu để nàng phục dụng yêu thai tất nhiên có thể dễ dàng đột phá đến thiên nhân cảnh tầng thứ tám nhưng cũng sẽ khiến cho đạo thai của nàng bị pha tạp căn bản không thể so sánh với tử hà đạo thai vì vậy ninh tiểu xuyên mới ủng hộ việc nàng ngưng tụ tử hà đạo thai mặc dù tốn nhiều thời gian nhưng tương lại càng gặt hái được nhiều chỗ tốt hơn ninh tiểu xuyên cầm huyền thú giám gọi xong đầu thạch thú ra sau đó hắn lại lấy dưỡng tâm chân đỉnh trong tâm khiếu ra hóa thành một cái cự đỉnh lơ lửng trong hư không bề mặt cự đỉnh bị hỏa diễm bao trùm, tản mát hào quang chín màu, tựa như một cái thần lô cửu thải. Hắn đồng thời bỏ xong đầu thạch thú và yêu thể của hỏa si vương vào trong dưỡng tâm chân đỉnh. Chỉ cần khiến xong đầu thạch thú và thạch thân của hỏa si vương hòa hợp thành một thể là, xong đầu thạch thú sẽ có được huyết mạch yêu ma của hỏa si vương, chiến lực càng trở nên cường đại hơn. Nếu như lại để nó nuốt yêu thai hỏa si vương, xong đầu thạch thú rất có khả năng nhất cử trùng kích tới thiên, nhân cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, thậm chí là tu vi càng mạnh hơn. Ninh Tiểu Xuyên dùng diệt thế ma hỏa bao trùm dưỡng tâm chân đỉnh, bắt đầu luyện hóa xong đầu thạch thú trong đỉnh. Lúc khống chế được trạng thái trong dưỡng tâm chân đỉnh, Ninh Tiểu Xuyên lại thu hồi dưỡng tâm chân đỉnh vào trong cơ thể, để trong tâm khiếu luyện hóa, xúc tiến, xong đầu thạch thú nhanh chóng dung hợp với huyết mạch và thạch thân của Hỏa Si Vương. Ở bên kia, Bảo Châu Địa Tạng cũng đã chém chết Lệ Khâu Vương dài hơn 200m, ngoài ra còn cướp lấy yêu thai của Lệ Khâu Vương nàng nắm khối yêu thai đang sôi trào yêu khí trong lòng bàn tay, trong cơ thể tản mát một luồng Phật quang màu vàng. Khối yêu thai lập tức biến thành một viên Phật châu nhỏ, dung nhập vào trong trí tôn khí chúng sinh Phật châu của nàng. Bề mặt chúng sinh Phật châu lập tức xuất hiện ấn ký như lệ khâu vương, trông rất sống động, tựa như có thể từ trong chúng sinh Phật châu bay ra vậy. Chúng ta chém giết ba vị thú vương của yêu tộc, nhất định thạch cơ yêu hậu đã biết, tùy thời có khả năng chạy đến đây, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi, tiến vào quy hư thôi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ninh Tiểu Xuyên, Bảo Châu Địa Tạng, Tử Hàm Yên, Nhạc Minh Tùng, Tiểu Hồng lập tức khởi hành, bay vào Quy Hư. Vừa mới tiến vào Quy Hư, liền cảm nhận được một luồng sát khí viễn cổ từ sâu trong Quy Hư chuyển đến, khiến người ta có cảm giác băng hàn dị thường. Ngay cả huyết dịch trong cơ thể cũng lưu chuyển chậm hơn vài phần. Bầu trời trở nên u ám không gì sánh được, trên mặt đất trải đầy xương cốt nhân loại và yêu thú. Tùy ý có thể nhìn thấy binh khí bị hư hại, có chiến đao gãy rời, có cổ kỳ cũ nát, kiếm vỡ, trường thương hoen dỉ. Có nơi máu tươi tụ tập thành đầm máu, bề mặt đầm máu còn trôi nổi thi thể hư thối. Quả nhiên là một mảnh táng binh địa, tùy tiện đào bới trong đất, liền có thể đào được mảnh vụn huyền khí. Hết tầng này tới tầng khác, cho dù đào sâu xuống trăm mét, cũng có thể đào được một đoạn binh khí vỡ nát. Nếu như bên ngoài quy hư đều mai táng nhiều binh khí như vậy, không biết số lượng binh khí rốt cuộc khổng lồ đến mức nào. Những binh khí này lấy từ đâu? Tại sao lại chôn ở chỗ này? Tiến vào quy hư không lâu, liền xuất hiện một tòa núi hoang. Trên đỉnh núi dựng một tấm bia đá tàn phá, bề mặt dùng văn tự cổ xưa, khắc bốn chữ khu 82. Tấm bia đá này không biết đã sừng sừng trên đỉnh núi bao lâu, văn tự trên bề mặt bị phong hóa rất mạnh, vô cùng mơ hồ, thậm chí gần như không thể nhìn thấy. Nơi này là khu 82. Thì ra, khu 82 nằm ngay tại lối vào, khó trách mức độ nguy hiểm lại thấp nhất. Ninh Tiểu Xuyên gật gù nói. Nhạc Minh Tùng nói, khu 82 thực ra cũng chôn rất nhiều thứ tốt, Thế nhưng trải qua vô số năm tháng, sinh linh các tộc, hết người này đến người khác nối đuôi nhau tới khai thác, sớm đã lật tung khu 82 này một lượt, mọi thứ tốt đều đã bị đào đi. Bây giờ muốn tìm được thứ tốt tại khu 82 này, e rằng rất khó." Bảo Châu Địa Tạng nói. "Nghe nói, có người từng đào được một kiện chí tôn khí thượng phẩm nguyên vẹn tại khu 82. Chỉ bằng vào võ kinh ghi chép lại trên kiện chí tôn khí thượng phẩm đó, người ấy đã tu luyện đến chân nhân cảnh, khiêu chiến cường giả của tất cả đại thánh thổ." thiếu chút nữa đã đánh bại các chủ của cửu thiên các lúc đó. Nhạc Minh Tùng cũng khẽ gật đầu, nói. Quả thực có chuyện này, nhưng chuyện đó đã là chuyện cách đây vài vạn năm rồi. Khu 82 này rộng một vạn dặm, dài chừng hơn 7 vạn dặm, diện tích đại khái bằng một phần 10 ngọc lam đế quốc. Tại khu 82 này có một vài địa vực nguy hiểm, trong những hiểm địa này, nói không chừng vẫn còn bảo vật viễn cổ chưa bị lấy đi, chúng ta có cần đi thử vận khí một phen không? Ninh Tiểu Xuyên không hề có hứng thú với những bảo vật khác, liền đáp, chúng ta đi khu thứ 9 đi. Tiểu Xuyên, ngươi muốn đi khu thứ 9. Tử Hàm Yên mở to mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên, kinh ngạc hỏi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói. Làm sao vậy? Tử Hàm Yên còn chưa nói gì thì tứ tượng thần tử đã từ đằng xa đi tới, nói. Khu thứ 9 là nơi nguy hiểm nhất ngoài rìa quy hư, không người nào nguyện ý đi vào trong đó. Nghe nói, cho dù là chân nhân tiến vào khu thứ 9, cũng không có mấy người sống sót trở ra. Nhìn thấy tứ tượng thần tử, Nhạc Minh Tùng nhếch miệng lên, bày ra giọng điệu âm dương quái khí, nói. Có đi khu thứ 9 hay không cũng là chuyện của chúng ta, không cần thần tử điện hạ phải quan tâm. Tứ tượng thần tử bày ra phong độ khẳng khái, cử chỉ lễ độ, chắp tay thi lễ với mọi người, cười nói. Lúc trước tại hạ nhanh mồm nhanh miệng, đã nói những lời đắc tội với mọi người, nếu như có chỗ nào không đúng, kính xin các vị đạo hữu của thiên đế Sơn không nên trách tội. Thực ra ta cũng muốn nhanh chóng tìm ra võ đạo tâm cung của tử kim hoàng chủ, nếu như bị yêu tộc nhanh chân tới trước thì sẽ tạo thành đả kích cực lớn đối với nhân tộc chúng ta. Cho nên, lúc trước mới đắc tội, kính xin các vị ngàn vạn lần không nên để trong lòng, đặc biệt là Ninh huynh. Chúng ta đều là tu sĩ nhân loại, vốn dĩ nên nhất trí đối ngoại, không cần thiết phải nội đấu." Ninh Tiểu Xuyên nói. Tứ Tượng Thần Tử cười nói, "Nói vậy là Ninh huynh đã tha thứ cho ta rồi. Ta thấy hay là như vậy đi, mọi người cùng nhau đi khu thứ 9, như vậy có lẽ có thể giúp đỡ lẫn nhau." Nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên không mở miệng đáp ứng, Tứ Tượng Thần Tử lại nói: "Khu thứ 9 là khu vực nguy hiểm nhất ngoài rìa Quy Hư, hơn nữa, ta nghe nói khu thứ 9 còn lưu lại một cổ lộ viễn cổ, chính là con đường do một vị thứ thần nhân tộc mở ra, có thể tiến sâu vào trong Quy Hư." "Còn có con đường như vậy sao?" Ninh Tiểu Xuyên vẫn ôm thái độ hoài nghi với lời nói của Tứ Tượng Thần Tử. Bảo Châu Địa Tạng khẽ động dung, nói: "Ta cũng từng nghe một vị trưởng lão của Cửu Thiên cách nhắc đến con đường đó." nghe nói cổ lộ đó là do tử kim hoàng chủ mở ra có thể tiến vào một vùng mật địa sâu bên trong quy hư rất nhiều người đều muốn tìm kiếm cổ lộ đó thế nhưng không ai thật sự tìm ra được nó nếu như thần nữ điện hạ thật sự nắm trong tay võ đạo tâm cung của tử kim hoàng chủ nói không chừng đã được ý chí của tử kim hoàng chủ mách bảo cách tìm ra cổ lộ đó tiến sâu vào quy hư rồi tứ tượng thần tử nói người khác không biết lối vào cổ lộ đó nhưng ta lại biết người thật sự biết lối vào cổ lộ đó Nhạc Minh Tùng có chút không tin lời nói của tứ tượng thần tử, cảm thấy có gì đó không đúng. Ánh mắt thâm thúy của Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn qua tứ tượng thần tử, cười nói. Nếu đã như vậy thì chúng ta rất hoan nghênh huyền huynh gia nhập. Đi thôi. Bây giờ chúng ta lập tức đi khu thứ 9. Ninh Tiểu Xuyên để tứ tượng thần tử gia nhập nhưng lại không hoàn toàn tin tưởng hắn. Âm thầm dặn dò Nhạc Minh Tùng phải chú ý tứ tượng thần tử. Nếu như tứ tượng thần tử dám gây bất lợi với mọi người trong quy hư, Ninh Tiểu Xuyên nhất định sẽ lập tức chấn sát hắn nhạc minh tùng theo sát bên cạnh tứ tượng thần tử trên mặt treo nụ cười tươi rói nói thần tử nghe nói tu sĩ của tứ tượng thánh thổ các ngươi đều tinh thông đoán mệnh đạo và quan tinh thuật không bằng ngươi thử tính giúp ta được không tứ tượng thần tử mỉm cười khoan thai nói có đạo là vô cực sinh thái cực lưỡng nghi sinh tứ tượng tứ tượng sinh vạn vật vạn sự vạn vật tất có định luật của nó đều có vết tích để có thể lần ra không biết nhạc sư đệ muốn tại hạ giúp ngươi tính toán chuyện gì có thể giúp ta suy tính hung cát không?" Nhạc Minh Tùng hỏi. Tứ Tượng Thần tử cười nói, "Chẳng lẽ nhạc sư đệ sợ chết trong quy hư sao? Không có biện pháp, loại cấm địa như quy hư, ngay cả chân nhân cũng có thể vẫn lạc, ta sợ chết như vậy, tất nhiên phải tìm cao nhân như ngươi để tính toán một quẻ rồi." Nhạc Minh Tùng nói, "Được rồi, tại hạ sẽ giúp nhạc sư đệ tính toán một quẻ." Tứ Tượng Thần tử lấy ra hai cái mai rùa lớn bằng lòng bàn tay, ném xuống mặt đất. Tứ tượng thần tử nhìn vị trí hai quẻ âm dương trên mai rùa, trong miệng phát ra tiếng tặc lưỡi, lắc đầu thở dài nói: "Nhạc sư đệ, ta cảm thấy ngươi tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi Quy hư thì hơn." Quẻ tượng giải thích thế nào? Nhạc Minh Tùng tiến lại gần, cũng nhìn chằm chằm hai cái mai rùa âm dương, tò mò hỏi: "Quẻ tử, khó giải." Tứ tượng thần tử thu lại hai cái mai rùa âm dương trên mặt đất, sau đó thở dài một tiếng, nói: "Nhạc sư đệ cũng không nên quá để trong lòng, nói không chừng ta đoán sai." ta thấy cũng không chuẩn lắm. Nhạc Minh Tùng cười hắc hắc, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, sau đó lại đuổi theo đám người Ninh Tiểu Xuyên ở phía trước. Tứ tượng thần tử nhìn chằm chằm bóng lưng Nhạc Minh Tùng, lạnh lùng cười, lẩm bẩm: "Ngu xuẩn, khu thứ 9 của Quy Hư chính là nơi chôn thây các ngươi." Ninh Tiểu Xuyên và Tử Hàm Yên sóng vai nhau mà đi, không phải nghiên cứu thảo luận nghi hoặc tu luyện thì cũng là kể lại trải nghiệm của bản thân cho đối phương, quả thực giống như một đôi thần tiên quyến lữ bảo châu địa tặng theo sau bọn họ trong tay cầm chúng sinh phật châu mặc một bộ phật y trắng muốt mái tóc dài trôi bồng bềnh thần sắc vẫn bình thần miệng lẩm nhẩm đọc một quyển kinh phật tĩnh tâm ẩm 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 bên dưới lòng đất truyền đến một tiếng vang thật lớn mặt đất dưới chân mấy người vỡ ra để lộ một cái hố to sâu không thấy đáy từ đáy cái hố chuyển đến một luồng lực hút cường đại kéo cả đám đông xuống lòng đất ninh tiểu xuyên kéo theo tử hàm yên và tiểu hồng phóng lên trời tránh thoát khỏi luồng hấp lực sau đó đáp xuống cách ngoài mấy chục dặm chuyện gì vậy nhạc minh tùng hú lên một tiếng vội vàng bỏ chạy tẩu thoát còn nhanh hơn cả chó săn tứ tượng thần tử và bảo châu địa tạng cũng đều là cao thủ hàng đầu thế hệ trẻ mỗi người đều thi triển thân pháp thần thông tránh thoát khỏi khu vực đó nên mới không bị luồng hấp lực kia hút vào ầm 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 mặt đất không ngừng vỡ ra xuất hiện một cái hô lớn mấy ngàn thước sau đó bắt đầu sụp đổ xuống một đầu sinh linh cổ quái cao tới mấy ngàn thước Toàn thân bị mảnh vỡ của tàn thiết đoạn khí bao trùm, từ dưới lòng đất chui lên. Cái hố to vừa rồi, chỉ là miệng của sinh linh cổ quái kia mà thôi. Sở dĩ xuất hiện luồng hấp lực đó, chính là vì sinh linh cổ quái kia đang hô hấp. Ninh Tiểu Xuyên nhìn đầu quái vật khổng lồ trước mắt, cảm nhận được trên người nó phát ra một luồng khí tức khát máu cường đại, khiến mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Nhạc Minh Tùng nhận ra đầu sinh linh cổ quái kia, liền hét lên: "Đại sự không ổn rồi, chúng ta đã đến biên giới khu thứ 9, đây là một đầu thực binh thú!" hiếm thấy, chuyện thôn phệ huyền khí và trí tôn khí để sống. Nhìn hình thể khổng lồ của nó như vậy, e rằng đã nuốt chửng mấy trăm vạn kiện tàn binh chiến khí rồi, chiến lực thậm chí có thể sánh ngang một vị chân nhân. Nhạc Minh Tùng tựa như một vạn sự thông, thập phần hiểu rõ quy hư, gần như không có chuyện gì mà hắn không biết. Tiểu Hồng lập tức thở dài một hơi, nói. May mà trên người ta không có binh khí, bằng không thì nó đã công kích ta rồi. Đôi mắt đỏ thẫm của thực binh thú lớn như hai cái đèn lồng, trừng mắt nhìn về phía tiểu hồng, sau đó mở miệng gào thét. Khí tức mà nó thổ ra, hóa thành một trận gió lốc khủng bố, trực tiếp thổi bay tiểu hồng ra ngoài. Phành phành phành, thực binh thú di chuyển trên mặt đất, cứ mỗi bước chân đều vượt xa ngàn mét, đuổi theo sát tiểu hồng. Nó duỗi cái móng vuốt kim loại ra, đánh lên người tiểu hồng, lại đánh tiểu hồng bay ra xa mấy ngàn thước. Thể chất thần long ấu thú cường đại, không ngờ có thể ngạnh kháng được một kích toàn lực của thực binh thú. Tiểu Hồng từ dưới đất đứng dậy, toàn thân đau đớn, hai nắm tay nhỏ siết chặt, trong mắt tràn ngập độ khí, miệng thổ ra một ngụm thần tức long hỏa. Thần tức long hỏa hóa thành một mảnh biển lửa, bao trùm lấy thực binh thú, tựa như muốn dung luyện nó. Ngũ hành tương sinh tương khắc, hỏa khắc chế kim. 80% thân thể của thực binh thú đều là kim loại, vừa vặn bị hỏa diễm khắc chế. Thế nhưng, ngũ hành tương khắc lại hình thành trên cơ sở lực lượng ngang bằng nhau, nếu hai bên chênh lệch quá lớn, thì cho dù là hỏa diễm cũng không thể hòa tan được kim loại. Phanh, thực binh thú từ trong thần tức long hỏa lao ra, lại bổ ra một chảo, đánh bay tiểu hồng ra ngoài lần nữa. Không phải nói nó chỉ ăn huyền khí và trí tôn khí thôi ư, tại sao hết lần này đến lần khác đều nhằm vào ta mà công kích. Tiểu hồng biết rõ mình không phải là đối thủ của thực binh thú, lập tức hóa thành bản thể, biến thành một đầu thần long đỏ thấm dài mấy chục thước. Chân đạp tường vân, đầu đội thần quang, cấp tốc bỏ chạy thục mạng. Nhạc Minh Tùng nói thực binh thú trời sinh tính khát máu, sinh linh đẳng cấp càng cao dễ bị nó công kích. Ngươi là thần long ấu thú, chắc chắn phải bị nó trọng điểm chiếu cố rồi. Dưới sự đuổi giết của thực binh thú, Tiểu Hồng khẳng định không thể kiên trì được bao lâu. Ninh Tiểu Xuyên nói, mọi người cùng ra tay, bằng vào lực lượng của mấy người chúng ta, nhất định có thể chấn áp được thực binh thú. Ninh Tiểu Xuyên là kẻ tài cao gan lớn, cho dù là tồn tại cấp bậc chân nhân thì hắn cũng dám chiến một trận. Nhạc Minh Tùng lộ vẻ kích động, cười nói, trong máu của thực binh thú có chứa binh tủy nếu như có thể chém giết được đầu thực binh thú này nhất định có thể khiến huyền khí cửu phẩm để thăng tới cấp bậc chí tôn khí hạ phẩm nghe thấy nhạc minh tùng nói vậy ninh tiểu xuyên lại càng thêm kích động nếu có thể khiến ma kiếm để thăng đến cấp bậc chí tôn khí hạ phẩm như vậy hắn rất có khả năng sẽ đột phá tới thiên nhân cảnh tầng thứ 9. thật quá tốt rồi không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải giết chết thực binh thú này tiểu hồng hợp thể ninh tiểu xuyên lấy tinh la kích ra sau đó hợp thể với tiểu hồng. Lực lượng của một người một rồng kết hợp cùng một chỗ, một luồng long khí cường đại từ trên người Ninh Tiểu Xuyên bạo phát ra, hóa thành một đoàn hỏa diễm chói mắt. Tinh la kích từ trong tay Ninh Tiểu Xuyên bay ra, đoạn kích vốn dĩ loang lổ vết dỉ, lập tức bộc phát hào quang chói mắt, đánh lên đỉnh đầu thực binh thú. Phanh! Tinh la kích vừa đánh lên đỉnh đầu thực binh thú, liền đánh rơi một khối nửa huyết nhục nửa kim loại nặng tới vạn cân. Thực binh thú chịu đau, vẫn nộ không gì sánh được, trong miệng thổ ra hơn trăm chuôi chiến khí đao kiếm tạo thành một dòng huyền khí ập thẳng về phía ninh tiểu xuyên ninh tiểu xuyên lập tức giang hai tay ra thi triển thần long tật tốc tránh thoát khỏi phạm vi công kích của thực binh thú so với lần trước đánh chết vệ thần lão thử tu vi của ninh tiểu xuyên và tiểu hồng đều tăng lên một đoạn sau khi hợp thể chiến lực cũng trở nên cường đại hơn cho dù bọn hắn vẫn không phải là đối thủ của chân nhân nhưng chân nhân muốn đối phó bọn hắn thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì nhân loại ngươi chọc giận ta rồi trong miệng thực binh thú phát ra thanh âm nhân loại nó ngửa mặt lên trời gào thét lao tới đuổi giết ninh tiểu xuyên trên bụng của nó xuất hiện một đoàn hào quang màu đen phát tán khí lưu lạnh như băng soạt một khối mảnh vỡ kim loại lớn bằng bàn tay từ trong bụng nó bay ra tản mát hào quang hắc sắc khiến cho cả không gian đều biến thành một màu đen không tốt đó là tàn phiến của một kiện trí tôn vương khí ninh tiểu xuyên lập tức điều đồng toàn bộ nguyên khí trong cơ thể quán chú vào trong tinh la kích đâm tới mảnh tàn phiến đang cấp tốc bay tới. Tàn phiến màu đen va chạm với tinh la kích, liền bộc phát ra âm thanh kim loại va chạm, bắn ra một mảng tia lửa. Phốc, phốc, cánh tay cầm tinh la kích của Ninh Tiểu Xuyên bị mảnh tàn phiến màu đen đánh trúng, để lại một đạo vết thương rất lớn. Một luồng hàn khí rét thấu xương xâm nhập vào thân thể, lan khắp huyết dịch, khiến tốc độ máu lưu chuyển trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên càng ngày càng chậm, tựa như muốn đông cứng. Luồng hàn khí này là ma khí toàn thân ninh tiểu xuyên đều giống như bị đông cứng huyết dịch gần như hoàn toàn ngừng chảy ma khí nhập thể tràn vào võ đạo tâm cung của hắn tựa như muốn ăn mòn nó vừa lúc đó sâu trong huyết mạch của ninh tiểu xuyên xuất hiện một luồng ma khí cường hoành không gì sánh được thậm chí còn cường đại hơn luồng ma khí đang xâm nhập cơ thể hắn không ngờ lại có thể thôn vệ được luồng ma khí kia đùng đùng sau khi thôn vệ luồng ma khí xâm nhập cơ thể tu vi của ninh tiểu xuyên lại tăng một bước dài trùng kích tới thiên nhân cảnh tầng thứ tám đỉnh phong Ninh Tiểu Xuyên mở mắt ra, cặp đồng tử biến thành màu đỏ thẫm, nguyên khí trong cơ thể không ngừng truyền vào tinh la kích, cuối cùng cũng thức tỉnh được một tia lực lượng của tinh la kích, bắt đầu công kích thực binh thú. Soạt, Bảo Châu Địa Tạng, Tử Hàm Yên, Nhạc Minh Tùng gần như đồng thời truyền lực lượng vào tinh la kích, kích phát ra càng nhiều lực lượng của trí tôn vương khí, triển khai đấu pháp với mảnh tàn phiến mà thực binh thú thổ ra. Kết hợp lực lượng của mọi người, cuối cùng cũng áp chế được thực binh thú. Phành, phành, tinh la kích không ngừng công kích lên thân thực binh thú vô số khối nửa huyết nhục nửa kim loại từ trên người thực binh thú rơi xuống gần như xé nát toàn bộ thân thể nó tứ tượng thần tử đứng cách đó không xa khóe miệng chợt lộ ra một nụ cười lạnh lùng hắn lật bàn tay một cái trong lòng bàn tay hiện ra hai thanh ngọc đao màu tím toàn bộ tinh lực của đám người ninh tiểu xuyên đều đặt trên việc khống chế tinh la kích căn bản không hề chú ý đến tứ tượng thần tử ngay lúc thực binh thú sắp bị đám người ninh tiểu xuyên chấn sát phốc phốc hai thanh ngọc đao màu tím gần như đồng thời chém lên người ninh tiểu xuyên và nhạc minh tùng máu tươi bắn tung tóe đao khí cùng lúc đánh bay hai người ra ngoài thanh ngọc đao kia vốn chém về phía cổ ninh tiểu xuyên thế nhưng lại bị ninh tiểu xuyên sớm phát giác mới tránh được chỗ hiểm vì vậy ngọc đao chém lên lưng ninh tiểu xuyên để lại một đạo vết đao dài chừng ba thước thân thể nhạc minh tùng thiếu chút nữa bị ngọc đao chặt đứt ngang chết oan uổng cũng may là hắn đã sớm cảnh giác tránh thoát được một kích tất sát của tứ tượng thần tử thế nhưng cái mông của hắn lại bị ngọc đao chém trúng cái quần hoàn toàn bị máu tươi nhuốm đỏ cái mông của ta nhạc minh tùng hét thảm một tiếng phành phành tốc độ ra tay của tứ tượng thần tử nhanh như thiểm điện cách không đánh ra hai quyền trong không khí ngưng tụ ra hai đạo quyền ảnh cực lớn hai đạo quyền ảnh này đánh lên lưng tử hàm yên và bảo châu địa tạng nhị nữ đồng thời trọng thương miệng thổ máu tươi tựa như diều đứt dây bay ngược ra ngoài tứ tượng thần tử ngươi muốn làm gì khoái miệng tử hàm yên còn vương vết máu lạnh lùng nhìn tứ tượng thần tử trong lòng cảm thấy vô cùng khó hiểu làm gì đương nhiên là vì muốn có được ngươi rồi tứ tượng thần tử dùng tư thái của kẻ chiến thắng đi về phía bốn người trên mặt hắn lộ ra nụ cười cao ngạo đi tới trước mặt tử hàm yên nói tử sư muội nữ tử xinh đẹp giống như ngươi chỉ có ta mới xứng với ngươi chẳng lẽ ngươi không cảm thấy những kẻ khác rất phiền toái hay sao từ Hàm Yên nhìn tứ tượng thần tử đi tới, lập tức ngưng tụ nguyên khí trong cơ thể. Thế nhưng, một kích vừa rồi của tứ tượng thần tử, đã đánh tan toàn bộ nguyên khí trong cơ thể nàng, căn bản không thể nào ngưng tụ được lực lượng. Ta thấy là ngươi đang tìm chết rồi. Ninh Tiểu Xuyên đứng lên, cầm nửa thanh đồng kích xét dỉ, lạnh lùng nói. Tứ tượng thần tử thoáng nhìn qua Ninh Tiểu Xuyên, nhỉa mai nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi vừa mới chém giết thực binh thú, lại cưỡng ép thúc dục trí tôn vương khí, nguyên khí trong cơ thể đã tiêu hao gần hết rồi phải không? Ninh Tiểu Xuyên không đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương. Tứ tượng thần tử nói tiếp. Hơn nữa, vừa rồi ngươi trúng một đao của ta, cho dù ngươi có thực lực có thể đánh bại thiên hoàng thái tử, trong bắt đầu thất tinh thần, e rằng bây giờ cũng không thể phát huy được bao nhiêu phần sức mạnh. Ngươi có thể thử xem. Ninh Tiểu Xuyên hời hợt nói. Ánh mắt tứ tượng thần tử trầm xuống, nói. Nói thật cho ngươi biết, đừng nói là bây giờ ngươi đã nguyên khí đại thương, mà cho dù là thời kỳ ngươi toàn thịnh, thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của bổn thần. Bảo Châu Địa Tạng vừa rồi bị tứ tượng thần tử đánh trọng thương, nguyên khí trong cơ thể thập phần hỗn loạn, nói. Tứ tượng thần tử, nếu ngươi thật sự có bản lĩnh đó, vậy thì hãy đợi Ninh Tiểu Xuyên khôi phục thương thế, sau đó đánh một trận công bằng với hắn. Ngươi cho rằng ta bị ngốc sao? Nếu như đã nắm chắc 100% có thể chấn áp được các ngươi, vậy cần gì phải mạo hiểm cơ chứ? Tứ tượng thần tử lấy ra một sợi xích sắt khắc đầy phù văn, sau đó vung tay một cái, sợi xích sắt liền hóa thành một đầu linh sở uốn lượn, trói chặt bảo châu địa tạng lại. Ngươi chính là thánh nữ của cửu thiên các sao. Quả nhiên là vưu vật tuyệt thế, nếu ngươi đã xinh đẹp như vậy, tại sao lại theo Phật chứ? Ngươi quản nhiều làm gì? Bảo châu địa tạng lạnh nhạt đáp. Tứ tượng thần tử cười nói. Nghe nói trong Phật môn có một loại Phật hiệu gọi là hoan hỷ thiền. Phật dương thể và Phật âm thể kết hợp cùng nhau, thiên nhân hợp nhất, đạt tới cảnh giới hoan hỷ cực lạc nếu thánh nữ điện hạ nguyện ý cùng tu luyện loại thiền kinh này với bổn thần tử trợ giúp bổn thần tử đạt tới chân nhân cảnh bổn thần tử có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng mặc dù bảo châu địa tạng bị xích sắt trói chặt thế nhưng vẫn thập phần bình tĩnh không hoảng không loạn đáp song tu với ta chỉ là vì muốn đạt tới chân nhân cảnh ư tu luyện hoan hỷ thiền vốn là nhằm thiên nhân hợp nhất đạt tới cực lạc hoan hỷ như vậy có thể khiến tu vi đột nhiên tăng mạnh thế nhưng tứ tượng thần tử chỉ muốn đạt tới chân nhân cảnh lại không phải thật sự muốn song tu với bảo châu địa tạng có thể nói hắn chỉ muốn bảo châu địa tạng trở thành một cái đỉnh lô của hắn mà thôi tứ tượng thần tử khẽ nhách mép nói đây là lựa chọn duy nhất của ngươi bằng không thì chỉ có một con đường chết vậy ta sẽ chọn con đường chết bảo châu địa tạng chắp tay trước ngực đôi phượng mâu chậm rãi đóng lại ngươi không có quyền quyết định nếu bổn thần tử muốn dùng ngươi làm đỉnh lô vậy thì ngươi chỉ có thể làm đỉnh lô cho bổn thần tử ngươi không còn lựa chọn nào khác đâu tứ tượng thần tử trầm giọng nói. Ta càng ngày càng nhìn trước mắt tên này rồi, ninh tiểu xuyên, tiêu diệt hắn đi. Nhạc Minh Tùng lục lọi trong ngực cả buổi, lấy ra một đoàn hỏa diễm to bằng nắm tay, trong hỏa diễm bao trùm một đầu tiểu dao đỏ thẫm. Nhạc Minh Tùng phất tay một cái, đoàn hỏa diễm kia liền bay về phía ninh tiểu xuyên. Đầu tiểu dao trong hỏa diễm vốn dĩ chỉ dài 2,3cm, thế nhưng khi bay tới trước mặt ninh tiểu xuyên, thì đã biến thành một đầu hỏa dao vương dài hơn 700m, tựa như một đầu quái vật khổng lồ vậy. Phần bụng của hỏa giao vương có bảy cái lỗ nhỏ bằng nắm tay, từng tia ánh sáng lưu động xung quanh những cái lỗ nhỏ, tựa như từng sợi huyết mạch nối liền khắp toàn thân hỏa giao vương. Lúc nhạc Minh Tùng ném hỏa giao vương ra, Ninh Tiểu Xuyên liền lập tức ngầm hiểu, liền lấy ra bảy viên huyền thạch thiên phẩm, khảm vào bảy cái lỗ nhỏ trên bụng hỏa giao vương. ầm! Um, sau khi khảm huyền thạch thiên phẩm vào trong bảy cái lỗ nhỏ, liền phát ra từng đạo hào quang, giống như bảy ngôi sao khảm nạm lên người hỏa giao vương. Hỏa giao vương sống lại rồi trong miệng nó phát ra một tiếng thét dài, bắt đầu uốn lượn từ trên không trung lao xuống. Tại vị trí trái tim của Ninh Tiểu Xuyên bay ra một đạo tâm thần hình người, hòa hợp là một thể với Hỏa Giao Vương, khống chế toàn bộ thân thể Hỏa Giao Vương công kích về phía tứ tượng thần tử. Cái gì? Tứ tượng thần tử kinh hãi, cảm nhận được lực lượng cường đại từ trong cơ thể Hỏa Giao Vương bạo phát ra, quả thực tựa như một đầu thần long từ trong đầm lầy hồng hoang bay ra, có uy năng thôn thiên phệ địa. Ninh Tiểu Xuyên và Hỏa Giao Vương hòa hợp thành một thể, một chảo đánh xuống tứ tượng thần tử. Tứ tượng thần tử lập tức thi triển tứ tượng thánh pháp, trong cơ thể phóng ra hư ảnh bốn đại thần thú gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Phượng Hoàng, Huyền Vũ. Mỗi hư ảnh đều lớn bằng một tòa núi nhỏ, đại biểu cho một loại thánh pháp trong tứ tượng thánh pháp. Đùng đùng. Thế nhưng, tứ tượng thánh pháp mà hắn thi triển ra, lại bị một chảo của hỏa giao vương nghiền nát. Làm sao có thể? Tứ tượng thần tử nhìn cái móng vuốt khổng lồ đang đập xuống, cảm thấy một luồng áp lực to lớn đè nén khiến hắn hít thở không thông phành móng vuốt của hỏa giao vương hung hăng đệm lên người tứ tượng thần tử đánh cho hắn gần như chìm vào lòng đất thế nhưng trên người tứ tượng thần tử lại có một cái mùa hộ mệnh do tổ tiên vạn cổ cảnh luyện chế bùa hộ mệnh hóa thành một tầng sương mù ngăn cản phần lớn công kích của hỏa giao vương vì vậy cho nên hắn mới không chết dưới một chảo vừa rồi công kích thật cường đại tứ tượng thần tử nhìn thoáng qua ngọc phù hộ thân trong tay phát hiện ngọc phù đã bị nứt không ngờ lại có thể đánh nứt cả bùa hộ mệnh do tổ tiên vạn cổ cảnh luyện chế, công kích của đầu hỏa giao vương này rốt cuộc kinh khủng bực nào. Ninh Tiểu Xuyên không ngờ Nhạc Minh Tùng sử dụng thi thể của hỏa giao vương, lại có thể luyện chế ra được huyền thạch nhân ngẫu cường đại như thế. Chiến lực của nó, e rằng so với chân nhân bình thường còn cường đại hơn gấp bội, có được thần lực bài sơn đảo hải. Còn muốn trốn sao? Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy tứ tư tượng thần tử bỏ chạy vào khu thứ 9, lập tức khống chế hỏa giao vương đuổi theo, lại một lần nữa đánh ra một chảo nện lên đỉnh đầu tứ tượng thần tử, đánh cho đầu đối phương nứt ra, máu tuôn trào thành vòi. Đùng! Sau khi chúng đòn công kích này, Ngọc Phù hộ thân trong tay tứ tượng thần tử đã xuất hiện vết nứt thứ hai. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi không nên làm quá. Ta dù sao cũng là thần tử của tứ tượng thần tử, địa vị cao thượng, nếu ngươi dám đụng đến ta, tứ tượng thần tử nhất định sẽ phái cường giả tới lấy mạng ngươi. Tứ tượng thần tử cũng có chút sợ hãi, dù sao thì chiến lực của hỏa giao vương cũng vô cùng khủng bố căn bản không phải là chiến lực cấp bậc thiên nhân, mà là chiến lực cấp bậc chân nhân, ngay cả ngọc phù hộ thân do trí tôn luyện chế thành cũng không phòng ngự nổi. Thật nực cười, rốt cuộc là kẻ nào làm quá. Ninh Tiểu Xuyên triệt để im lặng, rõ ràng đối phương xuất thủ đánh lén trước, bây giờ lại nói Ninh Tiểu Xuyên không nên làm quá. Loại người dùng phương thức tư duy như vậy, thường nhân thực sự không thể lý giải nổi. Hỏa giao vương đuổi sát sau lưng tứ tượng thần tử, đánh ra chảo thứ ba, móng vuốt sắc bén như đao sượt qua phần eo của tứ tượng thần tử, đánh cho hắn rơi xuống đất phốc phốc ngọc phù hộ thân trong tay tứ tượng thần tử nứt thành ba đường áo bào trên người bị công kích cường đại của hỏa giao vương chấn vỡ chật vật vô cùng nếu không phải trong tay hắn có một cái ngọc phù hộ thân do trí tôn luyện chế thì e rằng chỉ cần một chảo của hỏa giao vương cũng đủ chụp chết hắn rồi ngọc phù hộ thân do trí tôn luyện chế quả thực là bảo vật hiếm có lực phòng ngự rất mạnh có thể trợ giúp tứ tượng thần tử ngăn cản ba lần sát kiếp liên tiếp Thế nhưng, sau ba lượt công kích của hỏa giao vương, Ngọc Phù hộ thân đã nứt thành ba đường, tùy thời có thể vỡ vụn. Ninh Tiểu Xuyên, ta biết rõ lối vào cổ lộ tại khu thứ 9, nếu ngươi giết ta thì không còn ai có thể dẫn ngươi tới đó nữa. Tứ tượng thần tử đã bị thương rất nặng, nhìn thấy hỏa giao vương vẫn đang đuổi giết, trong lòng tuyệt vọng vô cùng. Hắn nhất định phải nói cho Ninh Tiểu Xuyên biết giá trị của mình, tận lực kéo dài thời gian, chờ tới khi các vị trưởng bối của tứ tượng thần tử tiến vào quy hư, Ninh Tiểu Xuyên nhất định sẽ không giết được hắn thế nhưng ninh tiểu xuyên đã sinh ra sát ý với tứ tượng thần tử căn bản sẽ không để lại cho hắn bất kỳ cơ hội nào liền dùng tâm thần khống chế hỏa giao vương đánh ra chảo thứ tư phành sau khi chịu một kích này ngọc phù hộ thân do trí tôn luyện chế trong tay tứ tượng thần tử đã triệt để bạo liệt biến thành một đám bụi phấn không tứ tượng thần tử giống lớn một tiếng tuyệt vọng đánh ra một kiện cụ tượng thần thông muốn chống lại hỏa giao vương cụ tượng thần thông của hắn là một kiện trí tôn khí trung phẩm hình dạng giống như thái cực bát quái tản mát tám loại hào quang đen trắng xanh hồng tím lam vàng lục tạo thành một đám tường vân khổng lồ ầm 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 móng vuốt của hỏa giao vương vỗ xuống với khí thế cường đại không gì sánh nổi đánh bay cụ tượng thần thông của tứ tượng thần tử sau đó đánh xuống đỉnh đầu đối phương một kích của hỏa giao vương cường đại cỡ nào tứ tượng thần tử sau khi mất đi ngọc phù hộ thân làm sao còn có thể chống đỡ nổi thân thể tứ tượng thần tử hoàn toàn bị xé nát, biến thành một đoàn huyết vụ, chỉ còn lại một đống xương bị nghiền nát, từ trong huyết vụ rơi xuống. Tứ tượng thần tử từ nhỏ đã có thiên phú dị bẩm, biểu hiện các loại năng lực đều cường đại sánh ngạc với thiếu niên thứ thần. Ở bên ngoài, tu sĩ nhân loại đánh giá tứ tượng thần tử còn trên cả bắt đầu thất tinh thần, cảm thấy thiên tư của hắn đã vượt qua thánh tử thiên hoàng thái tử của thiên đế sơn và diêm diện của dưỡng quỷ thế gia thành tựu tương lai không thể hạn lượng ai mà ngờ được một tuyệt đại thiên kiêu tương lai có khả năng tu luyện thành thứ thần, lại vẫn lạc trong quy hư. Đáng tiếc, nếu như có thể có được ngọc phù hộ thân do trí tôn luyện chế của tứ tượng thần tử, thì tốt rồi, tương lai dù giao thủ với chân nhân, cũng có thể dùng ngọc phù hộ thân để bảo vệ tính mạng. Ninh Tiểu Xuyên thở dài một tiếng. Bảo Châu Địa Tạng nói, mặc dù trí tôn thập phần hiếm thấy, nhưng trong lịch sử mỗi tòa thánh thổ, đều nhất định từng xuất hiện tiền bối cấp bậc trí tôn. Những vị tiền bối đó đều để lại cho hậu nhân rất nhiều thủ đoạn, ví dụ như ngọc phù, trận bàn, huyết đan do trí tôn lưu lại. Tứ tượng thánh thổ đã truyền thừa hơn 300 vạn năm, trong lịch sử từng xuất hiện 11 vị trí tôn, mặc dù những vị trí tôn kia đều đã chết trong dòng chảy lịch sử. Nhưng khẳng định đã để lại rất nhiều bảo vật trí tôn, có thể nói, nội tình của tứ tượng thánh thổ rất thâm hậu. Huyền Thiên Cơ là thần tử của tứ tượng thánh thổ, được ban thương một cái ngọc phù do trí tôn luyện chế cũng không phải là kỳ quái. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nếu so sánh thì nội tình của tứ tượng thánh thổ, quả thực hùng hậu hơn Thiên Đế Sơn rất nhiều. Thiên Đế Sơn chỉ có lịch sử một vạn năm, trải qua vạn năm, Thiên Đế Sơn xuất hiện lớp lớp thiên tài. Thế nhưng ngoại trừ tổ sư Thiên Đế Sơn là thất huyền đạo nhân, ra, không còn vị trí tôn nào khác sinh ra. Đây cũng là điều rất bình thường, đã có thể xưng là trí tôn, khẳng định chính là đại danh từ dành riêng cho cường giả vô thượng. Nếu dễ dàng sinh ra như vậy thì mới là chuyện lạ. Tứ tượng thần tử có lịch sử 300 vạn năm, vậy mà cũng chỉ mới sinh ra 11 vị trí tôn, nếu tính bình quân thì cứ 30 vạn năm mới xuất hiện một vị trí tôn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chiến lực của hỏa giao vương thật quá mạnh mẽ, nhạc minh tùng. Nó rốt cuộc tương đương với thiên cấp huyền thạch nhân ngẫu mấy phẩm. Nhạc minh tùng nói. Xem như thiên cấp huyền thạch nhân ngẫu tam phẩm. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nói cách khác, chiến lực mà nó bạo phát có thể so sánh với cường giả chân nhân tầng thứ ba chẳng qua nếu như thật sự khống chế hỏa giao vương giao thủ cùng cường giả chân nhân tầng thứ ba thì chắc chắn sẽ thua không phải nghi ngờ nhạc minh tùng khẽ gật đầu nói đúng vậy huyền thạch nhân ngẫu dù sao vẫn phải dựa vào huyền thạch để cung cấp nguyên khí căn bản không thể so sánh với chân nhân chân chính hỏa giao vương tiêu hao rất nhiều huyền thạch hơn nữa còn là huyền thạch thiên phẩm vừa rồi ninh tiểu xuyên đánh chết tứ tượng thần tử đã tiêu hao không ít huyền thạch thiên phẩm Số huyền thạch thiên phẩm trên bụng hỏa giao vương đã tiêu hao đi một lượng lớn, tương đương với một phần năm số lượng đã khảm vào. Muốn kích hoạt hỏa giao vương, một lần cần dùng 7 viên huyền thạch thiên phẩm. Ninh Tiểu Xuyên chỉ có tổng cộng 10 viên, bây giờ chỉ còn lại 3 viên mà thôi. Mặc dù chiến lực của hỏa giao vương rất cường đại, nhưng phải sử dụng cẩn thận, nếu như huyền thạch thiên phẩm hao hết thì nó cũng chỉ là một cái xác chết mà thôi. Đợi sau khi rời khỏi quy hư, nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm thêm nhiều huyền thạch thiên phẩm hơn. Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ. Bởi vì lực công kích của hỏa giao vương thật sự quá cường đại, gần như đánh nát toàn bộ bảo vật trên người tứ tượng thần tử, chỉ còn lại một kiện cổ khí bát quái là vẫn còn nguyên vẹn. Ninh Tiểu Xuyên nhặt kiện cổ khí bát quái cấp bậc trí tôn khí trung phẩm lên, cầm trong tay, diệt thế ma hỏa từ trong cơ thể tuôn trào, luyện hóa lực lượng còn sót lại của tứ tượng thần tử trong cổ khí bát quái. Không lâu sau, kiện cổ khí bát quái liền khôi phục diện mạo vốn có, đại khái nó dài chừng một thước, xuất hiện 8 loại hào quang, sử dụng một loại ngọc thạch tám màu hy hữu luyện chế mà thành. Bề mặt cổ khí bát quái khắc đầy văn tự huyền diệu. Thế nhưng, những văn tự này lại thập phần cổ xưa, là văn tự mà nhân loại cổ xưa sử dụng, ngoại trừ những trí giả chuyên nghiên cứu cổ văn ra, rất ít người có thể xem hiểu được những văn tự này. Đưa ta nhìn xem nào. Nhạc Minh Tùng chạy tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, cầm cổ khí bát quái trong tay, cẩn thận xem xét, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi thán phục. Ngươi có xem hiểu hay không? Ninh Tiểu Xuyên hỏi hiểu hiểu mà nhạc minh tùng nói đây là một kiện cổ khí đạo môn gọi là ly thạch bát quái đã từng là hoàn bội đeo trên người thứ thần đạo môn có thể xem là độc nhất vô nhị thế gian không tìm thấy kiện thứ hai kiện bảo bối như vậy lại rơi vào trong tay tứ tượng thần tử còn bị hắn luyện chế thành cụ tượng thần thông quả thật là trà đạp bảo vật mà ninh tiểu xuyên nói chẳng lẽ nó không phải là một kiện trí tôn khí công kích đương nhiên là không phải ly thạch bát quái là một kiện linh bảo để dò xét lòng đất tìm kiếm tài nguyên khoáng sản, khai thác cổ mộ, truy thần tỏa linh. Hắc hắc, có cái ly thạch bát quái này, ta có thể tìm được cổ lộ ở khu thứ 9 rồi." Nhạc Minh Tùng tự tin nói. Tử Hàm Yên nhìn chằm chằm Nhạc Minh Tùng, nói: "Tứ tượng thần tử bị Tiểu Xuyên giết chết, kiện ly thạch bát quái này tất nhiên là đồ của Tiểu Xuyên, chẳng lẽ ngươi muốn chiếm làm của riêng?" Nhạc Minh Tùng vốn dĩ muốn thu ly thạch bát quái làm của riêng, nhưng nghe Tử Hàm Yên nói vậy, lập tức bày vẻ phẫn nộ tột cùng lấy ly thạch bát quái từ trong ngực ra nói nữ nhân đúng là lòng dạ hẹp hòi không phải chỉ là một kiện trí tôn khí trung phẩm thôi sao nhạc gia mà cần nó ư đừng nói là một kiện trí tôn khí trung phẩm cho dù là hai kiện ba kiện thì nhạc gia cũng tuyệt đối không động lòng mặc dù vậy nhưng nhạc minh tùng vẫn nắm chặt ly thạch bát quái không có ý trả lại cho ninh tiểu xuyên ninh tiểu xuyên cười nói được rồi nhạc minh tùng nếu ngươi có thể cho từ hàm yên và bảo châu địa tạng mỗi người hai kiện trí tôn khí trung phẩm vậy thì ly thạch bát quái này sẽ thuộc về ngươi ninh tiểu xuyên đã có ngọc tỷ cho nên cũng không quá để tâm tới kiện ly thạch bát quái này cái gì mỗi người hai kiện trí tôn khí trung phẩm ngươi cho rằng trí tôn khí dễ luyện chế như vậy ư ngươi tưởng trí tôn khí là bắp cải chắc nhạc minh tùng bỏ ly thạch bát quái vào ngực dùng sức lắc đầu giống như chống lắc ly thạch bát quái không giống trí tôn khí trung phẩm khác không phải là trí tôn khí phòng ngự cũng không phải là trí tôn khí công kích mà là một loại linh bảo đặc thù thế nhưng bởi vì tính đặc thù của nó cho nên mới chân quý không gì sánh được với trình độ luyện khí của nhạc minh tùng cũng chưa chắc đã có thể luyện chế ra được ninh tiểu xuyên nói vậy được rồi trả ly thạch bát quái lại cho ta chờ chút để ta suy nghĩ đã nhạc minh tùng nắm chặt ly thạch bát quái lộ ra thần sắc suy tư ngươi phải suy nghĩ cho kỹ ninh tiểu xuyên cười nói có cơ hội để lừa gạt nhạc minh tùng cũng không nhiều nếu như gặp dịp tất nhiên phải lừa hắn một phen nửa ngày sau nhạc minh tùng mới cắn răng làm ra một quyết định vô cùng gian nan tựa như bị người khác cầm đao cắt một miếng thịt trên người nói được rồi xem như ngươi độc ta đáp ứng nhạc minh tùng lấy ra bộn kiện trí tôn khí trung phẩm lần lượt là một kiện áo giáp màu tím xanh một thanh lợi kiếm tản mát tinh quang một thanh phi đao dài nửa xích một sợi đai lưng bằng tơ bạc dài chín thước Bảo Châu Địa Tạng khẽ ồ một tiếng, tiếp nhận cái đai lưng tơ bạc dài chín thước, rót nguyên khí vào đai lưng, cánh tay khẽ rung một cái, đai lưng liền dài đến mấy vạn mét, trực tiếp xuyên phá tầng mây, tựa như một thác nước màu bạc từ trên trời đổ xuống. Bảo Châu Địa Tạng lật tay một cái, đai lưng màu bạc liền biến thành còn chín thước, nói: "Ta muốn cái đai lưng này." Từ Hàm Yên chọn chúng thanh cổ kiếm tản mát tinh quang chói lọi, cầm cổ kiếm trong tay, trong thân kiếm lập tức phát ra tiên nhạc, tựa như âm thanh thiên nhiên từ chu yên chín tầng trời chuyển đến nàng thu phục kiếm linh của cổ kiếm cổ kiếm liền thu nhỏ lại bằng một cái kim thêu sau đó biến mất trong lòng bàn tay nàng bảo châu địa tặng lại chọn thanh phi đao dài nửa thước thanh phi đao này không biết sử dụng chất liệu gì có chút mờ ảo tựa như là từng giọt nước hội tụ thành lưỡi đao từ hàm yên lấy cái áo giáp màu xanh tím còn lại sau khi mặc vào nó liền biến thành một bộ khải giáp hộ tâm hộ bích bảo vệ chân chiến ngoa mũ sắt đây là một bộ áo giáp dành cho nữ, căn cứ theo đường cong của nữ giới mà luyện chế thành. Sau khi tử hàm yên mặc áo giáp vào, thoạt nhìn thập phần mỹ cảm, toàn thân tản mát bảo quang màu xanh tím. Thu, tâm niệm tử hàm yên trượt động, áo giáp liền hóa thành một cái thủ trạc, đeo bên tay trái của nàng. Lần này, nhạc minh tùng quả thực chịu chi, một hơi xuất ra bốn kiện bảo vật trí tôn khí trung phẩm hiếm có, cho dù là chân nhân bình thường cũng chưa chắc có được một kiện trong đó. Sau đó, Nhạc Minh Tùng lại lấy ra một viên Phật châu to bằng nắm tay, đưa cho Ninh Tiểu Xuyên, trên mặt đầy dáng vẻ đau khổ, nói: "Đây là cửu phẩm Hắc Liên mà ngươi nhờ ta sửa chữa, đã sửa xong rồi." Ninh Tiểu Xuyên nhận lấy viên Phật châu, sau đó thử rót nguyên khí vào bên trong. Đùng, Phật châu lập tức xuất hiện hàng loạt đường vân, tản mát sương mù màu đen. Soạt, Phật châu vừa hiện, liền hóa thành một đóa Hắc Liên. Hắc Liên có tổng cộng 12 cánh hoa, lưu động từng tia Phật quang phát ra thanh âm hư ảo tự như vạn vật tụng kinh lơ lửng trên hư không hình thành một đám vật vân màu đen ninh tiểu xuyên khẽ nhíu mày nói không phải chỉ có cửu phẩm thôi ư tại sao bây giờ lại thành thập nhị phẩm rồi nhạc minh tùng nói lúc ta sửa chữa hắc liên đã luyện chế hắc liên lại một lần nữa thêm vào ba tòa trận pháp khiến cho lực phòng ngự của đề thăng một bước dài trong trí tôn khí trung phẩm lực phòng ngự của tòa phật liên thập nhị phẩm này có thể xem là thượng đẳng trước kia cử phẩm hắc liên trong hàng ngũ trí tôn khí trung phẩm cũng chỉ có thể xem là trung đẳng mà thôi ninh tiểu xuyên thu hồi thập nhị phẩm phật liên cười nói nhạc huynh hôm nay để ngươi tốn kém như vậy ta quả thật có chút băn khoăn ngươi cần gì cứ việc mở miệng thật ư ừ. nhạc minh tùng vuốt hai tròm râu trên mép trong mắt lộ tinh quang đương nhiên ninh tiểu xuyên đáp nhạc minh tùng liền nói ta muốn kỳ môn khí điển nguyên vẹn không vấn đề bây giờ ta sẽ khắc lại toàn bộ kỳ môn khí điển cho ngươi ninh tiểu xuyên hời hợt nói kỳ môn khí điển chỉ là phần luyện khí trên kỳ môn độn giáp mà thôi đối với ninh tiểu xuyên mà nói cũng không có lợi ích gì bởi vì ninh tiểu xuyên căn bản không muốn tốn hao tinh lực để học tập luyện khí cho đến bây giờ ninh tiểu xuyên sử dụng kỳ môn khí điển chỉ vì lợi ích dùng nó trao đổi để nhạc minh tùng giúp hắn luyện khí tình bạn thành lập dựa trên lợi ích thì vĩnh viễn không thể lâu dài Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng cũng có 10 năm giao tình, mặc dù Nhạc Minh Tùng từ trước tới nay đều không đáng tin cậy, hơn nữa thân phận cũng rất thần bí, thế nhưng quen biết nhiều năm như vậy, Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy Nhạc Minh Tùng vẫn là một bằng hữu đáng kết giao. Muốn kết giao với bằng hữu, thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn dùng kỳ môn khí điển để khống chế hắn, cho nên, hắn quyết định sẽ giao trọn vẹn kỳ môn khí điển cho Nhạc Minh Tùng. Nhạc Minh Tùng cầm ngọc thư mà Ninh Tiểu Xuyên đưa cho hắn, trong lòng thập phần kích động, khó tin nói thật sự giao toàn bộ cho ta thật sự ninh tiểu xuyên đáp thực ra nhạc minh tùng cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi căn bản không ôm hy vọng ninh tiểu xuyên sẽ giao kỳ môn khí điển trọn vẹn cho hắn thế nhưng kết quả thường nằm ngoài dự đoán của mọi người kinh hỉ đến quá bất ngờ nhạc minh tùng cầm kỳ môn khí điển trong tay say mê nghiên cứu còn tử hàm yên và bảo châu địa tạng thì đều đang tế luyện hai kiện trí tôn khí trung phẩm vừa có được ninh tiểu xuyên đi tới trước mặt thi thể đầu thực binh thú chuẩn bị rút lấy huyết dịch của thực binh thú, sau đó tinh luyện ra binh tủy từ trong huyết dịch. Thân hình thực binh thú cao hơn ngàn mét, giống như một tòa núi sắt. Mỗi tắc thân thể trên người đều là nửa huyết nhục nửa kim loại, muốn chắt lọc được binh tủy từ thi thể của nó, quả thực rất khó. Trước tiên phải dùng hỏa diễm để dung luyện thực binh thú, sau đó lại chắt lọc binh tủy từ trong dung dịch, như vậy độ khó sẽ giảm xuống rất nhiều. Ninh Tiểu Xuyên thi triển diệt thế ma hỏa, hóa thành một mảnh biển lửa, bao trùm toàn bộ thi thể thực binh thú bắt đầu luyện hóa tại cấm địa bí phủ, Thạch Cơ yêu hậu ngồi trong một gian thạch ốc rộng rãi hoa lệ, trước người lơ lửng một cái gương đồng cổ xưa, tay cầm một cái lược đang chậm rãi trải chuốt mái tóc trắng trên đầu. Trong gương đồng là một khuôn mặt mỹ lệ đến mức khiến người ta hít thở không thông, hàng lông mày thon dài, chiếc mũi tinh xảo thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng, da thịt trắng nõn tinh tế tựa như lòng trắng trứng, quả thực rất khó tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Yêu hậu, Hỏa Si Vương, Anh Chiêu Vương, Lệ Khâu Vương đều đã chết. Một con rết đen từ trong hư không sau lưng Thạch Cơ yêu hậu chui ra, hóa thành một lão giả có 12 cánh tay, thanh âm khàn khàn nói: "Thạch Cơ yêu hậu vẫn chảy tóc, cẩn thận quan sát dung nhan của mình, nửa ngày sau mới không nhanh không chậm lên tiếng. Tiểu tử nhân loại kia có thể giết chết vệ thần tiểu thử, cho dù giết được ba tên kia, cũng không có gì đáng ngạc nhiên." Lão giả có 12 cánh tay hỏi: "Nếu như yêu hậu đã biết rõ bọn chúng không phải là đối thủ của tên nhân loại kia, tại sao còn muốn điều động chúng đi giết hắn?" Thạch Cơ yêu hậu mỉm cười nói: "Thiên Mộng yêu hoàng để chúng ta đi tìm võ đạo tâm cung của Tử Kim hoàng chủ, chúng ta tất nhiên không thể không làm gì. Địa Ngô yêu hoàng và Lôi Thần yêu hoàng đều đến Quy hư, chúng ta phải chứng tỏ cho bọn chúng biết, chúng ta cũng đang làm việc cho Thiên Mộng yêu hoàng. Vậy tại sao yêu hậu không điều động tồn tại cấp bậc yêu vương ra tay để đối phó với mấy tên nhân loại trẻ tuổi kia? Như vậy chẳng phải sẽ rất dễ dàng hay sao?" Lão giả có 12 cánh tay nói. Thạch Cơ Yêu Hậu lạnh lùng liếc nhìn lão giả kia, cười lạnh nói: "Sao ngươi biết bổn hậu không điều động cường giả đi theo?" Lão giả có 12 cánh tay thập phần sợ hãi ánh mắt của Thạch Cơ Yêu Hậu, lập tức cúi đầu, kính sợ nói: "Thế nhưng, tám vị yêu vương mà Yêu Hậu mang theo vẫn còn ở trong cấm địa bí phủ, không có bất kỳ người nào rời đi, thuộc hạ thật sự rất khó hiểu, chẳng lẽ Yêu Hậu còn mang theo cường giả khác đến Quy hư?" Mái tóc trắng của Thạch Cơ Yêu Hậu tựa như thác nước hàng lông mi thoáng rung động, lộ ra nụ cười xinh đẹp không gì sánh được. Nàng nói, chẳng lẽ bổn hậu còn không được tính là cường giả? Nghe thấy thạch cơ yêu hậu nói vậy, lão giả có 12 cánh tay lập tức chấn động toàn thân. Bách túc vương, chân thân của bổn hậu đã tiến vào quy hư, việc lớn việc nhỏ trong cấm địa bí phủ đều giao cho ngươi phụ trách. Thạch cơ yêu hậu dứt lời, yêu thân uyển chuyển tú lệ lập tức hóa thành một đám xương trắng, biến mất trong gian thạch ốc. Đây chỉ là một cái phân thân của nàng mà thôi. Còn chân thân của nàng thì đã sớm tiến vào Quy Hư rồi. Chỉ là mấy tên nhân loại trẻ tuổi mà thôi, tại sao lại khiến chân thân của yêu hậu đại nhân đích thân xuất mã? Chẳng lẽ trên người của mấy tên nhân loại trẻ tuổi kia còn cất giấu bí mật khác? Lão giả có 12 cánh tay thầm nghĩ, thực sự rất khó tưởng tượng được một vị yêu hậu lại quan tâm đến mấy tên tu sĩ nhân loại trẻ tuổi, quả là kỳ quái vô cùng. Trong Quy Hư, tại biên giới khu thứ 9, Thạch Cơ yêu hậu đứng trên đỉnh một tòa tế đàn tàn phá, dáng người thập phần hoàn mỹ ngực eo no đủ đùi ngọc thon dài mái tóc trôi bồng bềnh như thác nước không có chút khuyết điểm nào tựa như hóa thân của hoàn mỹ nàng nhìn về phía chấn động xa xa quan sát ninh tiểu xuyên đang sử dụng diệt thế ma hỏa luyện hóa thực binh thú trong đôi tinh mâu thoáng lộ một tia dị sắc khẽ lẩm bẩm thiên phú thật lợi hại chỉ mới là thiên nhân cảnh tầng thứ tám đã có thể giao thủ cùng tồn tại cấp bậc chân nhân nếu để hắn đột phá tới thiên nhân cảnh tầng thứ chín e rằng cho dù điều động một vị yêu vương ra tay thì cũng không giết được hắn Lúc đám người Ninh Tiểu Xuyên tiến vào Quy hư, Thạch Cơ Yêu Hậu đã đi theo bọn hắn. Với tu vi của Thạch Cơ Yêu Hậu, nếu như cố ý thu liễm khí tức trên thân, vậy thì đừng nói là đám người Ninh Tiểu Xuyên, mà cho dù là một vị chân nhân, cũng không có khả năng phát hiện ra nàng. Thạch Cơ Yêu Hậu không phải nhìn chúng Ninh Tiểu Xuyên, mà là nhìn chúng địa kinh trên người hắn. Thế nhưng, trên đường truy đuổi, lại khiến nàng phát hiện một số chuyện. Trong đó, năng lực luyện khí của Nhạc Minh Tùng, quả thực khiến nàng rất giật mình chính nàng cũng là một cao thủ luyện khí thế nhưng lại không thể tiện tay lấy ra một đống lớn trí tôn khí trung phẩm như nhạc minh tùng đối với tu sĩ nhân loại trẻ tuổi mà nói đây quả thực là một chuyện quá nghịch thiên nhạc minh tùng vốn dĩ đang ngồi trên một tảng đá nghiêm túc nghiên cứu kỳ môn khí điển mà hắn vừa có được đột nhiên sau lưng chuyển đến không gian chấn động yếu ớt tựa như có một bàn tay vô hình đang đặt trên người hắn cái quỷ gì cứu mạng nhạc minh tùng vốn định hô cứu mạng thế nhưng đã bị kéo vào trong vòng xoáy trước mắt đen kịt sau đó liền rơi thẳng xuống đất nhạc minh tùng phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh địa vực khác phóng mắt nhìn quanh căn bản không thấy thân ảnh đám người ninh tiểu xuyên đâu cả hắn biết rõ bản thân nhất định đã bị một vị cường giả nào đó cưỡng ép kéo tới một địa vực khác nơi này có lẽ cách xa chỗ đám người ninh tiểu xuyên mấy trăm dặm thậm chí mấy ngàn dặm con bà nó kẻ nào rốt cuộc là kẻ nào dám khi dễ nhạc ra chờ xem, nhạc ra mà không. Nhạc Minh Tùng đưa mắt nhìn quanh, chợt phát hiện thạch cơ yêu hậu đứng cách đó không xa. Mặc dù chỉ mới nhìn thấy bóng lưng tuyệt mỹ của thạch cơ yêu hậu, thế nhưng hai chân của nhạc Minh Tùng đã nhũn ra, mất hết sức lực. Bịch, nhạc Minh Tùng trực tiếp quỳ xuống đất, vội vàng nuốt vài ngụm nước bọt, hô lớn. Bái kiến yêu hậu đại nhân, tiểu nhân thỉnh an yêu hậu đại nhân. Thạch cơ yêu hậu xoay người lại, lộ ra dung nhan tao nhã tuyệt đại, trên người tản mát một luồng yêu khí cuộn trào, hai tay chắp sau lưng, nói. Người biết bổn hậu. Nhạc Minh Tùng run rẩy nói. Yêu hậu đại nhân uy chấn Bắc Cương, có ai mà không biết, có ai mà không nhận ra. Mặc dù nhạc Minh Tùng quỳ trên mặt đất, thế nhưng đôi tặc nhãn của hắn, thì lại đảo tới đảo lui trên đôi chân thon dài tuyết trắng của nàng. Yêu hậu không giống những nữ tử khác, đôi chân của nàng quả thực đẹp đến mức nghịch thiên, vừa dài lại vừa trắng, mặc dù còn chưa sở, thế nhưng hắn có thể tưởng tượng được nó nhất định thập phần có giãn. Thạch cơ yêu hậu nói, Ngươi biết Bổn hậu, đáng tiếc là Bổn hậu không biết ngươi. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta, ta họ Nhạc, tên Minh Tùng, bản tính thuần lương, ngũ quan đoan chính, làm người trung thực, từ khi hiểu chuyện đến nay chưa từng vi phạm pháp luật, yêu hậu đại nhân, ngài ngàn vạn lần không nên giết ta. Ta trên có mẹ già, dưới có con trẻ, nếu ta chết thì ai chăm sóc mẹ già của ta đây? Nhạc Minh Tùng quỳ trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết, bộ dạng bi thống, không ngừng dập đầu trước mặt thạch cơ yêu hậu nhìn nhạc minh tùng khóc nước mũi nước miếng chảy ròng ròng thạch cơ yêu hậu khẽ cao mày phất tay một cái một cỗ kình phong cường đại liền cuốn nhạc minh tùng bay lên khỏi mặt đất nhạc minh tùng cảm thấy thân thể bị một luồng áp lực vô hình đè ép ra đầu tựa như muốn nổ tung liền hét lên yêu hậu đại nhân tha mạng tha mạng nếu đã biết sợ thì hãy thành thật khai báo một thân bản lĩnh luyện khí của ngươi là học được từ đâu ánh mắt thạch cơ yêu hậu vô cùng lạnh lùng dùng yêu khí ngưng tụ ra một thanh phi kiếm đặt trên cổ nhạc minh tùng trong mắt nhạc minh tùng xoay tròn nói hồi bẩm yêu hậu đều là do ninh tiểu xuyên dạy ta đều là hắn đều là hắn ninh tiểu xuyên làm sao có thể thạch cơ yêu hậu căn bản không tin lời của nhạc minh tùng liền muốn dùng một kiếm chém bay đầu hắn nhạc minh tùng lại cầu xin tha mạng nói ta nào dám lừa gạt yêu hậu đại nhân ta dám dùng danh nghĩa thần linh mà thề những gì ta nói tuyệt đối không có nửa lời dối trá thật sự là ninh tiểu xuyên dạy ta mà Yêu hậu đại nhân, mặc dù Ninh Tiểu Xuyên không phải là luyện khí sư, thế nhưng hắn lại là đấu chiến thần long sứ, có được đại khí vận, đã từng tiến vào Phong Thần động phủ, tìm được một bộ thần thư luyện khí từ trong đó. Cái gì? Hắn từng tiến vào Phong Thần động phủ trong truyền thuyết? Thạch Cơ yêu hậu lập tức thả Nhạc Minh Tùng xuống, dùng phi kiếm chỉ trên đỉnh đầu Nhạc Minh Tùng, nói, "Nói cho ta biết, Phong Thần động phủ ở đâu?" Đối với truyền thuyết về Phong Thần động phủ, Thạch Cơ yêu hậu cũng thập phần xem trọng nhạc minh tùng nằm rạp trên mặt đất vẻ mặt cầu xin nói vị trí của phong thần động phủ chỉ có ninh tiểu xuyên biết rõ nơi trọng yếu như vậy hắn làm sao có thể nói cho người khác biết được kỳ môn khí điển mà ta tu luyện chính là do hắn lấy ra từ trong phong thần động phủ cho nên bản lĩnh luyện khí của ta thật sự đều là do hắn dạy tất cả đều là do hắn dạy thạch cơ yêu hậu nói giao kỳ môn khí điển cho ta nhạc minh tùng không dám trái lời thạch cơ yêu hậu lập tức giao ra ngọc thư kỳ môn khí điển cung kính dâng tận tay thạch cơ yêu hậu thạch cơ yêu hậu tiếp nhận ngọc thư của nhạc minh tùng liền dùng tâm thần đắm chìm vào trong ngọc thư bề mặt ngọc thạch lập tức xuất hiện một loạt văn tự nhỏ chi chít mặc dù thạch cơ yêu hậu chỉ xem lướt qua một lần thế nhưng trong lòng lại thập phần khiếp sợ bí pháp luyện khí ghi lại trên này quả thực bác đại tinh thâm huyền diệu không gì sánh được căn bản không phải là mật quyển luyện khí nên xuất hiện tại nhân gian mà là thế gian chi bảo từ cửu thiên thần giới lạc xuống loại bảo quyển luyện khí cấp bậc này cũng chỉ có thể đạt được từ trong phong thần động phủ mà thôi nếu như tu luyện bí pháp luyện khí trên kỳ môn khí điển e rằng trình độ luyện khí nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc thậm chí có khả năng luyện chế ra cả vương khí và hoàng khí thật quá tốt rồi trong lòng thạch cơ yêu hậu thập phần vui sướng không ngờ lại ngoài ý muốn tìm được tin tức có liên quan tới phong thần động phủ về phần phong thần động phủ có vô số truyền thuyết nghe nói còn có liên hệ cực lớn với thời đại thượng cổ phong thần thiên đế chính bởi vì tiến vào phong thần động phủ cho nên mới có thể lĩnh ngộ được chân lý thành thần, trở thành nhân kiệt duy nhất trở thành thần sau thời đại phong thần. Thạch Cơ yêu hậu tất nhiên không cam lòng khuất phục dưới Thiên Mộng Yêu Hoàng, cũng muốn tu luyện thành thần đạo. Nếu có thể tu thành thứ thần, vậy thì liền có thể ngang vai ngang vế với Thiên Mộng Yêu Hoàng rồi. Khó trách hắn lại tu luyện địa kinh, hẳn là cơ duyên gặt hái được từ trong Phong Thần động phủ. Hai mắt Thạch Cơ yêu hậu nheo lại thành một đường thẳng. So với kỳ môn khí điển, nàng lại càng quan tâm đến Phong Thần động phủ hơn. Nhạc Minh Tùng vụng trộm đưa mắt nhìn Thạch Cơ yêu hậu, lại run rẩy nói: "Nghe nói, nghe nói Ninh Tiểu Xuyên còn nhận được một giọt thần dịch do thần hồn của Viễn Cổ Chân Thần ngưng tụ, mà thành, đợi sau khi tu vi của hắn đạt tới trình độ nhất định, liền có thể phục dụng giọt thần dịch đó, tẩy luyện thân thể, đúc thành thần thể." Bà mẹ nó, tên khốn đó có số mệnh quá cường đại, không ngờ lại đạt được thần dịch tẩy tủy trong truyền thuyết. Trong mắt Thạch Cơ yêu hậu chợt hiện một tia dị quang sáng ngời, không ngờ trong tay Ninh Tiểu Xuyên lại nắm giữ một giọt thần dịch năng lượng của thần dịch cường đại ẩn chứa thần lực của chân thần với tu vi của ninh tiểu xuyên căn bản không thể tiếp nhận nổi năng lượng của thần dịch nếu như giọt thần dịch đó rơi vào trong tay nàng vậy thì với yêu thể linh thạch của nàng nhất định có thể tiếp thu tiêu hóa được giọt thần dịch này luyện hóa một giọt thần dịch thì tu vi sẽ cường đại đến trình độ nào trong mắt thạch cơ yêu hậu không ngừng lóe sáng đột nhiên trên mặt hiện ra một nụ cười mê người khẽ cúi xuống ôn nhu nói không phải ngươi và ninh tiểu xuyên là bằng hữu ư tại sao ngươi lại muốn bắn đứng hắn lời của ngươi bổn hậu có chút không tin nhạc minh tùng tức giận mắng ai là bằng hữu của hắn ta chưa từng xem hắn là bằng hữu từ khi biết hắn đến nay ta chưa từng phong quang lần nào những thiên tri kiêu nữ xinh đẹp cái gì mà thiên đế linh nữ quang minh thánh nữ cửu thiên linh nữ tất cả đều vây quanh hắn nhưng không một người nào chú ý đến ta hắn dù sao cũng là huynh đệ của ta phải không thế nhưng hắn lại phóng đãng không trói buộc phong lưu thành tính Cả ngày dẫn theo một đám mỹ nữ đi tới đi lui trước mặt ta, vậy mà không bận tâm đến cảm thụ, cũng chẳng chia cho ta một người. Như vậy thì gọi gì là bằng hữu? Gọi gì là huynh đệ? Hắn đã trở thành linh tử của Thiên Đế Sơn, phong quang vô hạn, thế nhưng ta thì vẫn chỉ là một đệ tử bình thường, chưa từng có người nào xem trọng ta. Thiên phú của ta cũng không chênh lệch hắn bao nhiêu, dáng vẻ lại càng anh tuấn hơn hắn, bằng vào cái gì mà chỗ tốt nào cũng bị hắn chiếm, còn ta thì ngay cả chút canh thừa cũng không uống được một ngụm. Nhạc Minh Tùng nghiến răng nghiến lợi nói, bộ dạng căm ghét như chỉ hận không thể cắn chết Ninh Tiểu Xuyên. Thạch cơ yêu hậu nhìn thấy Nhạc Minh Tùng căm hận Ninh Tiểu Xuyên như vậy, trong lòng lại càng tin tưởng hơn vài phần, xem ra trên người Ninh Tiểu Xuyên quả thật nắm giữ một giọt thần dịch rồi. Nụ cười trên mặt nàng lại càng thêm tươi giói, bàn tay trắng như ngọc, hoàn mỹ không chút tì vết khẽ vỗ đầu Nhạc Minh Tùng, cười nói, yên tâm đi. Ngươi trung tâm với bổn hậu như thế, sau khi bổn hậu đạt được thần dịch, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi đa tạ yêu hậu thưởng thức sau này tiểu nhân nhất định sẽ tận tâm tận lực phụng dưỡng yêu hậu đại nhân nhạc minh tùng dập đầu ba cái rối rít cảm ơn thế nhưng trong lòng lại như đang nở hoa thầm nghĩ nhạc gia ngươi mới không có hứng thú phụng dưỡng ngươi cứ để ninh tiểu xuyên phụng dưỡng ngươi vậy lúc này ninh tiểu xuyên cuối cùng cũng hoàn toàn luyện hóa xong thân hình của thực binh thú tinh luyện được chín giọt binh tủy từ trong dung dịch kim loại cộng lại cũng chỉ được gần nửa chén thực binh thú có thân hình khổng lồ như tòa núi mà cũng chỉ luyện ra được chín giọt binh tủy. Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu, binh tủy, quả nhiên không phải thứ dễ dàng có được. Chẳng qua, chín giọt binh tủy này, cũng đủ để đề thăng ma kiếm tới cấp bậc trí tôn khí hạ phẩm rồi. Chỉ cần khiến ma kiếm đề thăng tới cấp bậc trí tôn khí hạ phẩm, lại trợ giúp Ninh Tiểu Xuyên sớm luyện chế ra nhân cấp đan, như vậy thì sẽ có cơ hội rất lớn đột phá đến thiên nhân cảnh tầng thứ 9, thiên ngoại thiên. Đạt tới thiên ngoại thiên, đạo thai liền có thể ly thể, hấp thu lực lượng ngôi sao, tinh hoa nhật nguyệt, thiên địa linh khí trên chín tầng trời. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi chín giọt binh tủy lại, sau đó nhìn sang Tử Hàm Yên và Bảo Châu Địa Tạng, lại nhìn bốn phía một lượt, ánh mắt thoáng ngưng tụ, hỏi: "Nhạc Minh Tùng đâu?" Tử Hàm Yên và Bảo Châu Địa Tạng đang tế luyện trí tôn khí trung phẩm, nghe Ninh Tiểu Xuyên hỏi, các nàng lập tức bừng tỉnh, quả nhiên không thấy Nhạc Minh Tùng đâu nữa. Một người đang sống sờ sờ, lại có thể biến mất ngay trước mắt bọn họ sao? Tiểu Hồng cũng dụi dụi mắt, nói kỳ quái lúc trước còn thấy hắn ngồi ở chỗ kia tại sao đột nhiên lại không thấy tăm hơi đâu nữa chẳng lẽ trong quy hư có lệ quỷ bắt hắn đi rồi trong quy hư quả nhiên nguy cơ tứ phía khắp nơi đều ẩn giấu sát cơ từ hàm yên ngưng trọng nói không đúng ninh tiểu xuyên khẽ lắc đầu từ khi tiến vào quy hư đến nay nhạc minh tùng vẫn luôn hiểu rõ hơn đám người ninh tiểu xuyên hiển nhiên không phải là lần đầu tiến vào quy hư ngay cả đám người ninh tiểu xuyên còn chưa gặp chuyện không may thì hắn làm sao có thể gặp bất chắc được. Đột nhiên, Ninh Tiểu Xuyên tự như cảm ứng được điều gì đó, chợt nhìn về phía xa xa, chỉ thấy một mảnh yêu vân hùng hậu dày đặc đang bay về phía bọn hắn. Trong yêu vân có vô số lôi điện lập lòe, đại khí huy hoàng, nguyên khí trong thiên địa chấn động, chấn áp vô số sinh linh xung quanh quy hư đều run rẩy. Yêu khí thật cường đại, chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi. Ninh Tiểu Xuyên lập tức biến sắc, liền hợp thể với Tiểu Hồng, nắm lấy tay Tử Hàm Yên và Bảo Châu Địa Tạng, cấp tốc bay về phía khu thứ 9 mặc dù Ninh Tiểu Xuyên có thần long tật tốc, thế nhưng tốc độ của mảnh yêu vân kia lại càng nhanh hơn, không lâu sau đã bay tới đỉnh đầu đám người Ninh Tiểu Xuyên. Soạt, yêu vân trên bầu trời hội tụ thành một nữ tử mỹ lệ thướt tha uyển chuyển, tựa như một vị cửu thiên tiên cơ dáng trần, chặn đứng đường đi của Ninh Tiểu Xuyên. Thạch Cơ yêu hậu đứng nghiêm, đôi gò bồng trước ngực cao ngất, trên người tản mát một luồng yêu khí vô cùng cường đại, trong mắt lộ ra một loại ngạo nghễ tựa như đang quan sát thiên hạ chúng sinh. Nhạc Minh Tùng từ sau lưng Thạch Cơ Yêu Hậu chạy ra, trừng mắt nhìn đám người Ninh Tiểu Xuyên, quát lớn: "To gan, nhìn thấy Yêu Hậu còn không quỳ xuống, các ngươi muốn chết phải không?" Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, nói: "Nhạc Minh Tùng, ngươi đã trở thành nô bộc của Thạch Cơ Yêu Hậu rồi sao? Ninh Tiểu Xuyên, ngươi hâm mộ phải không?" "Đúng vậy, bây giờ Nhạc gia đã là người của Yêu Hậu rồi, lập tức giao thần dịch ra đây, bằng không một khi Yêu Hậu ra tay, trên trời dưới đất không ai cứu được ngươi đâu." Nhạc Minh Tùng lạnh lùng nói. Thần dịch. Nhạc Minh Tùng, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì vậy? Tử Hàm Yên vô cùng phản cảm với Nhạc Minh Tùng, cảm thấy thập phần phẫn nộ, rất muốn xông lên chém hắn một đao. Nhạc Minh Tùng lạnh lùng cười, đáp. Ngươi không biết cũng không sao, nhưng Ninh Tiểu Xuyên thì biết rõ ta đang nói gì. Đúng không, Ninh Tiểu Xuyên? Ninh Tiểu Xuyên liền xông lên cản Tử Hàm Yên lại, dường như đã hiểu Nhạc Minh Tùng đang ám chỉ cái gì. Ninh Tiểu Xuyên là hạng người thông minh cỡ nào, lúc nhạc minh tùng vừa nói ra hai chữ thần dịch hắn đã đại khái đoán ra tiền căn hậu quả nhất định là nhạc minh tùng đã bị thạch cơ yêu hậu bắt đi vì bảo vệ tính mạng cho nên mới dùng một cái thần dịch vô nghĩa để lừa dối thạch cơ yêu hậu sau đó liền dẫn thạch cơ yêu hậu đến tìm ninh tiểu xuyên bức ninh tiểu xuyên giao ra thần dịch trên người ninh tiểu xuyên có thể có thần dịch gì chứ chẳng phải chỉ có một giọt thiên nhất thánh thủy hay sao nhất định là nhạc minh tùng muốn dùng thiên nhất thánh thủy để đối phó với thạch cơ yêu hậu như vậy có ổn không trong lòng ninh tiểu xuyên thầm nghĩ cảm thấy một chiêu này quá độc rồi phải biết rằng thần thông giả cường đại như thạch cơ yêu hậu có lịch duyệt trên vạn năm trí tuệ vượt xa thường nhân có thể thông qua sơ hở nhỏ bé nhất mà dò xét ra lời nói của đối phương là thật hay giả với tu vi của nàng thậm chí còn có thể nhìn thấu được nội tâm của đối phương nhạc minh tùng cũng không đơn giản không ngờ ngay cả thạch cơ yêu hậu cũng bị hắn lừa gạt loại bản lĩnh này không phải thường nhân có thể làm được Giờ khắc này, trong đầu Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện trăm ngàn ý niệm, chẳng lẽ thật sự phải dùng đến Thiên Nhất Thánh Thủy để đối phó với Thạch Cơ Yêu Hậu? Thiên Nhất Thánh Thủy không phải là thần dịch gì, mà là thánh vật dùng để âm dương giao hợp của âm dương thánh giáo. Dùng Thiên Nhất Thánh Thủy trên người Thạch Cơ Yêu Hậu, không ai biết rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì. Thế nhưng, nếu như Ninh Tiểu Xuyên nói với Thạch Cơ Yêu Hậu rằng trên người của hắn không có thần dịch thì nhất định sẽ chọc giận Thạch Cơ Yêu Hậu lúc đó nhạc minh tùng và tất cả mọi người chắc chắn đều sẽ chết trong tay thạch cơ yêu hậu nếu như vậy rốt cuộc nên lựa chọn thế nào cho phải đây nhạc minh tùng lại cười lạnh một lần nữa nói ninh tiểu xuyên ngươi còn do dự cái gì nữa ngươi cho rằng ngươi nắm giữ thần dịch là có thể tự mình thành thần sao ngươi quá ngây thơ rồi bảo vật như thần dịch chỉ có hiến cho yêu hậu đại nhân thì mới có thể phát huy được giá trị lớn nhất tâm tư ninh tiểu xuyên xoay chuyển như thiểm điện nói Nhạc Minh Tùng, tên tiểu nhân nhà ngươi, không ngờ dám bán đứng ta, từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn là bằng hữu nữa. Ai là bằng hữu của ngươi chứ?" Nhạc Minh Tùng hét cầm lên trời, cười lạnh nói, "Trong lòng của ta chỉ có yêu hậu đại nhân vĩ đại, những tu sĩ nhân loại khác đều là sinh vật đê tiện, tất cả đều đáng chết." Lúc này, ngay cả Tử Hàm Yên và Bảo Châu Địa Tạng cũng không rõ tình huống, cho rằng Ninh Tiểu Xuyên thật sự nắm giữ một giọt thần dịch, nhưng lại bị Nhạc Minh Tùng bắn đứng. Nhạc Minh Tùng Ngươi dám bắn đứng tiểu xuyên, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Trong mắt tử hàm yên bắn ra một tia hàn quang, ngón trò và ngón giữa chập lại tạo thành kiếm quyết, thanh cổ kiếm các bậc trí tôn khí trung phẩm trên lưng lập tức cách không bay ra, bộc phát một mảnh tinh quang trói lọi, chém về phía nhạc minh tùng. Yêu hậu, cứu ta! Nhạc minh tùng lập tức trốn ra sau lưng thạch cơ yêu hậu. Thạch cơ yêu hậu vẫn chắp tay sau lưng, da thịt trên người lấp lánh như ngọc, chỉ thoáng liếc nhìn về phía tử hàm yên, thanh cổ kiếm các bậc trí tôn khí trung phẩm, mà tử hàm yên chém ra lập tức dừng lại trong hư không, đứng im bất động, căn bản không thể tiến tới gần thạch cơ yêu hậu trong phạm vi 10 mét. Soạt, một luồng yêu khí vô hình từ trong hư không bộc phát ra, đánh bay thanh cổ kiếm trở về, đâm thẳng về phía trái tim tử hàm yên. Ninh tiểu xuyên lập tức bay tới, lấy thập nhị phẩm Phật liên ra, ngăn cản thanh cổ kiếm. Phanh, một luồng lực lượng bài sơn đảo hải nện lên ngực Ninh tiểu xuyên đánh cho Ninh Tiểu Xuyên và Tử Hàm Yên cùng lúc bay ra ngoài. Còn may lực lượng của chiến kiếm đã bị thập nhị phẩm Phật Liên ngăn trở, bằng không e rằng không chỉ đơn giản là bị đánh bay mà thôi. Thạch Cơ yêu hậu, nếu ngươi thật sự muốn thần dịch thì ta có thể đưa cho ngươi, nhưng ngươi phải thả tất cả mọi người rời đi. Bằng không, ta có thể cam đoan với ngươi là ngươi tuyệt đối không thể chiếm được thần dịch." Ninh Tiểu Xuyên quả quyết nói. Thạch Cơ yêu hậu cười lạnh, nói: "Ngươi có tư cách nói chuyện điều kiện với bổn hậu sao?" mỹ mâu của nàng chợt mở, trừng mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, một luồng lực lượng tâm thần khổng lồ từ trong mắt nàng phát ra, ngưng tụ thành một dải linh hà màu trắng, phóng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Tâm thần của sinh linh vốn dĩ đều vô hình, thế nhưng Thạch Cơ yêu hậu, lại có thể dùng lực lượng tâm thần ngưng tụ thành một dòng linh hà, từ đó có thể thấy được tinh thần lực của nàng cường đại đến mức nào. Ninh Tiểu Xuyên bị lực lượng tâm thần của Thạch Cơ yêu hậu chấn động, đến mức thối lui mấy chục thước, nhịp tim tăng nhanh, trái tim tựa như muốn vỡ ra. Soạt trong trái tim của ninh tiểu xuyên phóng ra bảy đạo hào quang ngưng tụ thành bảy đạo tâm thần hình người ngồi xếp bằng tại bảy vị trí trong trái tim không ngờ lại có thể ngăn cản được tâm thần của thạch cơ yêu hậu thạch cơ yêu hậu khẽ ổ một tiếng thốt lên thất khiếu thần ma tâm cung không ngờ tiểu tử này lại có tâm cung giống như thiên đế khó trách số mệnh lại cường đại như vậy thạch cơ yêu hậu thu hồi tâm thần đôi môi đỏ mọng khẽ nhách lên thản nhiên nói tiểu tử nhân loại bổn hậu có thể đáp ứng sẽ thả cho người khác rời đi Thế nhưng, ngươi không chỉ phải giao thần dịch cho bổn hậu, mà còn phải đích thân dẫn bổn hậu đến phong thần động phủ nữa. Không ngờ ngay cả bí mật phong thần động phủ hắn cũng nói cho ngươi biết. Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn qua nhạc minh tùng, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Phải biết rằng, chuyện về phong thần động phủ chỉ có Ninh Tiểu Xuyên, Ngọc Ngưng Xanh, Thanh Tước Vương, Nhiếp Lan Tâm mới biết, còn nhạc minh tùng làm sao biết được. Chẳng lẽ hắn nói mò để lừa gạt thạch cơ yêu hậu? Nhạc Minh Tùng cười lạnh, nói Ninh Tiểu Xuyên, toàn bộ bí mật của ngươi, Yêu hậu đại nhân đều đã biết, tốt nhất ngươi nên thành thực khai báo đi." Ninh Tiểu Xuyên mặt không đổi sắc, thoáng nhìn qua Tử Hàm Yên, nói: "Hàm Yên, ngươi dẫn Tiểu Hồng rời khỏi Quy Hư trước đi. Thánh nữ điện hạ, ngươi cũng nhanh đi đi." Đám người Tử Hàm Yên bảo Châu Địa Tạng, Tiểu Hồng tất nhiên biết rõ, cho dù các nàng ở lại thì cũng không phải là đối thủ của Thạch Cơ Yêu Hậu, ở lại Quy Hư còn chẳng bằng ra ngoài cầu cứu viện binh, nói không chừng còn có thể cứu được một mạng của Ninh Tiểu Xuyên. "Vậy ngươi hãy cẩn thận." Trích dẫn Ninh Tiểu Xuyên mặt không đổi sắc, thoáng nhìn qua tử Hàm Yên, nói. Hàm Yên, ngươi dẫn Tiểu Hồng rời khỏi quy hư trước đi. Thánh nữ điện hạ, ngươi cũng nhanh đi đi. Đám người tử Hàm Yên, bảo châu địa tạng, Tiểu Hồng tất nhiên biết rõ, cho dù các nàng ở lại thì cũng không phải là đối thủ của thạch cơ yêu hậu, ở lại quy hư còn chẳng bằng ra ngoài cầu cứu viện binh, nói không chừng còn có thể cứu được một mạng của Ninh Tiểu Xuyên. Vậy ngươi hãy cẩn thận. Bảo Châu Địa Tạng nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái thật sâu, sau đó liền dẫn theo tử hàm yên và tiểu hồng cùng rời khỏi quy hư nhạc minh tùng thấy tử hàm yên và bảo châu địa tạng đều rời đi cũng muốn chuồn theo trong mắt xoay tròn một vòng đột nhiên nảy ra ý hay nói yêu hậu đại nhân không bằng ta đuổi theo tiêu diệt bọn chúng thạch cơ yêu hậu nói không cần bổn hậu đã đáp ứng hắn có lý nào lại lật lọng yêu hậu thánh minh cảnh giới của yêu hậu đại nhân phàm nhân chúng ta không thể so được một phần vạn của ngài Nhạc Minh Tùng lại liên tục nịnh hót Thạch Cơ yêu hậu, trong lòng vô cùng thất vọng, xem như kế hoạch thoát thân đã thất bại, chỉ có thể tìm cơ hội khác thôi. Ninh Tiểu Xuyên giả vờ lấy Thiên Nhất Thánh Thủy ra, đưa tới tay Thạch Cơ yêu hậu. Mỹ Mâu Thạch Cơ yêu hậu không chút gợn sóng, nhìn thấy loại bảo vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết như thần dịch, dù là với tâm cảnh của nàng, cũng khó có thể không rung động chút nào. Nàng mở bình ngọc ra, trong bình lập tức tản mát mùi thuốc nồng đậm, một đám thần vân năm màu ngưng tụ trên không trung của bình ngọc vô số phong lôi nổ vang trong thần vân thiên địa biến sắc tựa như thần linh xuất thế cũng chỉ có trí bảo thiên địa thực sự xuất thế thì mới xuất hiện dị tượng cường đại như vậy ninh tiểu xuyên khẽ động dung đưa mắt nhìn nhạc minh tùng trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ bị nhạc minh tùng lừa gạt rồi đây thực sự là một giọt thần dịch nhạc minh tùng vẫn giữ dáng vẻ khí định thần nhàn cũng không kinh ngạc trước dị tượng trên bầu trời sau khi thạch cơ yêu hậu nhìn thấy dị tượng thần vân năm màu trên trời trong lòng càng tin chắc đây nhất định là thần dịch không thể nghi ngờ. Nếu như phục dụng thần dịch này, tu vi nhất định tiến nhanh, nếu còn có thể tìm được phong thần động phủ, ngộ ra chân lý thành thần, vậy thì tuyệt đối có khả năng lĩnh ngộ đại đạo. Ngay lúc nàng chuẩn bị thu hồi thần dịch, thì bỗng nhiên dưới lòng đất phóng ra một đạo hắc ảnh. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, đạo hắc ảnh kia vọt về phía Thạch Cơ yêu hậu tựa như thiểm điện, cướp lấy bình ngọc trong tay Thạch Cơ yêu hậu, sau đó phóng thẳng lên trời. Thạch Cơ yêu hậu lập tức phát nộ, không ngờ có kẻ dám ngang nhiên cướp đoạt bảo vật của nàng, quả thực chẳng khác gì tìm chết. Ầm. Um, dung Mạo Thạch Cơ yêu hậu vốn dĩ rất đoan trang, thế nhưng một khi kích phát nộ hỏa thì lập tức trở nên lạnh lùng như băng, mái tóc trắng trên đầu thoáng cái dài hơn vạn trượng, mỗi một sợi tóc đều như một thanh thần kiếm, đâm thẳng về phía đạo hắc ảnh trên bầu trời. Đạo hắc ảnh trên bầu trời cũng rất cao minh, nhanh chóng đánh ra một đạo thủ ấn, hóa thành một mảnh yêu vân quy mô lớn, ngăn cản đám tóc trắng của Thạch Cơ yêu hậu. Thạch cơ, ngươi phát hiện ra loại bảo vật như thần dịch, lại không nói trước cho bổn hoàng biết ư. Đạo hắc ảnh đứng trên hư không, thân thể bị yêu vân bao trùm, không nhìn rõ diện mạo. Thạch cơ yêu hậu đứng yên trên mặt đất, giữa mi tâm ngưng tụ ra một đạo ấn ký huyết nguyệt, đôi mắt đẹp tràn ngập sát khí, gần từng chữ một. Địa ngô, không ngờ ngươi dám cướp đồ của bổn hậu. Khi ấn ký huyết nguyệt trên mi tâm của thạch cơ yêu hậu lộ ra, liền biểu thị nàng đã chân chính nổi giận. Địa ngô yêu hoàng đứng trong hư không, cười vang đáp, Thạch cơ, ngươi có phẫn nộ cũng vô ích, có giọt thần dịch này trong tay, trong thiên hạ hiện nay còn ai là đối thủ của bổn hoàng nữa. Bây giờ ngươi quy thuận bổn hoàng, đợi đến ngày bổn hoàng luyện hóa xong thần dịch, nhất định sẽ thu ngươi làm yêu phi. Thạch cơ yêu hậu hít một hơi thật sâu, khôi phục bình tĩnh, hỏi. Địa ngô, làm sao ngươi biết chân thân của bổn hậu tiến vào quy hư? Hỏi rất hay. Bách túc vương, ngươi còn không xuất hiện. Địa ngô yêu hoàng vô cùng cao hứng, cao giọt quát, một lão giả có 12 cánh tay từ trong bùn đất hiện ra, cúi đầu thật sâu với Địa Ngô Yêu Hoàng, nói: "Lão nô bái kiến Yêu Hoàng đại nhân, chúc mừng Yêu Hoàng đại nhân đã đạt được thần dịch." Thạch Cơ Yêu Hậu lích nhìn lão giả kia, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói: "Bách Túc Vương, ngươi dám phản bội bổn hậu, có biết sẽ gặp phải kết cục gì không?" Lão giả có 12 cánh tay liền đáp: "Yêu hậu, ngài nói như vậy là sai rồi, lão nô chính là Bách Túc yêu tộc, còn Địa Ngô Yêu Hoàng là Thiên Túc yêu tộc." bách túc yêu tộc chúng ta vốn là một nhánh của thiên túc yêu tộc thuộc sự thống lĩnh của địa ngô yêu hoàng lão nô từ đầu tới cuối vẫn luôn là thuộc hạ của địa ngô yêu hoàng sao có thể nói là phản bội yêu hậu được tốt rất tốt vậy phải xem địa ngô có thể giữ được cái mạng của ngươi không đã thạch cơ yêu hậu duỗi ra một ngón tay điểm vào hư không một cái bách túc vương vốn dĩ là một lão yêu vương xếp hạng trước người dưới trướng thạch cơ yêu hậu chiến lực cường đại tu vi cao thâm khó dò thế nhưng ở trước mặt thạch cơ yêu hậu thì lại không có chút sức phản kháng nào phốc phốc lồng ngực bách túc vương nổ tung thân thể bị xé nát cái đầu lâu bay thẳng lên trời hét thảm thiết yêu hoàng cứu ta thần cũng không cứu được ngươi thạch cơ yêu hậu phất tay đánh ra một đạo đại thủ ấn chấn tan đầu của bách túc vương thành bột máu địa ngô yêu hoàng vốn dĩ muốn ra tay cứu bách túc vương thế nhưng vẫn chậm một bước chỉ có thể trơ mắt nhìn bách túc vương bị thạch cơ yêu hậu đánh chết Thạch cơ, không ngờ ngươi dám đối nghịch với bổn hoàng, đợi đến lúc bổn hoàng luyện hóa xong thần dịch, chờ xem bổn hoàng sẽ thu thập ngươi như thế nào. Địa ngô yêu hoàng lạnh lùng nói. Địa ngô, ngươi cho rằng ngươi còn cơ hội luyện hóa thần dịch sao? Sau khi bách túc vương chết, kẻ tiếp theo sẽ là ngươi. Thạch cơ yêu hậu hóa thành một đạo bạch quang, bay thẳng lên trời, tựa như thần nữ phi thiên, tràn ngập yêu tính mỹ cảm. Nàng gọi ra một đầu địa mạch dài hơn 10 vạn dặm, nắm trong tay, tựa như cầm một dòng thiên hà mãnh liệt, khí thế vô cùng chém thẳng về phía địa ngô yêu hoàng muốn cướp lại thần dịch địa ngô yêu hoàng và thạch cơ yêu hậu giao thủ mỗi chiêu đều là đại thần thông lực hủy diệt kinh người gần như chỉ trong nháy mắt mặt đất trong phạm vi mấy trăm dặm đều bị nghiền nát quy hư đối với tu sĩ khác mà nói chính là cấm địa sinh mệnh không dám sông bừa thế nhưng đối với tồn tại cấp bậc yêu hoàng yêu hậu thì lại có thể xem là chiến trường đại chiến dọa cho sinh linh xung quanh quy hư đều bỏ chạy tứ tán Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng tất nhiên cũng đã sớm bỏ chạy, trốn vào khu thứ 9. Quá hiểm rồi, không ngờ tu vi của Thạch Cơ yêu hậu lại cường đại đến thế, còn may là Địa Ngô yêu hoàng xuất hiện, bằng không cho dù ngươi có cho nàng phục dụng Thiên Nhất Thánh Thủy, cũng chưa chắc đã có thể chế ngự được nàng. Nhạc Minh Tùng thở dài một hơi, có cảm giác như sống sót sau tai kiếp. Cái gì mà ta cho nàng phục dụng Thiên Nhất Thánh Thủy chứ? Rõ ràng là nàng muốn cướp mà không được. Không, chính xác mà nói là ngươi dẫn nàng ấy đến cướp ta ninh tiểu xuyên lộ vẻ phiền muộn hôm nay thiếu chút nữa đã bị nhạc minh tùng hại chết rồi tồn tại cấp bậc yêu hậu chính là một vị chúa tể tuyệt đối tại bắc cương một khi bị yêu hậu chú ý như vậy chắc chắn là một hồi ác mộng trưởng giáo chân nhân của quang minh thánh thổ không phải cũng bị lôi thần yêu hoàng đánh chết đóng đinh trên sườn núi hay sao ninh tiểu xuyên và nhạc minh tùng ở trước mặt quang minh trưởng giáo chẳng khác gì con tôm luộc chứ đừng nói là những tồn tại cấp bậc yêu hoàng yêu hậu lần này xem như đã bị thạch cơ yêu hậu chú ý rồi không thể nán lại Bắc Cương được nữa, chúng ta phải sớm chạy tới thế giới trung thổ thôi. Trong lòng Nhạc Minh Tùng vẫn cực kỳ sợ hãi, nếu để Thạch Cơ Yêu hậu phát hiện thần dịch là giả, e rằng nhất định sẽ bầm thay hắn thành vạn đoạn. Ninh Tiểu Xuyên kéo Nhạc Minh Tùng về với thực tại, nói: "Bây giờ trốn là có thể thoát ư? Không phải ngươi có ly Thạch Bát quái ư? Chúng ta đi tìm cổ lộ ở khu thứ 9 thôi." "Đúng, đúng, cổ lộ đó là do Tử Kim hoàng chủ mở ra, nối liền với sâu bên trong quy hư." Nói không chừng tử kim hoàng chủ đã để lại hậu thủ gì đó trong cổ lộ, có thể ngăn cản được Thạch Cơ yêu hậu. Nhạc Minh Tùng lập tức lấy ly Thạch Bát Quái ra, giọt một giọt máu tươi lên trung tâm bát quái. Vụt, ly Thạch Bát Quái lập tức tản mát hào quang tám màu, hiện ra một loạt văn tự cổ xưa. Nhạc Minh Tùng hai tay nâng ly Thạch Bát Quái, bắt đầu tìm kiếm trong khu thứ 9. Bỗng nhiên, một đầu dị thú máu chảy đầm đìa từ dưới lòng đất chui lên, duỗi ra móng vuốt dài hơn 10 mét bắt lấy chân trái của nhạc minh tùng, kéo xuống lòng đất. Ai ôi! Huyết âm linh! Ninh tiểu xuyên, mau ra tay, giết nó, bằng không thì máu trên người ta sẽ bị nó hút khô. Nhạc minh tùng vội hét lên. Căn bản không cần nhạc minh tùng cầu cứu thì ninh tiểu xuyên đã ra tay, đánh ra 19 thanh kiếm cụ tượng thần thông, ngưng tụ thành một thanh chiến kiếm cực lớn, chém đầu dị thú đầm đìa máu tơi kia thành hai nửa. Ninh tiểu xuyên thu hồi 19 thanh kiếm cụ tượng thần thông, thân thể huyết âm linh bị chém thành hai nửa lại ngưng tụ thành thân thể nguyên vẹn, sau đó duỗi móng vuốt, chộp về phía cổ nhạc minh tùng. Chí tôn khí bình thường, không chém được nó, nó là huyết âm linh, là do máu tươi của cường giả viễn cổ, thấm xuống lòng đất, xuất hiện tà biến mà tạo thành âm linh. Cổ của nhạc minh tùng bị huyết âm linh chộp lấy, nửa người bị kéo xuống lòng đất, chỉ còn lại hai chân không ngừng dãy giụa trên mặt đất. Huyết dịch tạo thành ác linh ninh tiểu xuyên thoáng suy tư sau đó lấy ma kiếm ra đâm xuống đất xuyên thủng thân thể huyết âm linh vụt thân kiếm của ma kiếm sinh ra một luồng lực lượng hấp vệ cường đại không ngừng thôn phệ huyết khí của huyết âm linh nửa ngày sau huyết âm linh đã hoàn toàn bị ma kiếm hấp thụ từ dưới đất bay trở về dung nhập vào huyết khiếu của ninh tiểu xuyên sau khi hấp thu huyết khí của huyết âm linh ma kiếm lại chuyển một luồng lực lượng khác trở về cho ninh tiểu xuyên khiến cho tu vi của ninh tiểu xuyên lại tiến thêm một bậc khục khục Đại ca, ta nói này, người ra tay thật chậm, thiếu chút nữa ta đã bỏ mạng trong lòng đất rồi. Nhạc Minh Tùng từ dưới đất chui lên, ngồi bệt dưới đất, không ngừng ho khan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Ninh Tiểu Xuyên nói. Đầu huyết âm linh kia ít nhất cũng là tu vi thiên nhân cảnh tầng thứ 9, phẩm cấp của ma kiếm chỉ là huyền khí cửu phẩm, muốn hấp thu nó thì tất nhiên phải mất rất nhiều thời gian. Nếu như ma kiếm có thể để thăng tới cấp bậc trí tôn khí hạ phẩm, chỉ cần một cái nháy mắt là đã có thể hấp vệ hoàn toàn đầu huyết âm linh kia rồi không phải ngươi đã tinh luyện được chín giọt binh tủy từ trong cơ thể của thực binh thú hay sao tại sao còn không để thăng phẩm cấp của ma kiếm nhạc minh tùng hỏi ninh tiểu xuyên trợn mắt nói ta vừa mới tinh luyện được binh tủy thì ngươi đã bị thạch cơ yêu hậu mang đi ta còn thời gian đâu mà để thăng phẩm cấp cho ma kiếm chứ hình như là vậy nhạc minh tùng từ dưới đất đứng dậy rũ sạch bụi đất trên người, nhặt ly thạch bát quái lên, nói. Việc đề thăng phẩm cấp cho ma kiếm không cần sốt ruột, trước tiên tìm được cổ lộ rồi nói. Chẳng qua, chúng ta nhất định phải cẩn thận, bây giờ đã tiến vào khu thứ 9, tùy thời đều có khả năng gặp phải nguy hiểm. Nhạc Minh Tùng dựa theo phương vị trên ly thạch bát quái mà tiếp tục tiến về phía trước, còn Ninh Tiểu Xuyên thì lấy tinh la kích ra, đi bên cạnh Nhạc Minh Tùng, cảnh giác nguy hiểm tùy thời xuất hiện. Phạm vi của khu thứ 9 thập phần rộng lớn, phải mất hai ngày thì hai người mới tìm được vị trí trên ly thạch bát quái. Không phải là nơi này đấy chứ. Nhạc Minh Tùng nhìn chằm chằm vách núi phía trước, nhìn thoáng qua chỉ thấy một mảnh đen kịt, giống như một vực sâu không đáy. Hắn dùng sức lắc đầu, sau đó thối lui hai bước. Ninh Tiểu Xuyên cũng đứng trên vách đá, nhìn từng kiện binh khí tàn phá trôi nổi trong hư không, quả thực phải dùng con số hàng vạn mà đếm. Những kiện binh khí gì xét tàn phá kia trôi nổi trên bầu trời, tạo thành một mảnh hải dương binh khí cổ lộ kia có lẽ ở đáy vực ninh tiểu xuyên nói không tốt có người đang tiếp cận chúng ta chẳng lẽ là thạch cơ yêu hậu đuổi theo nhạc minh tùng đưa mắt nhìn về phía xa chỉ thấy có vài đạo nhân ảnh đang cấp tốc tiến về phía bên này không cần kinh hoàng là hàm yên tiểu hồng và cửu thiên thánh nữ ninh tiểu xuyên nói làm sao ngươi biết nhạc minh tùng hỏi ninh tiểu xuyên cười đáp ta và tiểu hồng có cảm ứng đặc thù nàng ấy có thể cảm ứng được vị trí của ta mà ta cũng có thể cảm ứng được vị trí của nàng. Không lâu sau, Tiểu Hồng, Tử Hàm Yên, Bảo Châu Địa Tạng quả nhiên đã đuổi tới, đứng bên cạnh vách đá. Tử Hàm Yên thấy Nhạc Minh Tùng đứng bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, lập tức lấy cổ kiếm ra, chém về phía Nhạc Minh Tùng. Nhạc Minh Tùng, chịu chết đi. Theo nàng thấy, Nhạc Minh Tùng dám phản bội Ninh Tiểu Xuyên thì chính là tử tội, tuyệt đối không thể tha thứ. Bất kể kẻ nào dám gây bất lợi cho Ninh Tiểu Xuyên, thì đó chính là địch nhân của nàng. Hàm Yên, thu kiếm lại đi. Lúc trước là ta và Nhạc Minh Tùng diễn một vở kịch cho Thạch Cơ yêu hậu xem, mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nghe Ninh Tiểu Xuyên nói vậy, từ Hàm Yên có chút khó hiểu, liền thu hồi kiếm, hỏi. Một vở kịch. Tiểu Xuyên, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao Địa Ngô yêu Hoàng và Thạch Cơ yêu hậu lại chiến đấu với nhau? Sau đó, Ninh Tiểu Xuyên liền đem chọn tiền căn hậu quả mọi chuyện, kể lại cho các nàng một lượt. Thì ra là như vậy. Tử Hàm Yên khẽ gật đầu, lạnh lùng liếc nhìn nhạc minh tùng một cái nói người giả vờ cũng rất giống đấy ngay cả thạch cơ yêu hậu cũng bị ngươi lừa cho xoay vòng xem ra sau này không thể hoàn toàn tin tưởng những lời ngươi nói được oan uổng quá lúc đó chỉ là kế nghi binh của ta mà thôi không những là cứu mạng ta mà cũng là cứu mạng mọi người nhạc minh tùng hét lên bi thảm bảo châu địa tạng thoáng lộ một tia thần sắc nghi hoặc nhìn ninh tiểu xuyên hỏi vậy thần dịch mà các ngươi đưa cho thạch cơ yêu hậu rốt cuộc là vật gì Ta cũng không rõ lắm, Ninh Tiểu Xuyên, thần dịch mà ngươi đưa cho Thạch Cơ Yêu Hậu rốt cuộc là thứ gì? Bảo vật gì mà có thể lừa được cả Thạch Cơ Yêu Hậu cũng tin rằng đó là thần dịch chứ? Nhạc Minh Tùng giả vờ như không biết gì, còn hỏi ngược lại Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên thật muốn một cước đá bay Nhạc Minh Tùng, thế nhưng thấy Bảo Châu Địa Tạng và Tử Hàm Yên đều tò mò nhìn hắn, liền ho khan hai tiếng, che giấu sự xấu hổ trong lòng, nói: "Thực ra đó cũng không phải là bảo vật gì, mọi người không cần quan tâm." Chúng ta đã tìm được cổ lộ mà tử kim hoàng chủ mở ra rồi, nói không chừng còn có thể tìm ra thứ gì đó, mà tử kim hoàng chủ để lại trong cổ lộ. Quả nhiên, lời nói của Ninh Tiểu Xuyên đã thành công phân tán sự hiếu kỳ của mọi người đối với thần dịch, tất cả đều đưa mắt nhìn lại vách núi sâu không thấy đáy sau lưng. Tại sao tử kim hoàng chủ lại phải mạo hiểm mở một cái cổ lộ trong quy hư? Rốt cuộc cổ lộ này thông đến đâu? Cất chứa bí mật gì? Bây giờ, nơi mà đám người Ninh Tiểu Xuyên đang đứng chỉ mới là bên ngoài quy hư, thế nhưng... Tiếp theo bọn hắn sẽ đi dọc theo cổ lỗ, tiến sâu vào trong quy hư. Sâu bên trong quy hư là địa phương mà ngay cả những tồn tại cấp bậc yêu hoàng, yêu hậu cũng không dám khinh xuất tiến vào. Nghe nói ngay cả thứ thần cũng từng vẫn lạc ở trong đó. Chẳng qua, nếu như tử kim hoàng chủ đã mở ra cái cổ lộ này, chứng tỏ toàn bộ nguy hiểm xung quanh cổ lộ đã bị thanh trừ rồi. Đây là một con đường an toàn, có thể nhanh chóng tiến sâu vào một địa vực nào đó trong quy hư. Tu vi của Ninh Tiểu Xuyên là cao nhất cho nên hắn dẫn đầu nhảy xuống vách núi, thân thể cấp tốc hạ xuống, xuyên qua mây mù giữa sườn núi, thoáng cái đã đáp xuống một cái bậc thang đá. Chờ sau khi hắn xác định mọi thứ đều an toàn thì bảo châu địa tạng, tiểu hồng, nhạc minh tùng, tử hàm yên mới lần lượt nhảy xuống vách núi, đi tới chỗ bậc thang đá. Dưới đáy vực tại sao lại có một cái bậc thang đá? Rốt cuộc nó thông đến nơi nào? Ninh tiểu xuyên cầm nửa thanh tinh la kích, đi dọc theo bậc thang đá, cũng không biết đi được bao xa thì phải trước xuất hiện một tòa thạch miếu thạch miếu thập phần đơn sơ tựa như khảm trên vách đá dựng đứng trong miếu có một bức tượng đá hình người tựa như thờ phụng một vị thần không có đường rồi xong rồi đây là một đầu tử lộ nhạc minh tùng tìm khắp xung quanh thạch miếu một vòng thế nhưng không tìm được bất kỳ đường nào khác đi tới điểm cuối của bậc thang đá rồi chẳng lẽ cái gọi là cổ lộ căn bản chỉ là một trò đùa gạt người ồ ninh tiểu xuyên tìm kiếm bên trong thạch miếu bỗng nhiên phát hiện một dấu chân ở cạnh cánh cửa thạch miếu dấu chân này tựa như có người cố ý để lại lõm sâu xuống lòng đất nếu không cẩn thận quan sát thì căn bản không thể nhìn ra đây là một dấu chân sau khi nhìn thấy dấu chân này trên mặt ninh tiểu xuyên liền lộ vẻ mừng rỡ nói quả nhiên tuyết linh hư đã tới nơi này đây là ký hiệu mà nàng lưu lại cho chúng ta dường như muốn nói cho chúng ta biết điều gì đó nhạc minh tùng nhìn chằm chằm dấu chân kia hồi lâu cũng không thấy có gì đặc biệt lắc đầu nói chỉ là một cái dấu chân mà thôi làm sao ngươi biết là ký hiệu mà thần nữ điện hạ để lại à ta biết rồi nhất định là ngươi đã từng nhìn lén chân của thần nữ điện hạ chật chật quả thật là tội lỗi mà ninh tiểu xuyên đáp tất nhiên ta chưa từng nhìn thấy chân của thuyết linh hư thế nhưng người tu luyện chúng ta khi đạt tới một trình độ cảnh giới nhất định sẽ tự sinh ra đạo vận độc nhất vô nhị của bản thân dấu chân trên mặt đất giống hệt đạo vận của thuyết linh hư dấu chân này tuyệt đối là của nàng ta để lại nhạc minh tùng khẽ gật đầu nói người nói cả buổi nhưng có hiểu thần nữ điện hạ rốt cuộc lưu lại dấu chân là có ý gì hay không? Là muốn chỉ ra con đường sáng cho chúng ta? Hay chỉ muốn chứng minh nàng ta đã từng dạo chơi nơi này? Chuyện này, Ninh Tiểu Xuyên khẽ vuốt cầm, sau đó lắc đầu, tiếp tục suy tư. Tử Hàm Yên nhìn chằm chằm bức tượng hình người trong thạch miếu, trong lòng kích động không gì sánh được, nói. Đây là tượng thần của tổ tiên, tử kim hoàng chủ, đám người nhạc minh tùng. Ninh Tiểu Xuyên, Bảo Châu Địa Tạng đều đưa mắt nhìn bức tượng đá thô giáp, có thể cảm giác được rõ ràng bức tượng đá kia ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó, tuyệt đối không chỉ đơn giản là một bức tượng đá bình thường. Ninh Tiểu Xuyên đã từng nhìn thấy ấn ký, mà tử kim hoàng chủ lưu lại trên chấn yêu tháp, thế nhưng, bức tượng đá trong thạch miếu lại ẩn chứa lực lượng thần linh còn cường đại hơn, quả thực giống như tùy thời có thể sống lại. Tử hàm yên mang lòng thành kính tiến lên phía trước, quỳ gối dưới chân bức tượng đá, cung kính dập đầu với nó. Tử kim hoàng chủ là tiên hiền của nhân tộc, đáng cho tất cả nhân loại tôn kính, Ninh Tiểu Xuyên, Bảo Châu Địa Tạng, Nhạc Minh Tùng cũng đi tới phía trước, thi lễ với bức tượng đá. Sau khi tử hàm yên quỷ gối dập đầu với bức tượng đá, hai mắt của bức tượng đột nhiên sáng lên, phóng xuất hai đạo hào quang trói lọi, tựa như hai ngôi sao, rực rỡ không gì sánh được. Trời đất, tử kim hoàng chủ hiển thánh rồi. Trên thân bức tượng kia tản mát một luồng khí tức thần linh cường đại không gì sánh được, tràn ngập khắp toàn bộ thạch miếu. Tất cả mọi người đều kích động không gì sánh được, không ngờ lại có thể nhìn thấy một vị thứ thần nhân loại hiển thánh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Từng đạo thần quang chiếu dọi xuyên qua làn da của mọi người, dung nhập vào huyết dịch. Mỗi đạo thần quang dung nhập vào huyết dịch, đều giống như một khối thuốc nổ bạo tạc trong huyết mạch, phóng xuất lực lượng không gì sánh kịp, để thăng phẩm cấp của huyết mạch, rèn luyện cốt cách và thân thể. Dùng thần lực cải tạo thân thể phàm thai, gần như chỉ trong nháy mắt, Ninh Tiểu Xuyên đã lập tức chạm tới cánh cửa thiên nhân cảnh tầng thứ 9, thiên địa đạo thai trong cơ thể và diệt thế đạo thai, trong ma kiếm đều giống như muốn thoát ly khỏi bản thể thời cơ đột phá thiên nhân cảnh tầng thứ 9 tới rồi ninh tiểu xuyên lập tức ngồi xếp bằng tại chỗ lấy chín giọt binh tủy và ma kiếm ra chuẩn bị mượn nhờ lực lượng thần linh để đề thăng phẩm cấp cho ma kiếm vụt ninh tiểu xuyên nhỏ giọt binh tủy đầu tiên lên thân ma kiếm lập tức phát ra thanh âm đùng đùng binh tủy hóa thành hàng loạt quang điểm bao trùm lấy toàn bộ ma kiếm dung nhập vào trong thân kiếm sau đó ninh tiểu xuyên lại lấy giọt binh tủy thứ hai Giọt thứ ba, nhỏ lên thân ma kiếm. Mỗi khi nhỏ một giọt thì hào quang của ma kiếm lại sáng thêm một phần, linh tính trong thân kiếm cũng tăng lên một ít. Sau khi chín giọt binh tủy bị ma kiếm hấp thu hoàn toàn, trên thân ma kiếm bỗng nhiên xuất hiện một đạo ý thức, tựa như một đứa trẻ sơ sinh mới ra đời. Ninh Tiểu Xuyên phát hiện, trong đầu của mình chợt xuất hiện thêm một tia tư duy. Tia tư duy này thập phần ngây thơ, hòa hợp là một thể với ma kiếm, tựa như tư duy mà ma kiếm sinh ra, Giờ khắc này, Ninh Tiểu Xuyên đã biết rõ ma kiếm đã đản sinh ra kiếm linh, đạt tới cấp bậc trí tôn khí hạ phẩm. Kiếm linh của ma kiếm là do diệt thế đạo thai của Ninh Tiểu Xuyên chuyển hóa mà thành. Bây giờ kiếm linh vẫn còn bị bao bọc trong đạo thai, nếu như kiếm linh đột phá đạo thai mà ra, lúc đó cũng chính là thời khắc mà Ninh Tiểu Xuyên đột phá chân nhân đại cảnh. Ẩm! Giữa mi tâm của Ninh Tiểu Xuyên phát ra một tiếng nổ vang, thiên địa đạo thai phát triển gấp 3 lần, hóa thành một đạo hào quang chói mắt, từ trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên bay ra, lơ lửng trong hư không, điên cuồng hấp thu lực lượng thần linh mà bức tượng đá phóng xuất. Đạo thai ly thể. Chỉ có tu sĩ thiên nhân cảnh tầng thứ 9 mới có thể khiến cho đạo thai ly thể. Hấp thu lực lượng thần linh, mà kiếm đạt tới cấp bậc trí tôn khí hạ phẩm, khiến cho tu vi của Ninh Tiểu Xuyên nhất cử trùng kích tới thiên nhân cảnh tầng thứ 9, thiên ngoại thiên. Hơn nữa, không chỉ đơn giản là thiên nhân cảnh tầng thứ 9 sơ kỳ, mà dưới sự thúc đẩy của lực lượng thần linh, Cảnh giới của Ninh Tiểu Xuyên vẫn liên tục đột phá, trung kích thiên nhân cảnh tầng thứ 9 trung kỳ, đạt tới thiên nhân cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Bỗng nhiên, trong ma kiếm vang lên một đạo âm thanh nữ giới, không phải là thanh âm do kiếm linh của ma kiếm phát ra, mà là một thanh âm hùng hậu cường đại khác, quả thực giống như thần âm của thần linh phát ra trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Nghe thấy thanh âm này, Ninh Tiểu Xuyên lập tức mừng rỡ, liền điều động tâm thần, bay vào huyết khiếu, đứng bên dưới ma kiếm. Sư tôn cuối cùng ngài cũng thức tỉnh rồi tâm thần của ninh tiểu xuyên đứng bên dưới ma kiếm nhìn chăm chăm hình chiếu nữ tử khuynh quốc khuynh thành trên ma kiếm hư ảnh của tuế hàn vũ lăng không mà đứng thanh âm mờ ảo vô cùng nói không ngờ ngươi đã tiến vào quy hư rồi với cảnh giới của ngươi bây giờ xông vào quy hư chẳng khác gì tình chết bây giờ đệ tử chỉ mới ở bên ngoài quy hư tuyệt đối không dám xông vào sâu bên trong quy hư ninh tiểu xuyên nói ngươi xác định là bây giờ bản thân vẫn đang ở bên ngoài quy hư chứ mặc dù tuế hàn vũ ở xa ức vạn dặm thế nhưng vẫn có thể thấy rõ hết thảy mọi thứ xung quanh ninh tiểu xuyên ý của sư tôn là gì ninh tiểu xuyên có chút khó hiểu không phải mình đang ngồi trong thạch miếu ư chẳng lẽ nơi này không phải ở bên ngoài quy hư không có gì nếu ngươi đã tiến vào quy hư thì cứ tiến vào đi tuế hàn vũ lạnh lùng nói ngươi đã tu luyện diệt thế kiếm đạo và diệt thế ma hỏa đạo đến đại thừa tiếp theo ta sẽ chuyển cho ngươi một loại thần thông thứ chín trong ba ngàn diệt thế đạo tiếp thần đạo thế nào là tiếp thần ninh tiểu xuyên hỏi tuế hàn vũ nói thế giới của thần không giống thế giới phàm nhân phàm nhân muốn câu thông với thần linh tất nhiên phải tiếp thần nếu như tu luyện tiếp thần đạo đến tiểu thừa có thể tiến dẫn thần hồn của một vị thứ thần mượn thần lực của vị thứ thần đó tu luyện tiếp thần đạo đến trình độ tinh thâm càng có thể tiếp dẫn được nhiều thần hồn mà lực lượng của thần hồn tiếp dẫn đến cũng cường đại hơn tu luyện tiếp thần đạo đến đại thừa thậm chí có thể đồng thời mời đến thần hồn của tám vị chân thần, đồng thời điều động lực lượng của tám vị chân thần đó. Ninh Tiểu Xuyên có chút nghi hoặc, hỏi, lúc đệ tử tu luyện thành diệt thế kiếm phách, cũng có thể ngưng tụ ra hồn ảnh của tổ sư diệt thế đạo, như vậy có thể tính là tiết thần hay không? Đương nhiên là không tính. Tuế Hàn Vũ nói, đó căn bản không phải là mượn lực lượng của tổ sư, mà chỉ mới là sinh ra một loại dị tượng sau khi tu luyện thành kiếm quyết mà thôi. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên kích động không gì sánh được, liền hỏi: Nếu như ta tu luyện tiếp thần đạo đến tiểu thành, tiếp dẫn được thần hồn của một vị thứ thần, như vậy ta có thể phát huy được bao nhiêu lực lượng của vị thứ thần đó?" Tuế Hàn Vũ nói: "Tu luyện tiếp thần đạo giúp ngươi câu thông với lực lượng của thần linh, ngươi càng tạo mối liên hệ chặt chẽ với thần linh đó thì càng điều động được nhiều lực lượng. Có lẽ là một phần ngàn ức của lực lượng thần linh, cũng có thể là một phần ngàn lực lượng của thần linh, tất cả còn phải xem vị thần linh đó có muốn cho ngươi mượn lực lượng hay không." Ninh Tiểu Xuyên khẽ nheo mắt, nói. Nếu như ta tiếp dẫn thần hồn của sư tôn tới bên cạnh ta, như vậy có phải sẽ phát huy được một phần ngàn lực lượng của sư tôn hay không? Nếu như ngươi thật sự tu luyện tiếp thần đạo đến tiểu thành, hơn nữa thật sự gặp phải nguy cơ sinh tử mà ngươi không thể ứng phó được, vi sư tất nhiên có thể cho ngươi mượn một phần ngàn thần lực, thậm chí một phần trăm thần lực. Tuế Hàn Vũ đáp, trong lòng ninh tiểu xuyên triệt để chấn động, trong lòng cuồng khiếu. Trời đất, đây mới thật sự là đại thần thông. Nếu như tu luyện tiếp thần đạo thành công, vậy thì chẳng khác gì có được một tấm kim bài miễn tử. Mặc dù không biết tu vi của Tuế Hàn Vũ rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì, thế nhưng, ít nhất có lẽ cũng là một vị thứ thần. Nếu mượn được một phần trăm lực lượng của một vị thứ thần, vậy còn không phải là quét ngang thiên hư đại lục, còn ai có thể địch lại. Khó trách tiết thần đạo lại xếp trước một trăm trong ba ngàn diệt thế đạo, không ngờ nghịch thiên đến mức độ như vậy. Tuế Hàn Vũ lại nói, diệt thế kiếm đạo là trụ cột của ba ngàn diệt thế đạo, diệt thế ma hỏa đạo trong 3000 diệt thế đạo thì xếp hạng sau 2000, cho nên tu luyện tương đối dễ. Còn tiếp thần đạo thì xếp trước 100 trong 3000 diệt thế đạo, vốn dĩ nên đợi tới khi ngươi đạt tới trí tôn cảnh mới truyền thụ cho ngươi. Thế nhưng đại loạn sắp tới, với tu vi của ngươi, e rằng khó có thể tự bảo vệ mình, cho nên mới sớm truyền thụ tiếp thần đạo cho ngươi. Đương nhiên, độ khó của việc tu luyện tiếp thần đạo vượt xa diệt thế kiếm đạo và diệt thế ma hỏa đạo, ngươi muốn tu luyện tới tiểu thành cũng không phải là chuyện dễ dàng đệ tử nhất định sẽ dốc toàn lực tu luyện thành công tiếp thần đạo quyết không để sư tôn thất vọng ninh tiểu xuyên nói tuế hàn vũ nói được rồi bây giờ ta sẽ truyền thụ công pháp tu luyện tiếp thần đạo cho ngươi ngươi hãy nhớ cho kỹ toàn thân ninh tiểu xuyên chấn động ngay sau đó liền có vô số văn tự tiến vào trong đầu của hắn ngưng tụ thành một phần công pháp tiếp thần đạo quả không hổ là thần thông xếp trước một trăm trong ba ngàn diệt thế đạo thực sự vô cùng tối nghĩa khó hiểu từng câu từng chữ chẳng khác gì thần văn Ninh Tiểu Xuyên tìm hiểu suốt 3 ngày cũng không thể nắm bắt được trọng điểm, liền đình chỉ tu luyện, tránh cho trong lòng xuất hiện chấp niệm quá mạnh mẽ, ngược lại tẩu hỏa nhập ma. Lúc này, hắn vẫn ngồi trong thạch miếu, thế nhưng bức tượng đá của Tử Kim Hoàng chủ đã khôi phục lại tự nhiên, không còn tiếp tục hiển thánh nữa. Tử Hàm Yên, Tiểu Hồng, Bảo Châu Địa Tạng, Nhạc Minh Tùng dường như cũng nhận được chỗ tốt rất lớn, hấp thu được thần lực, tất cả đều đang đắm chìm trong tu luyện. Trong đó, tu vi của Tử Hàm Yên là tiến bộ lớn nhất, không ngờ lại có thể ngưng tụ ra tử hà đạo thai hơn nữa tử hà đạo thai còn ly thể lơ lửng trên đỉnh đầu nàng trên làn da tinh tế tỉ mỉ tựa như phủ lên một tầng tử hà vô số tia thần khí màu tím từ trong đạo thai phát ra tựa như thần long vườn quanh thân thể nàng mỗi một chân tơ kẽ tóc đều lưu động thần quang không hổ là hậu nhân của tử kim hoàng chủ trong cơ thể có mang thần huyết khoảnh khắc tử kim hoàng chủ hiển thánh nàng đã lĩnh ngộ được đạo lý thành thần của tử kim hoàng chủ xem ra không lâu nữa nàng sẽ đột phá đến chân nhân cảnh rồi một thanh âm nữ tử giống như thanh âm thiên nhiên vang lên sau lưng ninh tiểu xuyên tuyết linh hư ninh tiểu xuyên nghe thấy thanh âm của tuyết linh hư liền xoay người lại quả nhiên trông thấy tuyết linh hư dáng vẻ tú lệ xuất trần từ bên ngoài thạch miếu đi tới một thân áo trắng không chút tì vết khí chất thanh nhã trên người lưu động từng tia không gian rung động rõ ràng đã tiến vào thạch miếu thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy nàng dường như đang đứng ở một thời không khác chân thật và hư ảo, quả thực thần bí khó lường. Tuyết Linh Hư tiến vào thạch miếu, đôi tay tuyết trắng như ngọc chắp trước ngực, khom người cúi đầu với bức tượng đá tử kim hoàng chủ, lộ vẻ thập phần thành kính. Trong đôi mắt đẹp của nàng tràn ngập linh tính, mỗi tác gia thịt đều lóng lánh tựa như tiên ngọc, toàn thân tản mát hương thơm thanh nhã, ôn nhu nói: "Ninh Tiểu Xuyên, trưởng giáo chân nhân có đến quy hư không?" Ninh Tiểu Xuyên thản nhiên nói: "Trưởng giáo chân nhân đã mang theo những tu sĩ khác của Thiên Đế Sơn tiến về trung thổ, tìm kiếm đạo chẳng tu luyện mới, sau này e rằng tại Bắc Cương rất khó có thể tìm thấy tu sĩ nhân loại nữa. Tuyết Linh hư khẽ nhíu mày, than nhẹ một tiếng, tựa như đã dự liệu được kết quả như vậy. Nửa ngày sau nàng mới nói, chỉ có mấy người các ngươi đến Quy hư thôi sao? Tạm thời chỉ có mấy người chúng ta tìm được đến đây. Đương nhiên, vẫn có rất nhiều cường giả nhân tộc đến Quy hư, đáng tiếc đều bị Sinh Linh yêu tộc kiềm chế, e rằng rất khó có thể giúp được ngươi. Ninh Tiểu Xuyên nói như vậy thì có chút khó xử lý rồi. Tuyết Linh Hư càng nhíu mày thật sâu, suy tư một lát, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nói, võ đạo tâm cung của tử kim hoàng chủ hiện đang nằm trong tay ta. Thế nhưng, bây giờ ta lại không thể rời khỏi nơi này, một khi mang võ đạo tâm cung ra khỏi quy hư, thiên mộng yêu hoàng sẽ lập tức cảm giác được khí thức của võ đạo tâm cung. Với tu vi cường đại của nàng ta, căn bản không thể trốn thoát được. Ninh Tiểu Xuyên nói, chẳng lẽ không thể sử dụng thủ đoạn nào đó để che đệ khí, tức phát ra từ võ đạo tâm cung của tử kim hoàng chủ. Tuyết Linh Hư lắc đầu, nói, ngươi đã từng nhìn thấy võ đạo tâm cung của tử kim hoàng chủ, hẳn cũng biết võ đạo tâm cung của thứ thần ẩn chứa năng lượng cường đại như thế nào, ngay cả bạch vân động thiên, mà thiên đế lưu lại cũng không thể che giấu hoàn toàn lực lượng của võ đạo tâm cung. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu. Võ đạo tâm cung của tử kim hoàng chủ khổng lồ như một khối tinh cầu, phàm nhân căn bản không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nó ẩn chứa lực lượng quá kinh khủng. Tuyết Linh Hư nói, nơi này chính là một nơi mật địa mà tử kim hoàng chủ đã mở ra trong quy hư, ta đã phát hiện được một bí mật trọng đại trong này. Bí mật gì? Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên hỏi. Người đi theo ta. Tuyết Linh Hư xoay người đi ra khỏi thạch miếu. Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn qua đám người từ hàm yên, chỉ thấy bọn họ vẫn đang tu luyện, liền không muốn quấy nhiễu bọn họ, lập tức đi theo thần hồn của Tuyết Linh Hư, rời khỏi thạch miếu. Sau khi đi ra khỏi thạch miếu, Ninh Tiểu Xuyên lập tức kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện cảnh tượng xung quanh đã hoàn toàn bất đồng so với khi tiến vào thạch miếu rồi. Trước khi tiến vào thạch miếu, bên ngoài thạch miếu là một cái vực sâu hắc ám không thấy đáy, thế nhưng sau khi đi ra khỏi thạch miếu thì lại bắt gặp một mảnh đất hoang vu trống trải, đưa mắt nhìn không thấy điểm cuối. Mặt đất một màu đỏ thẫm, không có cây cỏ, khiến người ta cảm thấy một bầu không khí trầm lặng tiêu điều. Tuyết Linh hư mặc một thân tuyết bào trắng noãn, tựa như một vị tiên tử kỳ ảo, chân đạp hư không, mỗi khi bước một bước đều tựa như đang dẫm lên một đóa hoa sen trong hư không. Bầu không khí trầm lặng tại mảnh đất này nhờ có nàng, cho nên mới khiến người ta có cảm giác bừng bừng sinh cơ. Tu vi của nàng ta đã bước vào chân nhân cảnh rồi, tốc độ tu luyện thật nhanh, khó trách có thể lấy được võ đạo tâm cung của tử kim hoàng chủ, trong thánh quốc yêu tộc. Ninh Tiểu Xuyên vốn cho rằng tốc độ tu luyện của mình đã là cực nhanh, không người nào có thể so sánh, thế nhưng, không ngờ tuyết linh hư còn tu luyện nhanh hơn cả hắn số mệnh trên người nàng tuyệt đối không yếu hơn ninh tiểu xuyên mảnh thiên địa này là một tiểu thế giới mà tử kim hoàng chủ mở ra ở sâu bên trong quy hư cách biên giới quy hư mấy trăm vạn dặm tuyết linh hư nói không ngờ đã xâm nhập vào mấy trăm vạn dặm trong quy hư rồi ta hiểu rồi tòa thạch miếu này trên thực tế là một tòa trận pháp truyền tống không gian chỉ những người có tâm thành kính lễ bái bức tượng của tử kim hoàng chủ thì mới có thể khiến tử kim hoàng chủ hiển thánh sau khi tử kim hoàng chủ hiển thánh, sẽ dùng lực lượng thần linh, mở ra truyền tống trận. Ninh Tiểu Xuyên nói. Tuyết Linh hư đáp. Đúng vậy. Cũng chỉ có đại thần thông của thứ thần, như tử kim hoàng chủ mới có thể cưỡng ép ra một con đường không gian trong quy hư, đưa chúng ta truyền tống đến nơi này. Cũng chỉ có nơi này mới có thể tránh thoát được tâm thần dò xét của thiên mộng yêu hoàng. Bằng không thì nàng ta đã sớm đoạt lại võ đạo tâm cung của tử kim hoàng chủ rồi. Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Ngươi ẩn thân trong này đã một thời gian rồi, rốt cuộc đã phát hiện được bí mật gì chúng ta đến rồi tuyết linh hư bỗng nhiên dừng bước đưa mắt nhìn về một tòa núi lớn phía xa đó là một tòa núi cao tới mấy ngàn thước mọc lên giữa đất bằng thập phần đột ngột trên tòa núi lớn này khắp nơi đều là vách đá tựa như một cái trụ trời cắm trên mặt đất đây là không đúng ninh tiểu xuyên vừa nhìn thấy tòa núi lớn này liền cảm thấy một luồng khí thế áp bách đập vào mặt quả thực khiến người ta khó có thể thở dốc người cũng phát hiện rồi đúng không Tuyết Linh Hư đứng trong hư không cách mặt đất chừng ba trượng, mái tóc đen dài theo gió chập chờn, trường bào màu trắng bị gió thổi rán sát vào người, hiển lộ thân thể mềm mại và từng đường cong mê người. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, gọi ra 19 thanh kiếm cụ tượng thần thông, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm dài hơn 10 mét. Ta sẽ khiến nó khôi phục diện mạo như cũ. Hắn tay cầm đại kiếm, chém mạnh về phía tòa núi lớn kia. Ầm ầm ầm. Tòa núi lớn lập tức nứt ra từng đạo vết nứt, vô số đất đá từ trên thân núi sụp đổ xuống, bên dưới đất đá lộ ra một kiện đồ vật khổng lồ bằng đồng thau lúc đất đá hoàn toàn rơi xuống cuối cùng cũng lộ ra bản thể của kiện đồ vật đồng thau này không ngờ lại là một tòa tháp cổ thanh đồng bị tàn phá nửa tòa trấn nhân tháp còn lại không ngờ bị tử kim hoàng chủ phong ấn ở nơi này ninh tiểu xuyên nhìn tòa tháp cổ bị tàn phá trước mắt hoàn toàn giống hệt khí tức của nửa tòa tháp cổ trong tay thiên mộng yêu hoàng tàn tháp này có một luồng lực lượng áp chế vô hình đối với tu sĩ nhân loại tuyệt đối là trấn nhân tháp không thể nghi ngờ Tuyết Linh Hư nói: Bất luận là Võ Đạo Tâm Cung của Tử Kim Hoàng Chủ hay là nửa tòa Trấn Nhân Tháp, đều tuyệt đối không thể rơi vào tay Thiên Mộng Yêu Hoàng được. Ý của ngươi là? Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn qua Tuyết Linh Hư. Tuyết Linh Hư nói: Phong ấn Võ Đạo Tâm Cung của Tử Kim Hoàng Chủ và nửa tòa Trấn Nhân Tháp này tại đây, chặt đứt truyền tống của trận thông đến nơi này. Như vậy thì Thiên Mộng Yêu Hoàng không có Võ Đạo Tâm Cung của Tử Kim Hoàng Chủ, vĩnh viễn không thể nghịch thiên trọng sinh cũng vĩnh viễn không thể đạt được nửa tòa trấn nhân tháp còn lại. Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên lộ ra thần sắc trầm tư, lắc đầu nói: "Ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Thiên Mộng Yêu Hoàng có thể bảo tồn được võ đạo tâm cung của Tử Kim Hoàng chủ, chẳng lẽ nàng lại không thể tự bảo tồn yêu nguyên của mình? Chúng ta đoạt lại võ đạo tâm cung của Tử Kim Hoàng chủ, thật sự có thể ngăn cản nàng ta nghịch thiên trọng sinh ư? Ta cũng đã từng nghĩ qua vấn đề này. Nếu như Thiên Mộng Yêu Hoàng thật sự bảo tồn yêu nguyên của nàng lại, như vậy thì sẽ cất giấu yêu nguyên, tại nơi nào để tránh bị cường giả đỉnh cấp của nhân tộc phát giác ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ninh Tiểu Xuyên đưa mắt nhìn về phía tòa chấn nhân tháp trước mặt, nói. Nếu như nàng ta đem yêu nguyên của mình phong ấn trong chấn nhân tháp, e rằng cho dù là trí tôn của nhân loại, cũng không có khả năng phát giác được khí thức yêu nguyên của nàng. Nói cách khác, nếu như chúng ta để võ đạo tâm cung của tử kim hoàng chủ vào trong nửa tòa chấn nhân tháp này, thiên mộng yêu hoàng cũng tuyệt đối không thể phát giác được khí tức võ đạo tâm cung. Tuyết Linh Hư nói, người muốn đem võ đạo tâm cung của tử kim hoàng chủ và chấn nhân tháp ra ngoài ư. Như vậy thì quá mạo hiểm rồi, nếu như rơi vào trong tay yêu tộc, sẽ trở thành tai họa ngập đầu đối với nhân loại chúng ta. Trong mắt Ninh Tiểu Xuyên mang theo sự kiên định, nói, nếu như thiên mộng yêu hoàng thật sự bảo tồn được yêu nguyên của mình, cộng thêm ức vạn máu tươi của tu sĩ nhân loại Bắc Cương, đúc luyện được thân thể thứ thần, một khi nàng ta nghịch thiên trọng sinh, sẽ trở thành tai họa ngập đầu đối với nhân tộc." Ninh Tiểu Xuyên lại nói, "Ta đã từng đến Táng Thần Sơn, nhìn thấy thủ đoạn trọng sinh mà Tử Kim Hoàng chủ bố trí, sinh mệnh chi thủy và thái cực đồ hắc bạch. Ta còn từng đi qua nơi chôn hài cốt Tử Kim Hoàng chủ, phát giác trong xương cốt của Tử Kim Hoàng chủ có một luồng lực lượng ý chí cường đại. Nếu như chúng ta có thể mang võ đạo tâm cung của Tử Kim Hoàng chủ đến Táng Thần Sơn, thì rất có khả năng có thể khiến cho Tử Kim Hoàng chủ nghịch thiên sống lại. Nếu Thiên Mộng Yêu Hoàng thật sự trọng sinh thành thứ thần, e rằng cũng chỉ có từ kim hoàng chủ trọng sinh mới có thể chống đỡ nổi nàng ta. Tuyết Linh Hư cũng lộ ra thần sắc trầm tư, thật lâu sau mới lên tiếng. Người nói rất có đạo lý, chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Trước hết chúng ta thu lấy nửa tòa chấn nhân tháp này đã. Kia là cái gì? Trong thanh âm của Tuyết Linh Hư có vài phần kinh dị, nhìn chằm chằm vào một bóng người huyết sắc đứng trên đỉnh chấn nhân tháp. Bóng người huyết sắc kia không biết xuất hiện từ bao giờ, rất giống bức tượng đá tử kim hoàng chủ trong thạch miếu. Thế nhưng, trên người của hắn lại tản mát một luồng khí tức tà dị, hàn khí dày đặc, tựa như diêm la trong địa ngục. Khí tức trên người hắn thập phần khủng bố, chỉ một cái liếc mắt quét qua Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư, đã khiến cho hai người đồng thời thổ ra một ngụm máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất. Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn thực sự là Tử Kim Hoàng Chủ? Tử Kim Hoàng Chủ căn bản không chết. Trong mắt Ninh Tiểu Xuyên lộ ra một tia thần sắc hoảng sợ. Nếu Tử Kim Hoàng Chủ thật sự chưa chết, vẫn luôn ở trong nửa tòa trấn nhân tháp này, như vậy thì cỗ thi cốt trong táng thần sơn là ai tuyết linh hư lắc đầu nhìn chằm chằm bóng người đứng trên đỉnh trấn nhân tháp nói không phải tử kim hoàng chủ mặc dù lực lượng của hắn rất cường đại thế nhưng vẫn kém xa thứ thần chẳng lẽ là một tia ý niệm trong đầu tử kim hoàng chủ lưu lại ninh tiểu xuyên cũng cảm thấy khí tức này có chút bất thường tựa như bóng người huyết sắc kia không có linh hồn căn bản không thể nào là một vị thứ thần được không có khả năng nếu như tử kim hoàng chủ lưu lại ý niệm thì tuyệt đối sẽ không tà dị như thế. Ta đi dò xét xem hắn rốt cuộc là cái quỷ gì. Ninh tiểu xuyên, ngươi tùy thời tiếp ứng ta. Tuyết linh hư đứng dậy, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, trên người bộc phát một vầng hào quang trói mắt không gì sánh được. Vụt, nàng vừa bước đi, thân thể uyển chuyển mềm mại lập tức biến mất, không thấy bóng dáng đâu nữa. Một khắc sau, trên đỉnh đầu của bóng người huyết sắc kia trượt xuất hiện một tia không gian chấn động tuyết linh hư từ trong hư không đi ra năm ngón tay ngọc cấp tốc kết ấn kết xuất ra một đạo ấn ký cường đại đế vương sinh tử ấn chỉ trong thoáng chốc toàn bộ thiên địa phong vân đều biến sắc sau lưng tuyết linh hư xuất hiện đế ảnh cao 900 trăm trượng hai tay biến thành màu vàng mười ngón tay tựa như hóa thành mười tòa núi khổng lồ tại trung tâm mười tòa núi vàng kia nâng đỡ một vầng thái dương hừng hực thiêu đốt chấn áp xuống đỉnh đầu bóng người huyết sắc đệ nhất thần thông của thiên đế sơn đế vương sinh tử ấn nghe nói đế vương sinh tử ấn chính là thần thông mạnh nhất mà thiên đế sáng tạo ra ngoại trừ thiên đế thì không còn người nào có thể học được thế nhưng tuyết linh hư lại có tư chất nghịch thiên đuổi kịp thậm chí là vượt qua tiên hiền không ngờ lại có thể luyện thành đế vương sinh tử ấn nàng đứng trong hư không tựa như một vị thần nữ thánh khiết không tì vết hai tay nâng một vầng thái dương đánh ra sinh tử ấn ký cưỡng ép phá vỡ huyết vụ xung quanh thân thể bóng người huyết sắc kia chiến lực cường đại như vậy hoàn toàn có thể miểu sát chân nhân cùng cảnh giới bóng người huyết sắc kia phát ra một tiếng giống giống hệt dã thú tựa như tiếng sấm nổ vang duỗi ra một ngón tay yêu tà điểm về phía tuyết linh hư mặc dù đế vương sinh tử ấn cường đại thế nhưng bóng người huyết sắc kia lại càng khủng bố hơn đế vương sinh tử ấn bị đánh nát hóa thành từng điểm quang vũ màu vàng phốc phốc một đạo chỉ lực tà dị mang theo hào quang xuyên thủng vai phải của tuyết linh hư để lại một vết thương khiến người khác nhìn thấy mà khiếp sợ máu tươi chảy xuống nhuộm đỏ bộ áo trắng tuyết linh hư có thể cảm nhận được một luồng tà khí đang dũng mãnh tràn vào thân thể thân thể trong nháy mắt đã trở nên rét lạnh tựa như rơi vào hầm băng phá nàng lập tức điều động lực lượng của hỗn độn tâm cung ngón tay ngọc điểm vào hư không mở ra một cánh cửa không gian muốn nhanh chóng đào tẩu tu vi của bóng người huyết sắc thật sự đáng sợ với lực lượng của nàng hiện tại căn bản không thể chống lại thế nhưng bóng người huyết sắc kia lại căn bản không định thả cho nàng rời đi đôi mắt tà khí dày đặc chậm rãi mở ra trong hốc mắt nhen nhóm hai đốm tà hỏa màu xanh cặp tà hỏa từ trong mắt hắn phóng ra đánh nát cánh cửa hư không khiến cho không gian vỡ ra thành từng mảnh ống tay áo của tuyết linh hư bị một tia tà hỏa dính phải lập tức bốc cháy tựa như muốn thiêu đốt toàn thân nàng bóng người huyết sắc kia rốt cuộc là quái vật gì thật quá đáng sợ ngay cả tuyết linh hư cũng không phải là đối thủ của hắn ninh tiểu xuyên thấy tuyết linh hư bị bóng người huyết sắc đánh bại lập tức ra tay trợ giúp tuyết linh hư thoát khốn vụt Ninh Tiểu Xuyên gọi ra ma kiếm, dùng kiếm làm đao, thi triển khai thiên tích địa đao quyết. Lực lượng thần linh trong thiên địa hội tụ về phía Ninh Tiểu Xuyên, sau lưng Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ ra một cái đế ảnh khổng lồ. Một kiếm mang theo khí tức thần linh vô cùng vô tận chém xuống. Một kiếm này, của Ninh Tiểu Xuyên quả nhiên đã thành công hấp dẫn lực chú ý của bóng người huyết sắc. Hắn lập tức bỏ qua Tuyết Linh Hư, đánh ra một đạo tà thủ ấn đỏ như máu, đánh nát toàn bộ kiếm khí mà Ninh Tiểu Xuyên chém ra. Đùng Đế ảnh sau lưng Ninh Tiểu Xuyên bị một luồng lực lượng vô hình trùng kích, lập tức nứt ra. Đạo tà thủ ấn đỏ như máu còn cách thân thể Ninh Tiểu Xuyên chừng vài trăm thước, thì thân thể Ninh Tiểu Xuyên đã bị một luồng lực lượng vô hình đánh trúng, bay ngược về phía sau, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể bị hao tổn, thiếu chút nữa thì thân thể đã bị xé nát. Quá mạnh mẽ, căn bản không phải là lực lượng cùng một cấp bậc. Ninh Tiểu Xuyên ôm ngực, ăn một viên Tam chuyển hoàn dương đan vào, lập tức khôi phục thương thế một kích của Ninh Tiểu Xuyên cũng không phải vô ích, ít nhất là hắn đã thành công giải cứu Tuyết Linh Hư, để nàng có thể trốn thoát. Thương thế của Tuyết Linh Hư cũng không nhẹ, ống tay áo của nàng bị tà hỏa đốt sạch, lộ ra một cánh tay tuyết trắng, tựa như tiên tinh thần tùy đúc luyện thân thể, không có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Trên vai phải của nàng có một vết thương, máu tươi chảy nhỏ giọt không ngừng, căn bản không thể cầm máu được. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một viên tam chuyển hoàn dương đan đưa cho Tuyết Linh Hư, ra hiệu cho nàng trị thương trước, Tuyết Linh Hư biết Ninh Tiểu Xuyên là một đại dưỡng tâm sư, vì vậy liền nhận lấy tam chuyển hoàn dương đan. Sau khi nuốt đan dược thì tia tà khí trong cơ thể cuối cùng cũng bị khu trục, vết thương trên vai phải cũng chậm rãi khép lại. Không lâu sau, da thịt lại khôi phục vẻ óng ánh. Hai người bọn họ đứng cách ngoài chăm dặm, cảnh giác nhìn bóng người huyết sắc đứng trên đỉnh nửa tòa chấn nhân tháp, phát hiện bóng người huyết sắc kia cũng không hề đuổi giết bọn họ. Bóng người huyết sắc giang hai tay ra, đôi mắt khép hờ, vẫn đứng yên trên đỉnh tháp hấp thu từng đoàn khí vụ từ trong chấn nhân tháp phát ra vào cơ thể, chuyển hóa thành lực lượng của mình. Mỗi khi hít vào một đoàn khí vụ, tà khí trên người hắn lại càng trở nên cường đại hơn, quả thực tựa như mặt trời giữa trưa, cường đại đến mức người khác khó có thể tiếp cận. Ninh Tiểu Xuyên nói, hắn đang hấp thụ oán linh chi khí của các tiên hiền nhân loại bị chấn sát trong tháp, lực lượng không ngừng tăng cường, càng lúc càng trở nên khủng bố rồi. Tuyết Linh hư liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên, hỏi, Ninh Tiểu Xuyên, đao quyết mà vừa rồi ngươi thi triển là gì? mặc dù ninh tiểu xuyên cầm ma kiếm nhưng tuyết linh hư vẫn có thể nhìn ra được ninh tiểu xuyên không phải thi triển kiếm quyết mà là một loại đao quyết cường đại đến cực điểm người có nghi vấn gì thì cứ hỏi đi ninh tiểu xuyên biết tuyết linh hư đã nhìn ra manh mối cho nên căn bản không muốn giấu giếm nàng tuyết linh hư nói người không phải hậu nhân thiên đế nhất tộc thế nhưng lại có thể điều động được thần lực của thiên đế nhất định có liên quan đến bộ đao quyết vừa rồi đúng không đúng vậy đao quyết mà ta vừa thi triển quả thật là do thiên đế sáng chế tên là Khai Thiên Tích Địa Đao. Ninh Tiểu Xuyên đáp, ánh mắt Tuyết Linh hư thoáng ngưng tụ, nói, không ngờ chiêu đao quyết này lại thực sự tồn tại. Một vị tổ tiên trong tộc của ta đã từng nói, thần thông mạnh nhất mà thiên đế sáng tạo ra là đế vương sinh tử ấn, thế nhưng đế vương sinh tử ấn cũng không phải là tinh túy đạo pháp cả đời của thiên đế, truyền thừa chân chính khiến thiên đế thành thần đạo chính là một chiêu đao quyết, đại biểu cho tổng kết tu luyện cả đời của thiên đế. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đạt được chiêu đao quyết này, nhất định phải sử dụng cẩn thận, ngàn vạn lần không thể truyền cho người có tâm thuật bất chính." Ninh Tiểu Xuyên hơi kinh ngạc, vốn dĩ cho rằng Tuyết Linh Hư muốn thu hồi khai thiên tích địa đao, không ngờ nàng lại không làm vậy. Hơi dừng lại một chút, Ninh Tiểu Xuyên nói: "Nếu ngươi muốn học, ta có thể truyền thụ đao quyết này cho ngươi, nên biết rằng khai thiên tích địa đao chính là tổng kết tu luyện cả đời của Thiên Đế, uy lực kinh người, Tuyết Linh Hư là hậu nhân của Thiên Đế, trong lòng tất nhiên vẫn có vài phần động tâm." trước hết hãy nghĩ biện pháp cướp lấy chấn nhân tháp, đợi sau khi ra khỏi quy hư, ta nhất định sẽ thỉnh giáo ngươi phương pháp tu luyện khai thiên tích địa đao. Tuyết Linh Hư nhìn bóng người huyết sắc càng ngày càng trở nên khủng bố, trầm tư suy nghĩ đối sách, muốn dùng biện pháp khác để cướp đi chấn nhân tháp. Thế nhưng, những biện nghĩ ra được đều bị nàng gạt bỏ, bởi vì tu vi của bóng người huyết sắc quá mạnh mẽ, bất kể sách lược gì, đứng trước lực lượng tuyệt đối thì đều không có hiệu quả. Nếu như không dùng chấn nhân tháp để áp chế khí, tức võ đạo tâm cung của tử kim hoàng chủ, một khi bọn hắn rời khỏi quy hư, thì nhất định sẽ bị thiên mộng yêu hoàng cảm ứng được khí tức. Thế nhưng, muốn cướp chấn nhân tháp thì phải giao thủ với bóng người huyết sắc kia. Ngay cả tuyết linh hư đã đạt tới cảnh giới chân nhân, cũng không địch nổi một chiêu của bóng người huyết sắc, thì làm sao mới có thể cướp được chấn nhân tháp dưới chân hắn đây? Trận đại chiến vừa rồi đã khiến những người đang tu luyện trong thạch miếu bừng tỉnh, tất cả đều vội vàng chạy tới. Nhìn thấy bóng người huyết sắc đứng trên đỉnh chấn nhân tháp, tất cả mọi người đều khiếp sợ, bởi vì bóng người huyết sắc kia thật sự rất giống tử kim hoàng chủ, không khác gì tử kim hoàng chủ trọng sinh. Hắn không phải tổ tiên, thế nhưng trên người của hắn lại mang theo khí tức của tổ tiên. Lần đầu tiên tử hàm yên nhìn thấy bóng người huyết sắc, liền lập tức phủ định, tuyệt đối không tin đó chính là tử kim hoàng chủ. Ta muốn xem xem, hắn thực sự là yêu nghiệt phương nào. Nhạc Minh Tùng lấy ra một cái gương đồng thô giáp từ trong ngực, chiếu về phía bóng người huyết sắc kia. Bề mặt gương đồng liền xuất hiện một kiện áo bào đầm đìa máu, một kiện chiến bào đứng thẳng tắp trên đỉnh chấn nhân tháp, bị một đoàn huyết khí vây quanh, quỷ dị không gì sánh được. Nhìn thấy hình ảnh trong gương đồng, Ninh Tiểu Xuyên ngược lại hít một ngụm hàn khí, nói: "Là một kiện huyết y, kiện huyết y này có thể sinh ra linh trí, biến thành tà linh ư?" Bảo Châu địa tạm trợn trừng mắt, cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng nổi. Nhạc Minh Tùng kích động hét lên: "Đây tuyệt đối là kiện chiến y mà Tử Kim hoàng chủ đã từng mặc." nhiễm phải thần huyết của tử kim hoàng chủ, thế nhưng, không ai ngờ sau nhiều năm, kiện huyết y mà tử kim hoàng chủ cởi ra lại biến thành một đầu huyết linh. Một giọt huyết dịch của thứ thần, có thể chấn sát một vị trí tôn. Một kiện chiến bảo nhiễm đầy huyết dịch của thứ thần, liệu ẩn chứa năng lượng đáng sợ cỡ nào? Nhớ năm xưa tử kim hoàng chủ đánh khắp thiên hạ không địch thủ, một mình một người giết vào quy hư, dùng vô thượng đại thần thông mở ra một đầu cổ lộ thông vào sâu bên trong quy hư. Bên trong quy hư rốt cuộc có sinh linh cường đại, như thế nào mà có thể khiến cho thứ thần bị thương máu nhuộm đỏ cả chiến bào còn may là thần huyết trên chiến bào đã khô bằng không thì e rằng huyết linh kia còn cường đại hơn bây giờ gấp 10 lần gấp trăm lần bảo châu địa tạng nói nhạc minh tùng chợt hỏi vậy bây giờ làm gì đây huyết linh kia là huyết bào mà thứ thần từng mặc với lực lượng của mấy người chúng ta cũng không đủ cho nói nhét kẽ răng phải làm sao mới có thể cướp được chấn nhân tháp nếu như ma kiếm của ta có thể để thăng tới cấp bậc trí tôn khí thượng phẩm chỉ cần một kiếm là có thể hút cạn được huyết khí của huyết linh đáng tiếc là cấp bậc hiện tại của ma kiếm chỉ là trí tôn khí hạ phẩm căn bản không thể tạo thành uy hiếp đối với huyết linh ninh tiểu xuyên lộ ra thần sắc trầm tư nói bây giờ chỉ có một biện pháp thôi ta và tiểu hồng hợp thể dẫn dụ huyết linh kia rời đi sau đó các ngươi đi thu lấy chấn nhân tháp một khi lấy được chấn nhân tháp lập tức chạy vào trận pháp trong thạch miếu rời khỏi nơi này tuyết linh hư nói tu vi của ngươi còn chưa đạt tới chân nhân cảnh cứ để ta dẫn dụ huyết linh đi. Không, võ đạo tâm cung của tử kim hoàng chủ đang nằm trong tay ngươi, chấn nhân tháp phải do ngươi thu lấy. Một khi mở ra trận pháp, rời khỏi nơi này, phải lập tức bỏ võ đạo tâm cung của tử kim hoàng chủ vào chấn nhân tháp, bằng không thì cho dù chúng ta chạy thoát, cũng chỉ có một con đường chết. Ninh Tiểu Xuyên lại nói, huống hồ, ngươi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, mang theo võ đạo tâm cung của tử kim hoàng chủ đến táng thần sơn. Trợ giúp tử kim hoàng chủ trọng sinh, Hàm Yên, ngươi và thần nữ điện hạ hãy cùng đến táng thần Sơn. Ngươi chính là hậu nhân của tử kim hoàng chủ, có lẽ có thể trợ giúp thần nữ điện hạ một tay. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, sau khi ta và tiểu hồng hợp thể, có thể thi triển thần long tật tốc, chưa chắc đã không trốn được. Hơn nữa, ta còn có hỏa giao vương. Nhạc Minh Tùng vuốt hai tròm dâu bên mép, tựa như đang suy tư gì đó, nửa ngày sau mới nói. Ta cảm thấy ta nên rời khỏi đây trước, để tránh liên lụy đến mọi người. Mọi người cứ yên tâm, sau khi ta trốn ra ngoài, nhất định sẽ tận lực dẫn nhiều cường giả nhân loại hơn tới cứu các ngươi. Ta là một người rất nghĩa khí." Dứt lời, Nhạc Minh Tùng lập tức bỏ chạy, trở về thạch miếu, cúi đầu với tượng đá Tử Kim Hoàng chủ, mở ra truyền tống trận, trốn khỏi mảnh thiên địa ở sâu bên trong quy hư này. Hắn, không ngờ, đào thoát trước, như vậy cũng gọi là nghĩa khí ư? Ninh Tiểu Xuyên hậm hực lắc đầu, dù sao thì từ đầu đến cuối cũng không định để Nhạc Minh Tùng vào trong kế hoạch nếu như bọn họ thất bại, tất cả chết tại đây, thì ít nhất vẫn có một người đem tình huống tại nơi này nói cho cường giả nhân tộc biết. Tiểu Hồng, hợp thể. Ninh Tiểu Xuyên quát. Tiểu Hồng lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, bay về phía Ninh Tiểu Xuyên, lúc còn cách Ninh Tiểu Xuyên 10 mét thì đã hóa thành một đám mây đỏ thẫm. Vụt. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng hợp thành một thể, trên người mặc long lân chiến giáp, trên lưng mọc long rực, bay thẳng về phía trấn nhân tháp. Sau khi hấp thu thần lực trong thạch miếu, tu vi của Ninh Tiểu Xuyên và tiểu hồng đều bước vào thiên nhân cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, bây giờ bọn họ hợp thể, tất nhiên càng cường đại hơn, tốc độ nhanh như một tia ánh sáng. Lúc Ninh tiểu xuyên bay đến vị trí cách huyết linh 10 dặm thì hạ xuống, đình chỉ tiếp cận, lấy chân vũ cung ra, kéo cung thành một đường cong như trăng tròn. Một mũi chân vũ tiễn màu vàng phá không bay đi, mang theo một đoàn diệt thế ma hỏa, đánh lên người huyết linh. Phanh! Huyết khí xung quanh thân thể huyết linh bị đánh tan, thiếu chút nữa là bị chân vũ tiễn kích thương. Huyết Linh mở trừng đôi mắt xanh lè, tà diễm sôi trào, đưa mắt liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên cách ngoài mười dặm, trong mắt tràn ngập sát ý, trong mắt hắn, tên nam tử nhân loại này chính là một kẻ không biết trời cao đất rộng, không ngờ dám chủ động khiêu khích hắn, xem ra đã cảm thấy chán sống rồi. Nếu không phải hắn đang hấp thu oán linh chi khí từ trong trấn nhân tháp phát ra, thì đã trấn sát toàn bộ tu sĩ trẻ tuổi của nhân tộc rồi, há có thể cho phép bọn chúng chủ động khiêu khích mình. Chết! Trong cổ họng huyết linh phát ra một tiếng khàn khàn, cánh tay đầm đìa máu của nó đánh ra một đạo thủ ấn huyết sắc chấn áp về phía ninh tiểu xuyên cách ngoài 10 dặm nhìn thấy huyết linh xuất thủ ninh tiểu xuyên liền không chút nghĩ ngợi lập tức triển khai long rực bay lên trời tránh thoát huyết linh công kích bởi vì ninh tiểu xuyên và huyết linh cách xa 10 dặm cho nên ninh tiểu xuyên vẫn có đủ thời gian để đào tẩu không ngờ lại không đuổi theo ninh tiểu xuyên chạy trốn hơn trăm dặm mới phát hiện huyết linh không đuổi theo vì vậy lập tức quay trở về um. Ninh Tiểu Xuyên lại bắn ra một mũi tên về phía huyết linh, tiếp tục khiêu khích. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên liên tiếp khiêu khích 7 lần, cuối cùng huyết linh cũng không nhịn được nữa, trong miệng phát ra một tiếng thét dài, hóa thành một đạo huyết quang, đánh về phía Ninh Tiểu Xuyên. Nhìn thấy huyết linh sông lên, Ninh Tiểu Xuyên lập tức triển khai long rực, đào tẩu với tốc độ cao nhất. Huyết linh vừa mới rời khỏi trấn nhân tháp, hư không trên trấn nhân tháp lập tức nứt ra một đạo khe hở. Tuyết linh hư tựa như một vị tinh linh thánh khiết, từ trong hư không bước ra, cánh tay khẽ phất, liền thu chấn nhân tháp vào trong ống tay áo. Sau khi lấy đi chấn nhân tháp, nàng lập tức quay trở về thạch miếu. Lúc này, tử hàm yên và bảo châu địa tạng đã mở truyền tống trận pháp, bức tượng đá cấp tốc xoay tròn, tản mát thần quang trói mắt. Tiểu xuyên còn chưa trở về, các ngươi cứ đi trước đi, ta ở đây chờ hắn. Tử hàm yên đứng tại lối ra vào của thạch miếu, nhìn đám huyết vân trên bầu trời với vẻ đầy lo lắng, trong lòng không yên, cho nên mới dự định ở lại chờ ninh tiểu xuyên. Bảo Châu Địa Tạng tất nhiên, cũng nhìn ra được quan hệ giữa Tử Hàm Yên và Ninh Tiểu Xuyên không phải bình thường, trong lòng há có thể không ảm thấy ghen tuông. Thế nhưng, cho tới bây giờ, nàng vẫn áp chế tình cảm trong lòng, không biểu lộ ra ngoài. Tử Hàm Yên có thể ở lại chờ Ninh Tiểu Xuyên, tại sao nàng lại không thể? Bảo Châu Địa Tạng niết Phật Châu trong tay, sau lưng tản mát Phật quang màu vàng trói mắt, thoáng nhìn qua Tử Hàm Yên, nói. Tử cô nương, ngươi hãy cùng thiên đế thần nữ rời đi trước, các ngươi có chuyện quan trọng hơn phải làm có thể ngăn cản được thiên mộng yêu hoàng tàn sát nhân tộc hay không phải trông cậy vào các ngươi rồi ở đây cứ giao cho ta ta sẽ ở lại tiếp ứng ninh tiểu xuyên tuyết linh hư thoáng nhìn qua bảo châu địa tạng và tử hàm yên trong lòng thầm nghĩ ninh tiểu xuyên có thể chủ động nắm giữ được phương tâm của hai vị thiên tri kiêu nữ chẳng lẽ hắn có mị lực lớn như vậy sao tử hàm yên và cửu thiên thánh nữ bất kể người nào cũng đều là mỹ nhân thế gian hiếm có hơn nữa còn có thiên tư đỉnh cấp, nam tử khác được một người trong số đó, ưu ái cũng đã đủ khiến vô số người trong thiên hạ ghen ghét và hâm mộ rồi. Các nàng đều ưu tú và xinh đẹp, không biết Ninh Tiểu Xuyên sẽ lựa chọn như thế nào. Tử sư muội, ngươi và ta hãy rời khỏi nơi này trước, ở đây cứ giao cho Cửu Thiên Thánh nữ đi. Tuyết Linh hư thoáng nhìn qua Bảo Châu Địa Tạng, liền bắt lấy cánh tay Tử Hàm Yên, mang theo nàng tiến vào trận pháp. Một lát sau, hai người bọn họ liền biến mất, không thấy đâu nữa nhìn thấy tử hàm yên rời đi bảo châu địa tạng ngược lại thở vào một hơi tựa như vừa tống tiễn được một đại địch sau khi ninh tiểu xuyên thi triển thần long tật tốc tốc độ liền nhanh đến kinh người thậm chí vượt qua một vài chân nhân yếu kém thế nhưng tốc độ của huyết linh lại càng nhanh hơn chỉ trong thoáng chốc đã đuổi kịp hắn một chỉ điểm tới sau lưng ninh tiểu xuyên ninh tiểu xuyên cảm thấy bản thân như bị khóa chặt toàn thân không thể nhúc nhích chỉ có thể trơ mắt nhìn ngón tay của huyết linh đâm về phía mình không có biện pháp tranh lệch giữa hai bên thật sự quá xa Huyết linh hư đạt tới chân nhân cảnh, vậy mà vẫn không thể tiếp được một chiêu của huyết linh, huống chi bây giờ Ninh Tiểu Xuyên còn chưa đạt tới chân nhân cảnh. Ninh Tiểu Xuyên chủ động muốn dẫn dụ huyết linh rời đi, thực ra cũng không ôm hy vọng có thể chạy thoát. Thế nhưng, trong lòng hắn lại không cam tâm chết đi như vậy, không đến thời khắc cuối cùng thì hắn tuyệt đối không từ bỏ. Hỏa giao vương, vòng càn khôn trên cổ tay của Ninh Tiểu Xuyên lóe lên, phóng ra một đầu hỏa giao vương dài mấy trăm mét. Bảy viên huyền thạch thiên phẩm trên bụng hỏa giao vương đồng loạt sáng lên tản mát hào quang chói mắt, mang theo khí thế vô cùng cường đại, trùng kích về phía huyết linh. Sau khi lực lượng hỏa giao vương kích phát ra, có thể sánh ngang với tu sĩ chân nhân cảnh tầng thứ ba, giống như một giải sơn lĩnh đỏ thẫm, ngăn cản trước người ninh tiểu xuyên, chặn đứng công kích của huyết linh. Phành, cánh tay huyết linh vung lên, trực tiếp chặt đứt hỏa giao vương thành hai đoạn, sau đó lại chém ra hai chảo, xé hỏa giao vương thành mảnh nhỏ. Ninh Tiểu Xuyên thừa cơ chạy đến thạch miếu, nhìn thoáng qua phía sau chỉ thấy tàn thể của hỏa giao vương từ trên trời rơi xuống trong lòng tiếc nuối không thôi đây là huyền thạch nhân ngẫu tam phẩm giá trị liên thành không ngờ lại bị huyết linh xé thành mảnh vụn quá biến thái rồi hỏa giao vương tu vi chân nhân cảnh tầng thứ ba không ngờ ở trước mặt hắn lại không hề có năng lực phản kháng gì ninh tiểu xuyên đi mau bảo châu địa tặng mở truyền tống cổ trận ra kéo ninh tiểu xuyên chuẩn bị đào thoát bỗng nhiên trong không khí vang lên tiếng xe gió sắc bén huyết linh đuổi giết vào trong thạch miếu một trưởng đánh về phía lưng ninh tiểu xuyên lực lượng của huyết linh khủng bố như thế nào ngay cả thân hình của hỏa giao vương cũng bị một trưởng chém đứt huống chi là ninh tiểu xuyên đúng lúc này thân ảnh bảo châu địa tạng lóe lên đưa tay ôm lấy cổ ninh tiểu xuyên gián sát lên lưng hắn không ninh tiểu xuyên biết bảo châu địa tạng muốn làm gì lập tức hét lớn muốn ngăn cản nàng nhưng đã không kịp nữa huyết linh đánh một trưởng lên lưng bảo châu địa tạng Mang theo lực lượng bài sơn đảo hải, mặc dù đã bị Bảo Châu Địa Tạng ngăn cản, thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy một luồng lực lượng cường đại đánh lên lưng, chấn động đến mức cột sống của hắn như muốn gãy rời, miệng thổ máu tươi. Ngay cả với thể chất và tu vi của hắn cũng bị kích thương, có thể đoán được Bảo Châu Địa Tạng bị chúng công kích trực tiếp, đã phải chịu đựng công kích mạnh như thế nào. Vụt, luồng lực lượng xung kích cường đại đánh bay Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng ra ngoài, rơi vào trong truyền tống cổ trận, biến mất trong thần quang màu tím. Lúc Ninh Tiểu Xuyên từ trong thần quang đi ra, thì hắn đã ở trong tòa thạch miếu lúc đầu tiến vào. Hắn lập tức đỡ Bảo Châu Địa Tạng từ trên lưng xuống, kiểm tra thương thế của nàng. Hai mắt Bảo Châu Địa Tạng nhắm chặt, sắc mặt thập phần tái nhợt, khóe môi còn vương tơ máu. Thế nhưng, nàng vẫn còn hô hấp, chưa chết. Ninh Tiểu Xuyên liền lấy ra một viên tam chuyển hoàn dương đan cho nàng phục dụng. Một lát sau, Bảo Châu Địa Tạng từ từ tỉnh lại. Hàng lông mi khẽ rung rung, đôi mắt như nước nhìn Ninh Tiểu Xuyên chăm chú cuối cùng ninh tiểu xuyên cũng thở phào một hơi đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của nàng nói tại sao lại ngốc nghếch như vậy bảo châu địa tạng khẽ nhách môi lộ ra nụ cười mê người nói có thể khiến ngươi động tâm với ta dù trả giá như thế nào cũng đáng ngươi có biết vừa rồi thiếu chút nữa ngươi đã mất mạng hay không trong lòng ninh tiểu xuyên có chút cay đắng ta có một cái mùa hộ mệnh do trí tôn luyện chế bảo châu địa tạng lật tay một cái lộ ra một đám ngọc phấn khẽ nói Đáng tiếc, cái mùa hộ mệnh này đã hoàn toàn vỡ nát, Ninh Tiểu Xuyên, về sau phải nhờ ngươi bảo hộ ta rồi." Ninh Tiểu Xuyên nhìn nàng một cái thật sâu, quan sát dung nhan mỹ lệ động lòng người của nàng, trong lòng sinh ra một loại tư vị không nói nên lời. Vụt, thần quang trong thạch miếu lại lóe sáng. Ninh Tiểu Xuyên biến sắc, hô lên: "Không ổn, huyết linh kia thông qua truyền tống cổ trận đuổi tới rồi." Ninh Tiểu Xuyên lập tức ôm lấy Bảo Châu Địa Tạng, hai chân đạp thất thải quang hoa, lao ra khỏi thạch miếu, bay về phía khu vực bên ngoài quy hư. Ầm ầm ầm. Ninh Tiểu Xuyên vừa mới lao ra khỏi thạch miếu, tòa thạch miếu liền nổ tung, hóa thành từng khối đá vụn, một đoàn tà vụ đỏ như máu từ trong thạch miếu lao ra, đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cấp tốc chạy trong khu thứ 9 của quy hư, rất nhanh đã tới biên giới quy hư, thế nhưng, đoàn tà vụ đỏ thẫm kia vẫn đuổi theo, bay đến đỉnh đầu của hắn. Trong đoàn tà vụ này, có một kiện chiến bào huyết sắc phiêu động, phát ra thanh âm khiến người ta sởn hết cả gai ốc bảo châu địa tạng nằm trong lòng ninh tiểu xuyên vẫn thập phần bình tĩnh trên dung nhan tuyệt lệ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nói ninh tiểu xuyên hôm nay e rằng chúng ta không thể trốn thoát rồi trước khi chết ta muốn biết ngươi có nguyện ý song tu với ta hay không ninh tiểu xuyên cắn chặt răng nhìn đoàn huyết vụ trên đỉnh đầu lại nhìn bảo châu địa tạng nói ta nguyện ý xem ra hôm nay thực sự chạy trời không khỏi nắng rồi lúc này Ninh Tiểu Xuyên cũng không có biện pháp nào khác, huyết linh thật sự quá cường đại, căn bản không phải là thứ mà bọn họ lúc này có thể chống lại. Tiểu tử nhân loại, bổn hậu xem lần này ngươi còn có thể trốn được đi đâu. Một thanh âm nữ tử lạnh băng văng lên, truyền vào trong tai Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lập tức dừng bước, ngừng đầu nhìn lên. Thạch cơ yêu hậu từ trên trời bay tới, dáng ngươi thon gầy, đôi ngực cao ngất, đôi chân thẳng tắp, mái tóc dài màu trắng bay phất phới, tựa như một vị nữ vương băng sơn hạ xuống trước mặt Ninh Tiểu Xuyên gặp lại thạch cơ yêu hậu ninh tiểu xuyên không chỉ không sợ ngược lại còn mừng rỡ lập tức chạy tới thạch cơ yêu hậu thấy ninh tiểu xuyên không ngờ vội vàng chạy về phía mình trong lòng có chút nghi hoặc tên tiểu tử nhân loại này có lá gan cũng không nhỏ chẳng lẽ muốn giao thủ với bồn hậu ý nghĩ này vừa sinh ra thạch cơ yêu hậu liền trông thấy trên đỉnh đầu ninh tiểu xuyên có một đám tà vân đỏ như máu lập tức hiểu ra mục đích mà ninh tiểu xuyên xông về phía mình xem ra hắn đã chọc phải hung vật nào đó trong quy hư muốn mượn tay bổn hậu để đối phó với hung vật đó rồi. Tiểu tử nhân loại, rốt cuộc ngươi đã chọc phải cái gì?" Thạch Cơ Yêu Hậu mỉm cười, mặc dù cảm nhận được sự cường đại của tà vật trên bầu trời, thế nhưng nàng lại thập phần bình tĩnh, không sợ hãi chút nào. Ninh Tiểu Xuyên cũng biết rõ, chỉ khi trốn bên cạnh Thạch Cơ Yêu Hậu, mượn nhờ lực lượng của nàng thì hôm nay mới có đường sống. Hắn lập tức phóng về phía Thạch Cơ Yêu Hậu, nói, "Đó là một huyết linh. Ngươi dù sao cũng là một thiên kiêu thế hệ trẻ có thể đếm trên đầu ngón tay." của nhân tộc, chỉ một huyết linh đã dọa ngươi thành như vậy sao? Trên mặt Thạch Cơ yêu hậu lộ ra nụ cười yêu mị, luồng khí chất nữ vương trên người nháy mắt biến mất, tựa như hóa thành một tuyệt đại yêu nữ có thể mị hoặc chúng sinh. Huyết linh đã đuổi tới, toàn bộ bầu trời đều bị huyết khí bao trùm, biến thành một biển máu. Huyết linh đứng trong đoàn huyết vụ, gương mặt già nua, thân hình cao ngạo, trên người tản mát một luồng khí tức thần linh nhàn nhạt, nhạt, quả thực giống như một vị thứ thần đang đứng trên trời, cúi đầu quan sát chúng sinh thạch cơ yêu hậu thu lại nụ cười ánh mắt thoáng trở nên ngưng trọng nói nó là huyết linh do máu tươi của thứ thần thai nghén ma thành khá lắm một huyết linh thứ thần tu luyện trên mười vạn năm các ngươi có thể trốn thoát từ trong tay nó chừng tỏ bản lĩnh không nhỏ huyết linh đứng trên hư không ánh mắt nhìn chăm chú thạch cơ yêu hậu miệng phát ra thanh âm khàn khàn chết thạch cơ yêu hậu khẽ mỉm cười ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài nói bổn hậu khuyên ngươi hãy trở về đi, bằng không, người vạn năm tu hành của ngươi, e rằng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thạch cơ yêu hậu thật cuồng vọng, không ngờ ngay cả huyết linh thứ thần cũng không để vào mắt. Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ, hắn biết rõ sự khủng bố của huyết linh, nếu như thạch cơ yêu hậu chủ quan mà chết trong tay đối phương, e rằng hôm nay hắn và bảo châu địa tạng đều khó có thể trốn thoát. Huyết linh bị thạch cơ yêu hậu chọc giận, liền hóa thành một trận gió tanh từ trên trời lao xuống, cuốn thạch cơ yêu hậu vào trong biển máu, con người thạch cơ yêu hậu thoáng co rút lại trên người tản mát thần quang năm màu thân thể tựa như linh thạch phi hành trong biển máu triển khai đấu pháp kịch liệt với huyết linh tu vi của thạch cơ yêu hậu thật mạnh không ngờ có thể đánh một trận với huyết linh thương thế của bảo châu địa tạng đã khôi phục không ít nhìn thấy ninh tiểu xuyên vẫn ôm mình trong ngực nội tâm không khỏi sinh ra vài phần ngượng ngùng ninh tiểu xuyên ngươi có thể thả ta xuống rồi bảo châu địa tạng thấp giọng nói ninh tiểu xuyên lắc đầu nghiêm túc nói nhân lúc thạch cơ yêu hậu cuốn lấy huyết linh chúng ta bỏ chạy thôi thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn cứ để ta bế ngươi như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn đào tẩu chạy đi đâu một đạo nhân ảnh tịnh lệ từ trên trời bay xuống ngăn cản đường đi của ninh tiểu xuyên thạch cơ yêu hậu ngươi ninh tiểu xuyên không ngờ thạch cơ yêu hậu lại nhanh chóng chấn áp huyết linh như vậy vốn dĩ hắn định mang bảo châu địa tạng bỏ chạy thế nhưng nhìn thấy thạch cơ yêu hậu hắn liền dừng bước trong tay thạch cơ yêu hậu cầm một cái bình đá màu trắng, trong bình chứa một gốc kỳ thảo năm màu. Lúc này, trong bình đá chuyển ra tiếng gào thét của huyết linh, tựa như lệ quỷ đang khóc thảm. Thạch tịnh bình của bổn hậu chuyên thu tà linh quỷ quái, chỉ một huyết linh cũng dám đối nghịch với bổn hậu, quả thật là chán sống. Trên mặt thạch cơ yêu hậu lộ ra nụ cười mê người, dùng một ngón tay điểm lên bình đá, bề mặt bình đá lập tức bị một tầng bạch quang bao trùm. Trong bình đá, tiếng kêu của huyết linh càng trở nên thê lương hơn, tựa như đang thừa nhận đau đớn cực độ nào đó. Không ngờ ngay cả huyết linh tu luyện 10 vạn năm cũng bị nàng chấn áp, phòng trừng địa ngô yêu hoàng cũng không phải là đối thủ của nàng, không biết nàng ta có cướp lại được thiên nhất thánh thủy hay không. Ninh Tiểu Xuyên lại một lần nữa được kiến thức sự cường hoành của thạch cơ yêu hậu, trước kia, nhất định nàng vẫn còn che giấu tu vi, bằng không thì tuyệt đối không thể dễ dàng chấn áp huyết linh thứ thần như vậy. Sau khi huyết linh bị thu vào bình đá, biển máu trên bầu trời cũng dần tiêu tán. Trong biển máu rơi xuống một kiện huyết bào bị tàn phá. Huyết bào vừa rơi xuống đất, một luồng tà khí từ trong huyết bào phát ra, lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Cái gì vậy? Trong mắt Thạch Cơ yêu hậu thoáng lộ một tia tò mò, bay tới trước mặt huyết bào, nhặt nó lên. Thế nhưng, ngón tay của nàng vừa chạm lên huyết bào, toàn thân liền run lên, tựa như bị điện giật, lập tức bay ngược về phía sau, cuốn lấy đám người Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng, bay ra cách ngoài ngàn dặm. Sau khi hạ xuống đất, Cánh tay của Thạch Cơ Yêu Hậu liền biến thành màu đỏ, nguyên khí tổn hao cực nhiều, sắc mặt rất kém, có một luồng tà lực không tên xâm nhập vào trong cơ thể nàng, đang ăn mòn yêu thể của nàng. Chiến y thứ thần. Trên chiến y này, có một luồng tà lực còn đáng sợ hơn cả lực lượng thứ thần. Thạch Cơ Yêu Hậu sắc mặt đại biến, lập tức ngồi xếp bằng tại chỗ, một luồng thần quang năm màu từ trong cơ thể của nàng phóng ra, toàn lực luyện hóa tà lực đang xâm nhập vào cơ thể. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? thạch cơ yêu hậu có thể chấn áp được huyết linh, tại sao lại bị một kiện huyết bào đả thương? Bảo Châu Địa Tạng thập phần khó hiểu. Ninh Tiểu Xuyên cũng rất khó lý giải, thế nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy, liền nói. Cơ hội tốt, bây giờ chúng ta phải đi ngay. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa bị chặn đường. Ý niệm thể của thạch cơ yêu hậu từ trong hư không ngưng tụ ra, một cánh tay trắng như ngọc không chút tì vết đặt lên vai Ninh Tiểu Xuyên, nói. Tiểu tử nhân loại, không có sự cho phép của bồn hậu thì ngươi không thể đi đâu được mặc dù chỉ là ý niệm thể của thạch cơ yêu hậu, thế nhưng vẫn có được một phần mười lực lượng của thạch cơ yêu hậu. Cánh tay nàng đặt trên vai Ninh Tiểu Xuyên tựa như năm tòa núi lớn, nhấn chìm hai chân của Ninh Tiểu Xuyên vào lòng đất. Toàn thân cốt cách của Ninh Tiểu Xuyên đều vang lên răng rắc, hắn nhắm mắt lại, tựa như nhận mệnh, tâm bình khí hòa nói. Yêu hậu, ta đa tạ ơn cứu mạng của ngươi còn kịp, như thế nào lại chạy trốn chứ? Thế nhưng, kiện huyết bào kia đã là chiến bào mà tử kim hoàng chủ từng mặc, nhất định đã bị tả biến, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Ninh Tiểu Xuyên cũng học theo nhạc Minh Tùng, đã biết bản thân không phải là đối thủ của đối phương, vậy thì tốt nhất nên hạ thấp tư thái của mình xuống một chút, sau đó mới nghĩ biện pháp thoát thân. Ninh Tiểu Xuyên xoay người, nhìn chằm chằm ý niệm thể của Thạch Cơ Yêu Hậu, lộ ra nụ cười tươi giói. Thạch Cơ Yêu Hậu thu bàn tay lại, thoáng lộ một tia kinh ngạc, nói, không ngờ là huyết bào của tử kim hoàng chủ, khó trách lại ẩn chứa lực lượng cường đại như vậy. Nếu thế thì chúng ta lại càng không thể ly khai. Bảo vật này không lấy, chẳng lẽ chờ người khác tới lấy?" Ninh Tiểu Xuyên nói. "Thế nhưng trên kiện huyết bào kia nhiễm tà khí, ngay cả yêu hậu cũng bị thương. Loại tà vật như vậy, chúng ta nên tránh xa thì tốt hơn." Trước mặt bổn hậu, người còn muốn giả vờ. "Tà khí của kiện huyết bào kia quả thực rất mạnh, người khác không chạm vào được, thế nhưng người tu luyện ra ma đạo chí tôn thể có thể chạm vào. Trong thiên hạ này, còn tà khí nào có thể tà dị hơn lực lượng ma đạo chí tôn thể chứ?" Thạch Cơ yêu hậu nói. Ninh Tiểu Xuyên thoáng giật mình kinh hãi, đây vẫn là lần đầu tiên có người biết hắn tu luyện thành công trí tôn thể. Thạch cơ yêu hậu tựa như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Ninh Tiểu Xuyên, liền nói. Bổn hậu chính là một viên ngũ thải linh thạch, đã tu luyện mấy chục ức năm mới thành đạo, bởi vì thuộc dị loại cho nên mới tu luyện chậm chạp. Thế nhưng, bí mật và tri thức mà bổn hậu biết được, e rằng ngay cả thứ thần cũng không thể so sánh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mặc dù tốc độ tu luyện của tu sĩ nhân loại rất nhanh, thế nhưng tuổi thọ lại ngắn ngủi mặc dù tu luyện thành thứ thần thì cũng có thời điểm thiên nhân ngũ suy yêu tộc thì lại khác tốc độ tu luyện của yêu tộc mặc dù tương đối chậm chạp thế nhưng tuổi thọ thì lại dài hơn nhân loại rất nhiều đương nhiên trong yêu tộc cũng có rất nhiều thiên tài không chỉ tuổi thọ rất dài mà tốc độ tu luyện cũng nhanh tới kinh người hiển nhiên yêu tộc dị loại như thạch cơ yêu hậu thì tuổi thọ lại càng lâu đời hơn trong đó thậm chí có một vài tồn tại có thể thọ cùng trời đất nói là bất tử cũng không ngoa Chẳng qua, như vậy cũng chỉ mới được xem là gần như bất tử mà thôi, bởi vì bắt đầu từ khi yêu tộc dị loại đản sinh ra yêu thể, cứ cách 500 năm lại phải trải qua một lần tiểu kiếp, cứ cách 5.000 năm lại phải trải qua một lần đại kiếp. Nếu trải qua kiếp nạn thì có thể sống sót, không chống được kiếp nạn thì nguyên thần sẽ tiêu vong. Mặc dù bản thể của thạch cơ yêu hậu đã sinh ra mấy chục ức năm, thế nhưng, yêu thể của nàng cũng chỉ mới ra đời hơn 4.000 năm mà thôi, đã trải qua 9 lần tiểu kiếp, sắp nghênh đón lần đại kiếp đầu tiên. Trước khi nàng còn chưa đản sinh ra hình thái, thực ra chỉ là một khối ngũ thải linh thạch thông linh, trong năm tháng vô tận nhất định đã tiếp xúc với rất nhiều bí mật, thu hoạch được rất nhiều trí thức. Tại phương diện này hiển nhiên không có mấy người có thể so sánh với nàng. Dưới sự uy hiếp của Thạch Cơ yêu hậu, Ninh Tiểu xuyên không thể không tiến đến chỗ kiện huyết bào kia. Nếu như ta mặc kiện huyết bào này vào, nói không chừng có thể đạt được lực lượng của huyết bào, đến lúc đó, phải chăng không cần sợ Thạch Cơ yêu hậu nữa? Trong lòng Ninh Tiểu xuyên thầm nghĩ vậy tiểu tử nhân loại, ngươi ngàn vạn lần đừng hy vọng mượn nhờ lực lượng của huyết bào để đối phó với bổn hậu, mặc dù bổn hậu không thể chạm vào huyết bào, nhưng muốn cách không đánh chết ngươi cũng không phải chuyện khó. Mặt khác, tiểu Nico và tiểu long nữ của ngươi vẫn còn nằm trong tay bổn hậu, tin rằng các nàng cũng sẽ không hy vọng ngươi làm những chuyện ngốc nghếch. Thạch cơ yêu hậu khẽ cười một tiếng. Tiếng cười của thạch cơ yêu hậu đặc biệt dễ nghe, thế nhưng ninh tiểu xuyên nghe thấy lại cảm thấy thập phần căm tức. Thạch cơ yêu hậu khôn khéo tựa như, có thể nhìn thấu bất kỳ ý nghĩ nào của ninh tiểu xuyên người thông minh giảo hoạt bác học không có nhược điểm nhưng tại sao tên khốn nhạc minh tùng kia lại có thể lừa gạt được nàng rốt cuộc là ninh tiểu xuyên không giỏi ngụy trang hay nhạc minh tùng là bậc thấy ngụy trang ninh tiểu xuyên đột nhiên dừng bước nhìn tầng bùn đất đỏ như máu dưới chân sát khí phát ra từ huyết bào mà thứ thần từng mặc không ngờ lại cường đại như thế mặt đất trong vòng ngàn dặm biến thành một màu đỏ như máu mỗi một tắc đất đều nhiễm phải tà khí ngoại trừ ninh tiểu xuyên tu luyện thành ma đạo trí tôn thể ra, bất kể là sinh linh nào tiến vào mảnh địa vực này, đều nhất định sẽ bị tà khí nhập thể. Chỉ một kiện huyết bào đã đáng sợ như thế, không biết ma đạo trí tôn thể có thật sự chống lại được tà lực của nó hay không? Trong lòng ninh tiểu xuyên trượt sinh ra một suy nghĩ cổ quái, chẳng lẽ năm xưa tử kim hoàng chủ không phải chết già? Nói không chừng cái chết của hắn lại có liên quan đến luồng tà lực này. Năm xưa, tử kim hoàng chủ tiến vào quy hư, rốt cuộc đã gặp phải sinh linh đáng sợ bực nào, lấy huyết y làm trung tâm, trong phạm vi vài trăm mét đều tràn ngập huyết khí nồng đậm, huyết khí không ngừng quay cuồng, giống như từng tầng huyết sóng sôi trào. Ninh Tiểu Xuyên đến vị trí cách huyết y mấy chục mét, liền cảm giác được một luồng tà khí vô hình đang chui vào thân thể. Luồng tà khí này băng hàn dị thường, lạnh đến mức khiến linh hồn người khác run rẩy. Ninh Tiểu Xuyên lập tức kích phát ra lực lượng trí tôn ở sâu trong huyết mạch, bắn ra hai vầng hào quang đen trắng, ngăn cản luồng tà khí nhập thể. Ninh Tiểu Xuyên tay cầm hộp đá mà Thạch Cơ yêu hậu đưa cho hắn, Đi tới bên cạnh kiện huyết y, đưa tay chạm vào nó. Ồ, thế nhưng, kiện huyết y kia lại trầm trọng dị thường, không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại không thể nhấc nổi nó. Kiện chiến bào này cũng không phải là phàm vật, lại dính đầy máu tươi của thứ thần, vì vậy mặc dù chỉ là một kiện huyết y, nhưng lại nặng tới ngàn vạn cân. Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, cuối cùng cũng nhặt được huyết y lên, thu vào trong hộp đá, sau đó rời khỏi mảnh thổ địa huyết sắc này. Yêu hậu, ta đã thu huyết y vào trong hộp đá bây giờ ta sẽ đặt nó trước mặt ngươi. Ninh Tiểu Xuyên tay cầm hộp đá, nhìn chăm chăm biến hóa trong mắt của thạch cơ yêu hậu. Ninh Tiểu Xuyên vừa mới đi, tới vị trí cách ý niệm thể của thạch cơ yêu hậu chừng 10 trượng, đã bị thạch cơ yêu hậu quát rừng, nàng khẽ phất tay một cái, nói. Được rồi, ngươi đặt hộp đá trên mặt đất đi, không cần đưa tới chỗ bổn hậu. Rất hiển nhiên, thạch cơ yêu hậu căn bản không tin tưởng Ninh Tiểu Xuyên, vẫn còn cảnh giác đối với hắn, ninh tiểu xuyên thực ra cũng muốn sử dụng huyết y để đối phó với thạch cơ yêu hậu nhưng nàng ta cẩn thận như thế cho nên cũng chỉ có thể vứt bỏ tính toán trong lòng tìm cơ hội khác ninh tiểu xuyên cẩn thận đặt hộp đá trên mặt đất sau đó lui về phía sau hai bước trẻ con dễ dạy thạch cơ yêu hậu khẽ mỉm cười duỗi tay ra đột nhiên cánh tay rung lên cái hộp đá kia tựa như bị một luồng lực lượng vô hình bắt lấy tự động bay tới tay nàng thạch cơ yêu hậu vốn định mở hộp đá ra xem kiểm tra huyết y có thật sự ở trong hộp hay không thế nhưng nghĩ đến tà lực khủng bố của huyết y nàng vừa đưa tay ra thì liền thu trở về không phải ngươi là không bỏ huyết y vào trong hộp đá đấy chứ mí mắt thạch cơ yêu hậu thoáng nhách lên trong ánh mắt sáng người mang theo vài tia hàn quang mạng của chúng ta đều nằm trong tay yêu hậu ta cũng không dám làm trò trước mặt ngươi nếu yêu hậu không tin bây giờ ta có thể mở hộp đá ra để yêu hậu tự mình kiểm tra ninh tiểu xuyên bình tĩnh nói Thạch Cơ yêu hậu đi tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, duỗi năm ngón tay ngọc nâng cầm hắn lên, nhìn chằm chằm ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên trong khoảng cách gần. Ninh Tiểu Xuyên vẫn bất động thanh sắc, thế nhưng, lúc Thạch Cơ yêu hậu nhất cầm hắn lên, ánh mắt lại không tự chủ nhìn vào đôi gò bồng đầy đạn trước ngực Thạch Cơ yêu hậu, chỉ thấy ở đó là một mảng da thịt trắng tuyết, khe rãnh sâu hun hút, bởi vì to lớn vô cùng cho nên mới có chút nhộn nhạo. Nhìn xuân quang trước mắt, lại ngửi mùi thơm phát ra từ trên người Thạch Cơ yêu hậu, ngay cả tâm trí kiên định như ninh tiểu xuyên cũng không cầm lòng được khẽ nuốt một ngụm nước bọt thạch cơ yêu hậu tựa như căn bản không chú ý tới hai cái hung khí của mình có lực sát thương rất lớn với ninh tiểu xuyên chậm rãi thu tay lại trên mặt lộ nụ cười mị hoặc đôi môi đỏ mọng khẽ nhách lên một đường cong mỹ diệu nói ta thấy ngươi cũng không có gan lừa gạt bổn hậu nhìn thấy thạch cơ yêu hậu quay người rời đi ninh tiểu xuyên cuối cùng cũng thở phào một hơi vị yêu hậu này quả thực đáng sợ bất luận là tu vi hay thân hình ngạo nhân của nàng đều đủ để chính phục vô số nam tử. Ninh Tiểu Xuyên đi tới bên cạnh Bảo Châu Địa Tạng và Tiểu Hồng, ân cần hỏi thăm. Thạch cơ yêu hậu không làm khó các ngươi chứ. Nàng muốn nhận ta làm con gái nuôi, đáng tiếc là bị ta cự tuyệt, dựa vào cái gì mà ta phải nhỏ hơn nàng ta một bối phận. Tiểu Hồng cũng không cảm thấy thạch cơ yêu hậu đáng sợ, vẫn một bộ dạng hồn nhiên như trước. Bảo Châu Địa Tạng do dự một lát, nói. Nàng cho ta ăn một viên đan dược. Đan dược gì? Ninh Tiểu Xuyên nắm lấy tay Bảo Châu Địa Tạng, dùng tâm thần xâm nhập vào trong cơ thể nàng không cần lãng phí tinh thần của ngươi làm gì bổn hậu không phải cho nàng ăn độc dược chỉ là một viên hóa thạch châu mà thôi nếu không có giải dược thì một năm sau nàng ta sẽ hóa thành một bức tượng nếu có giải dược thì hóa thạch châu sẽ dung nhập vào cốt cách tăng cường thể chất cho nàng ta thạch cơ yêu hậu thản nhiên nói thạch cơ yêu hậu lại nói nếu ngươi dám không nghe lệnh bổn hậu chỉ cần ý niệm bổn hậu khẽ động là thân thể của nàng ta sẽ lập tức hóa đá Ninh Tiểu Xuyên cũng không dò xét được bất kỳ dấu hiệu trúng độc nào trong cơ thể Bảo Châu Địa Tạng, nếu thật sự đúng như lời Thạch Cơ yêu hậu nói, vậy thì khó xử lý rồi. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên là đại dưỡng tâm sư cũng không thể phá giải được. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên trầm xuống, nói: "Thạch Cơ yêu hậu, chúng ta chỉ là tu sĩ trẻ tuổi của nhân tộc mà thôi, còn ngươi lại là yêu hậu cao cao tại thượng, chúa tể của đại hoang, dùng loại thủ đoạn này để đối phó với chúng ta, ngươi không sợ sau khi chuyển ra ngoài sẽ hủy đi thanh danh của ngươi ư?" bổn hậu làm việc chỉ chú ý tới kết quả không cân nhắc đến quá trình thạch cơ yêu hậu căn bản không để tâm những gì ninh tiểu xuyên nhách cầm lên cao ngạo nói giống như một con thiên nga tuyết trắng đang nhìn một con cóc trong vũng bùn ninh tiểu xuyên hỏi rốt cuộc ngươi muốn gì tiểu tử nhân loại chỉ cần ngươi dẫn bổn hậu tiến đến phong thần động phủ bổn hậu nhất định sẽ giao giải dược cho ngươi thạch cơ yêu hậu nói ninh tiểu xuyên nói ta có thể tin được lời của ngươi sao thạch cơ yêu hậu nói bổn hậu từ trước tới nay nói một không nói hai đã đáp ứng cho ngươi giải dược thì tuyệt đối sẽ không lật lọng nhưng nếu ngươi dám dở trò bổn hậu muốn giết ngươi cũng không phải là chuyện khó thạch cơ yêu hậu thu hồi ý niệm thể vào trong cơ thể từ dưới đất đứng dậy tà khí trên người tán đi dạ thịt lại một lần nữa khôi phục tuyết trắng nõn nà tựa như có từng tia linh quang lưu động từ bên ngoài quan sát căn bản không thể nhìn ra được nguyên khí của nàng đã khôi phục hay chưa ninh tiểu xuyên thử thăm dò yêu hậu, trận chiến của ngươi và địa ngô yêu hoàng, kết quả thế nào, có đoạt lại được thần dịch hay không? Địa ngô chẳng qua chỉ là một đầu thiên túc ngô công tu luyện thành đạo, thuộc đám yêu xúc phàm tục, há có thể là đối thủ của bồn hậu. Trong đôi mắt đẹp của thạch cơ yêu hậu lộ ra một tia khinh thường, sau đó lại nói, chẳng qua, bồn hậu bị tà khí nhập thể, tu vi tổn hao nhiều, nếu như lại giao thủ với địa ngô, e rằng sẽ chịu nhiều thua thiệt, phải nhanh chóng rời khỏi quy hư thôi. Tà khí bên truyền huyết y quả thật cường đại dị thường, khiến thạch cơ yêu hậu bị thương không nhẹ cho nên nàng liền dẫn theo ninh tiểu xuyên và bảo châu địa tạng rời khỏi quy hư ngay lập tức sau khi ra khỏi quy hư liền có một đám sinh linh yêu tộc nghênh đón có yêu vương tóc bạc trắng có thiên kiêu trẻ tuổi của yêu tộc cũng có yêu nữ vũ mị tổng cộng hơn hai mươi người tất cả đều là thuộc hạ của thạch cơ yêu hậu ngoài ra còn có một số tu sĩ nhân loại bị sinh linh yêu tộc bắt giữ có hơn mười vị trên thân tất cả đều đeo gông xiềng nhìn thạch cơ yêu hậu với thần sắc sợ hãi tột cùng chúa tể đại hoang có vô số truyền thuyết như thạch cơ yêu hậu không ngờ lại dùng chân thân xuất hiện trước mặt bọn họ hơn 10 vị tu sĩ nhân loại kia đều thiếu chút nữa bị yêu khí trên người thạch cơ yêu hậu chấn áp đến ngất xỉu ninh tiểu xuyên thoáng nhìn qua hơn 10 vị tu sĩ nhân loại liền phát hiện trong đó có một lão giả không ngờ là thái thượng trưởng lão thái thanh hư của tứ tượng thánh thổ đã từng gặp trong cấm địa bí phủ có lẽ thái thanh hư đã phát sinh chiến đấu kịch liệt với sinh linh yêu tộc trước ngực gần như bị đập nát chỉ thấy một mảnh máu thịt bầy nhầy, xương trắng lộ ra ngoài. Bởi vì tu vi của hắn bị phù văn của yêu tộc giam cầm, cho nên căn bản không thể tự trị thương, phải chịu đựng thống khổ cực lớn. Ngoại trừ Thái Thanh hư ra, Ninh Tiểu Xuyên còn trông thấy hai bóng người quen thuộc, là thần tử Diêm Diệt của dưỡng quỷ thế gia và linh nữ của Thanh Mộc Thánh Thổ. Diêm Diệt là một trong bắt đầu thất tinh thần, có thiên phú vạn năm khó gặp, là nhân kiệt đỉnh cấp thế hệ trẻ. Thanh Mộc Linh Nữ đến từ thế giới trung thổ, là một nữ tự uyển chuyển hàm xúc da trắng nõn nà dung nhan xinh đẹp hai người bọn họ cũng giống như thái thanh hư đều bị thụ thương rất nặng trên người đeo xích sắt hoàn toàn mất đi hào quang thiên tài chật vật không gì sánh được trở thành tù binh của yêu tộc một sinh linh yêu tộc có cặp sừng trâu nhìn chằm chằm vào ngực mông của thanh mộc linh nữ trong mắt tràn đầy dâm dục tựa như muốn nhào vào nàng đặt thân thể của thanh mộc linh nữ dưới người nó ninh tiểu xuyên không quen biết với diêm diệt và thanh mộc linh nữ chỉ mới gặp một lần tại Minh Cảnh Tiên Chỉ ở Quang Minh Thánh Thổ mà thôi. Những tu sĩ nhân loại kia cũng nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng đứng sau lưng Thạch Cơ yêu hậu. Có người nhận ra thân phận của Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng liền thấp giọng nghị luận với mấy người bên cạnh, trong đó có một tu sĩ nhân loại lạnh lùng chừng mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng, sau đó hung hăng nhổ một ngụm nước bọt lên mặt đất. Phi nhân tộc bại hoại, làm đệ tử Thánh Thổ thì phải có tinh thần thà chết không chịu khuất phục bọn hắn đều cảm thấy ninh tiểu xuyên và bảo châu địa tạng đã khuất phục dưới uy hiếp của thạch cơ yêu hậu trở thành nô lệ của yêu tộc bằng không thì tại sao bọn họ đều đeo gồm xiềng toàn thân đầy thương tích còn ninh tiểu xuyên và bảo châu địa tạng thì lại không mang gông xiềng ngược lại còn có thể đi sau lưng thạch cơ yêu hậu ninh tiểu xuyên cũng lười để ý tới bọn hắn dù sao thì tất cả cũng đều là tù binh của yêu tộc không ai hơn gì ai nếu như cùng là tù binh mà vẫn có thể bảo đảm tôn nghiêm của mình không bị trà đạp vậy thì có thể xem là tù binh thượng đẳng rồi. Bái kiến yêu hậu. Hơn 20 tu sĩ yêu tộc nhìn thấy thạch cơ yêu hậu, lập tức thành kính quỳ trên mặt đất, thi lễ với thạch cơ yêu hậu. Đứng lên đi. Thạch cơ yêu hậu lạnh lùng nói với đám tu sĩ yêu tộc. Một lão giả toàn thân tràng chịt đường vân có hình dạng vòng tròn màu tím, cầm một cây mộc trượng bước ra, đi tới trước mặt thạch cơ yêu hậu, nói. Yêu hậu, 13 tên nhân loại này đều là cường giả của các đại thánh thổ, trong đó có hai vị thái thượng trưởng lão, Hai thiên tài đỉnh cấp của nhân tộc thuộc Thánh thổ, Yêu hậu thấy nên xử trí như thế nào? Tạm thời cứ giam bọn chúng lại, bọn chúng đều là tinh anh của nhân loại, nếu kẻ nào nguyện ý quy thuận bổn hậu, cứ ban cho hắn một tấm lệnh bài nô lệ. Nếu không chịu quy thuận, đợi sau khi chuyện ở Quy hư kết thúc, cứ đưa bọn chúng lên tế đàn xương trắng, làm tế phẩm hiến cho Yêu thần. Thạch Cơ Yêu hậu thoáng nhìn qua 13 tu sĩ nhân loại, trong mắt không hề có bất kỳ cảm xúc nào, tựa như đang an bài chuyện đem mấy con heo ra giết hay giữ lại nuôi. Nghe thạch cơ yêu hậu nói vậy, toàn thân 13 tên tu sĩ nhân loại đều run lên, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Đối mặt với tử vong, không có mấy người có thể đủ bình tĩnh giữ sự chấn định. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.